Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp bộ truyện Nữ quân y xuyên về cổ đại, thành tiểu thư tội đồ. Ở tập trước ta đang nghe đến đoạn, Lâm Vãn Thư chứng kiến cuộc tàn sát đẫm máu ở thôn Thanh Nguyên khi Huyền Vương phái người đến giết hết thôn dân, giả danh dưới chiêu bài khen thưởng. Mặc dù từng bị dân làng bắt nạt, cô vẫn không thể bỏ mặc họ. Trong cơn tuyệt vọng, Lâm Vãn Thư đã dùng mưu kế, giả danh cẩm y vệ để đe dọa bọn giáo úy, buộc họ phải rút lui. Tuy cứu được mạng người trong tình huống đó, nhưng nỗi ám ảnh về cái chết và cảm giác tội lỗi đeo bám cô suốt đêm. Không thể bỏ rơi Đỗ Khờ, người đã từng liều mạng vì mình, Lâm Vãn Thư quyết tâm tìm cách cứu hắn. Sáng sớm hôm sau, cô trà trộn vào huyện Bích Thủy, nghe ngóng tình hình và phát hiện rằng mọi chuyện đã bị bóp méo trong tin đồn. Cô tiếp tục theo dõi hành trình của quân đội Huyền Vương với hy vọng tìm thấy Đỗ Khờ, nhưng vẫn chưa có tung tích gì về hắn. Lâm Vãn Thư vẫn không từ bỏ, dù bóng dáng Đỗ Khờ vẫn biệt tăm. Cuộc tìm kiếm của cô giờ đây trở nên đầy hiểm nguy khi những người quyền lực và bí ẩn đằng sau vụ đồ thôn đang che giấu điều gì đó. Liệu cô có đủ can đảm và mưu trí để lần ra chân tướng và cứu Đỗ Khờ? Những bước chân của Lâm Vãn Thư sẽ dẫn dắt cô đến nơi nào? Và ai sẽ là người đồng hành cùng cô trong cuộc hành trình đầy bão táp này? Mọi người cùng nghe tiếp chuyện để biết thêm những tình tiết thú vị nhé! Tập 5. Nàng hóa trang như vậy, khả năng bị nhận ra quá thấp, lại quải một cái quang gánh, những người kia đều không nhận ra nàng. Chỉ cần cho lính gác một ít bạc là có thể tự do đi lại trong trạm dịch. Thuận miệng giao hàng, nàng nhìn về phía Ngọc Hoàng Các trước đây còn được bảo vệ nghiêm ngặt, và cả viện dịch quán cổ kính, còn cả kho củi đã bị cháy hết, cảm thấy như đã trải qua đến mấy đời. Này, tên bán hàng rong kia, cửa thành sắp đóng rồi, mau đi ra. Một tên lính canh đi tới, hét thật to. Lâm Vãn Thư ngồi xổm ở cách kho củi một đoạn, hai tay che mặt, lúc này mới cười híp mắt ngẩng đầu lên. Đi ra đây, đi ra đây. Có lẽ là cảm nhận được thái độ lạ lùng của nàng, tên lính canh cảm thấy khó hiểu. Lâm Vãn Thư mỉm cười, kín đáo cho gã một ít bạc vụn. Không có nhiều, quan gia, ta muốn hỏi thăm huynh vài việc. Tên lính cầm bạc, thái độ tốt hơn nhiều, nói đi, chuyện gì? Lâm Vãn Thư suy nghĩ một chút rồi mới tỏ ra thật thà nói, huynh có gặp tên đần kia không? Cái tên đần ở trong trạm dịch ấy, người lính nhíu mày, lấy làm lạ hỏi, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Lâm Vãn Thư suy nghĩ, lại cười, tên đần kia còn nợ tiền ta, lần trước hắn mua hàng không trả tiền. Người lính hiểu ra, thuận miệng trả lời, ngươi hỏi đúng người rồi. Hôm qua lúc ta tới thay ca, trời còn chưa sáng đã thấy xe ngựa của điện hạ ở trên đường lớn, trên xe có thằng đần kia, trông có vẻ như điện hạ muốn dẫn hắn về kinh. Còn nữa, tên đần kia là người có phúc, ta thấy trên kia còn có mấy người hầu, chăm sóc hắn rất tốt. Nhóc con, mấy lượng bạc của ngươi coi như mất rồi, chỉ sợ không đòi được đâu. Lâm Vãn Thư cau mày. Bởi vì những mâu thuẫn với Dương Vũ Phong và chuyện thôn Thanh Nguyên hôm qua, nên nàng không hề nghĩ đến trong trạm dịch có hai vị điện hạ. Càng không suy nghĩ đến chuyện Ninh Vương Dương Quốc Huy và Đỗ Khờ có liên quan gì đến nhau, mà đổ mọi việc lên đầu Dương Vũ Phong. Hắn bắt Đỗ Khờ đi rồi, Phủ Ứng Thiên ở Kinh Sư vào cái thời đại này, quả thật là xa như chân trời. Nàng đi, hay không đi, Lâm Vãn Thư thấy mình không còn đường lui nữa. Nàng vốn một thân một mình ở thế giới này, trừ Đỗ Khờ thì không có người thân, càng không có ai để lo lắng. Ngoài trừ đi tìm và nghĩ cách cứu Đỗ Khờ ra thì nàng không hề có mục đích sống ở thời đại này. Chỉ có thể theo dòng đời xô đẩy, đẩy nàng đến một con đường xa lạ hơn. Chuẩn bị xong hành lý, nàng rời khỏi huyện Bích Thủy, đi trên con đường tới Phủ Ứng Thiên. Để tăng cường quyền lực về trung ương và phát triển kinh tế, lão hoàng đế Vĩnh Lạc đã dùng rất nhiều cách thức mạnh mẽ trên toàn bộ hệ thống giao thông ở Vĩnh Lạc. Giờ đây, những cung đường đều được thiết kế cực kỳ hoàn thiện, đến mức khiến Lâm Vãn Thư xem mà than thở. Nhưng mà đây là Thục Trung. Quãng đường từ Thục Trung đến Phủ Ứng Thiên thật sự không phụ câu nói đường thục khó đi như lên trời. Có thể nói sông núi đầm lầy răng khắp nơi, vào thục khó, ra cũng khó. Cũng may Dương Vũ Phong là hoàng tử cao quý, hành trình dù ngắn thì cũng vẫn có hạn chế. Vì vậy, cho dù hắn đi tới chỗ nào thì cũng đều có quan phủ chào đón. Lâm Vãn Thư cho dù xuất phát sau hắn một ngày, nhưng muốn tìm tuyến đường hắn hành quân cũng không có khó khăn gì. Màn trời chiếu đất, đuổi theo mất mấy ngày, nàng đuổi kịp tới Phủ Ba Châu. Lần này kim vệ quân về kinh đã chia ra mấy đường. Tùy theo binh chủng khác nhau nên đường thủy đường bộ đều có quân. Đoàn người Huyền Vương Dương Vũ Phong đến Phủ Ba Châu, rõ là muốn đi theo đường thủy của huyện Ba ngược lên sông Trường Giang. Nghe ngóng được tin chú quân, Lâm Vãn Thư cũng không tới gần. Mệt mỏi mấy ngày nay, đầu óc của nàng càng ngày càng tỉnh táo. Càng muốn cứu Đỗ Khờ thì càng không thể gấp gáp được. Đầu tiên,
nàng tìm một khách điếm ở huyện thành, thư thả tắm rửa, chỉnh trang bản thân gọn gàng rồi mới kéo thấp mũ đen, ra đường tìm hiểu thông tin. Đoàn người của Dương Vũ Phong về phủ Ứng Thiên, buổi trưa ngày mai sẽ lên thuyền ở bến Triều Thiên Môn. Nhưng nơi đó là bến tàu đầu mối quan trọng ở Lưỡng Giang, không cho thuyền dân đến gần. Nếu vậy thì nàng muốn đuổi theo Dương Vũ Phong lại càng khó khăn. Mà hành trình của thuyền dân còn chậm hơn thuyền quan. Dọc đường muốn tìm Đỗ Khở, đồng thời cứu hắn ra thì khó càng thêm khó. Nếu như không thể xong việc trên đường, chờ hắn về đến Kinh Sư thì nàng càng gặp khó khăn hơn. Nói cách khác, cơ hội của nàng chỉ có một ngày, cứu Đỗ Khở ở huyện Ba. Đi một mình ở khu vực đông đúc trong huyện, nàng mặc bộ đồ vải thô cực kỳ đơn giản, trong đầu cứ nghĩ cách lung tung, nhưng cứ như lăn lộn trong vũng bùn, hoàn toàn không nghĩ ra được cách gì. Lấy sức của một mình nàng đối đầu với Dương Vũ Phong thì không khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Nhìn đủ loại cửa hàng thời cổ đại hai bên đường, người mùi chợ búa cổ đại không thuộc về đô thị hiện đại. Nghĩ đến Đỗ Khở đáng thương không biết giờ này đang bị tên vương gia đê tiện kia cầm tù nơi nào, nàng tức đến nghiến răng, không muốn nghĩ tới hai chữ thất bại. Ông chủ, màn thầu bán thế nào? Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc truyền đến, khiến nàng quay đầu lại. Cố Mai Liên, thế giới thật sự nhỏ bé, không phải nàng ấy ở huyện Bích Thủy sao? Mai Liên, có lẽ là do mấy ngày qua một thân một mình quá cô đơn, nàng vô cùng phấn khởi khi gặp lại người quen. Vãn Thư, Cố Mai Liên dương đôi mắt như nai con nhìn nàng từ trên xuống dưới, không dám nhận người quen. Vãn Thư, thật sự là huynh sao? Nở nụ cười vui vẻ, Lâm Vãn Thư đi qua nắm cổ tay nàng ấy, kéo nàng ấy nhích qua đám đông trên đường. Lúc này mới buông tay nàng ấy ra, chỉnh lại mũ cho ngay ngắn, nhếch miệng trêu ghẹo, nhìn thấy ta bất ngờ lắm sao? Cố Mai Liên cẩn thận nhìn nàng, vẫn là vẻ sợ hãi choáng váng. Nếu không phải huynh nói ra tiếng thì muội thực sự không dám nhận. Vãn Thư, sao huynh lại ở đây? Lâm Vãn Thư hất cằm, cười híp mắt, cười mà như không cười. Tiểu mỹ nhân, bởi vì ta không nỡ bỏ nàng nên mới đến đó. Cố Mai Liên còn chưa biết chuyện ở huyện Bích Thủy, đỏ mặt, thẹn thùng nói, cái miệng này của huynh, cả ngày chỉ biết nói hưu nói vượn. Dứt lời, nàng ấy như nhớ tới điều gì, bừng tỉnh đại ngộ. À, muội biết rồi, hôm nay nghe nói Huyền Vương gia đến huyện Ba, hóa ra huynh tới cùng điện hạ sao? Lâm Vãn Thư nhướng mày, điện hạ nào, ta quen ư? Cố Mai Liên khẽ xì một tiếng, lại nói lung tung. Nói thế nào muội cũng không tin, thôi không nói nữa. Lâm Vãn Thư nháy mắt với nàng ấy, lại cười đùa tí tửng. Mai Liên, một mình muội ở đây à? Sao cũng tới huyện Ba, hay là có thần giao cách cảm với ta? Cố Mai Liên dỗi nàng một chút rồi mới nói, muội đi cùng với cha, đi qua huyện Ba, ngày mai lên thuyền đi Kinh Sư. Chuyện này đúng là khéo thật. Trước đó vài ngày, lão Cố nhận được thư của em vợ gửi từ Kinh Sư. Cậu em vợ này cũng làm nghề giống họ, nghe nói cũng mở một dược đường ở Kinh Sư, làm ăn phát đạt, dự định mở thêm một chi nhánh, cần người am hiểu công việc giúp đỡ. Và lại Mai Liên tuổi tác không nhỏ, ở nơi vắng vẻ như huyện Bích Thủy cũng không tìm được nhà chồng tốt. Cậu em vợ hy vọng hai cha con lão Cố có thể đến Kinh Sư giúp đỡ, cũng giúp Mai Liên sắp xếp một hôn sự tốt đẹp. Lão Cố trước đây sống ở Kinh Sư, vốn không muốn trở về. Nhưng ở trong thư, cậu của Mai Liên nói dược đường mở ở nơi tốt nhất Kinh Sư, nhất là vấn đề hôn sự của Mai Liên. Kể từ đó, cô nương Mai Liên này cũng vô cùng hào hứng. Nàng ấy vốn có tiêu chuẩn cao, làm sao có thể xem trọng cậu giúp việc chất phác ở dược đường được. Cùng cha bàn bạc vài ngày, chuyện này cũng thành. Lão Cố đầu tiên là gửi tin cho cậu của nàng ấy, sau đó bán hồi Xuân Đường, mang theo toàn bộ gia sản, cùng Cố Mai Liên lên kinh nương nhờ họ hàng. Hai cha con vì tiết kiệm tiền, vốn định đi đường bộ tới phủ Ứng Thiên, nhưng nghe nói đoạn đường này thiếu an toàn. Nhất là nghe nói trên đường vô cùng nguy hiểm, bốn phía đều có tệ nạn trộm cướp, nên họ bèn đi đường vòng đến huyện Ba, chuẩn bị lên thuyền đi Kinh Sư. Nghe đến đây, Lâm Vãn Thư không khỏi thổn thức. Cố Mai Liên đúng là rất xinh đẹp. Nếu nàng là đàn ông, gặp cô nương xinh đẹp như thế thì có khi cũng rung động. Nói thật, để một mỹ nhân như vậy chôn vùi ở hồi Xuân Đường, tìm một người đàn ông chất phác sống nốt quãng đời còn lại, quả thật lãng phí tài nguyên mỹ nữ. Được rồi, trở về kinh thành, hy vọng ước mơ của muội thành sự thực, tìm được một vị lang quân như ý. Nàng trêu ghẹo Mai Liên, lại hỏi nàng ấy chuyện tìm chỗ trọ trong huyện Ba. Đang nói đến mức cực kỳ vui vẻ thì chợt, có một người đột nhiên xông đến từ ngách hông, tông mạnh vào Cố Mai Liên. Nơi này vốn đông đúc, Cố Mai Liên cũng không để ý, nhưng vừa liếc mắt thì lại nhìn thấy túi tiền người kia cầm trên tay. Đây là của nàng ấy mà. Sờ vào trong ngực một chút, nàng ấy hô to. Bắt trộm, Vãn Thư,
tên kia trộm túi tiền của muội. Lâm Vãn Thư quay lại nhìn, chỉ một cô gái mảnh mai chạy cực nhanh trong đám đông, soạt 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 mấy bước đã bay qua hàng bán táo, dọa người qua đường chạy nhốn nháo bốn phía. Nàng ta nhẹ nhàng như yến, chạy thành thạo điêu luyện, vừa nhìn đã biết thân thủ chuyên nghiệp. Công phu của tên trộm vặt cũng không tồi. Mai Liên, về khách điếm chờ ta. Nếu là người khác, Lâm Vãn Thư chắc chắn không rảnh để ý đến chuyện này. Nhưng Cố Mai Liên thì khác. Chưa kể tới những ngày nương tựa người ta ở Hồi Xuân Đường, chỉ bằng tình cảm tha hương gặp Cố Chi thôi, vậy nàng nhất định phải quản. Vừa nghĩ, nàng vừa đuổi theo. Cô nương kia chắc không ngờ có người đuổi kịp nàng ta, chạy qua một khu phố khác, bước chân liền chậm lại. Mà con người Lâm Vãn Thư, đánh nhau không được, bản lĩnh cũng không có nhiều, nhưng chuyện chạy nhanh thì cực kỳ lành nghề. Lúc nàng chạy sức lực bộc phát rất mạnh, tốc độ cũng nhanh, người lại nhẹ nhàng, ba vọt năm nhảy đuổi theo, cũng vừa vặn nhìn thấy bóng dáng người kia chui vào một cái hẻm. Lâm Vãn Thư đảo mắt nhìn, liền vòng qua đường. Lúc trước nàng đã đi dạo quanh đây hồi lâu, đã quen với địa hình. Đi đến lối bên kia chặn đường, ẩn nấp trong góc tường, nàng liền thấy cô nàng kia ước lượng số bạc trong tay, chậm rãi đi tới. Lâm Vãn Thư nhếch miệng, tranh thủ lúc nàng ta không để ý, quét chân một cái khiến nàng ta trượt ngã. Ai, đổi thành người khác thì nhất định không thiếu một cảnh ngã sấp mặt. Nhưng cô gái kia nhanh nhẹn tránh ra, sau đó liền quét một chưởng. Quả là cao thủ. Lâm Vãn Thư giật mình, tránh được chưởng kia, tóm lấy vai nàng ta. Ngươi là ai? Cô gái kia hỏi một cách lạnh lùng, thúc khuỷu tay phản kích. Trộm tiền người khác, chết không yên lành. Lâm Vãn Thư tấn công thất bại, lại túm lấy cánh tay nàng ta. Nhưng võ công người này không tồi, tránh được dễ dàng. Có lẽ thấy Lâm Vãn Thư chỉ là một tên nhóc con, nên nàng ta cười lạnh. Chỉ bằng ngươi mà cũng dám đánh lén ta, đánh lén là ngươi, cũng chỉ có mấy chiêu vặt vãnh. Lâm Vãn Thư cười khẽ, xoay eo một cái lộn ngược ra sau, lại quay người, nắm đấm liền đánh vào huyệt tê bên eo nàng ta. Nàng ta vừa kêu a một tiếng, một con dao bằng gỗ đào đã đặt trên cổ nàng ta. Đừng cử động, ngươi dùng chiêu thức gì? Nàng ta choáng váng không tin nổi. Chậc chậc, đại tỷ à, giết người không phải cứ chiêu thức đẹp là có tác dụng đâu. Lâm Vãn Thư hờ hững châm chọc, một tay cướp túi tiền về, không khách sáo nhét vào trước ngực, trên mặt là vẻ đắc ý. Võ công của nàng không bằng người khác, nhưng khi còn ở đội đặc công, nàng học không ít chiêu thức giết người trực tiếp. Nhớ ngày đó, Dương Vũ Phong còn thua trên tay nàng, nói gì con nhóc này. Đương nhiên nàng hiểu rõ, nếu như không phải nàng ta chủ quan khinh địch, không để ý, thì nàng cũng không thể thắng được. Cô gái kia hừ một tiếng, thần thái cũng coi như bình tĩnh. Được, ta nhận thua, ngươi cầm bạc đi là được, đâu ra chuyện dễ dàng thế. Nhếch miệng cười, Lâm Vãn Thư giơ chân đá nàng ta một cái, lại nói tiếp, quân tử yêu tiền, nhưng sẽ lấy bằng đường chính đạo. Ngươi trộm đồ của bách tính, sao dám nhận là anh hùng hảo hán? Nói thế nào cũng phải có lời cho thuyết phục chứ. Cô nàng kia tức tối hừ một cái, khinh bỉ liếc sang, bằng không thì sao, chờ chết đói hả? Trộm cũng có đạo đức, biết chưa? Lâm Vãn Thư lười biếng hỏi, quan sát nàng ta thật kỹ. Một bộ quần áo tối màu quấn chặt vóc dáng xinh đẹp của nàng ta, cằm tròn trịa, khuôn mặt trái xoan lại có vài phần lạnh lẽo. Xem ra nàng ta không chỉ là một tiểu mỹ nhân, mà còn là một mỹ nhân lạnh lùng giỏi võ. Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Còn muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn dám giết người trên đường sao? Lâm Vãn Thư thấy nàng ta còn rất can đảm, trong lòng liền nảy ý, lưỡi dao chậm chậm di chuyển trên cổ nàng ta, từ từ di chuyển lên khuôn mặt nàng ta. Ông đây dẫn ngươi đi làm một vụ lớn, có hứng thú hay không? Cô gái kia mím môi, thoáng giật mình nhìn nàng, có ý gì? Lâm Vãn Thư cười gian xảo, ngoắc tay với nàng ta. Lại đây, chuyện ăn trộm, phải nói nhỏ thôi. Lâm Vãn Thư vốn muốn một nước cờ đi hai bước. Nếu cô gái này không đồng ý yêu cầu của nàng, nàng sẽ dùng cách mà trước đây dùng để đối phó với Đặng Bảo Long, hạ dược khiến nàng ta đồng ý mới thôi. Nhưng nàng cũng tin tưởng, sự việc hoang đường đến thế, trừ khi não uống nước, còn không thì cũng sẽ chẳng có ai tùy tiện đồng ý. Nhưng mà sự thật là, bản thân nàng mới là một kẻ ngu xuẩn. Chờ đến khi nàng thuật lại toàn bộ kế hoạch kỹ lưỡng về việc hai người làm sao để cùng dùng kế điệu hổ ly sơn, trộm tiền đám quan lại trong dịch quán với cô nương này, thì người ta lại không hề do dự mà đồng ý ngay, vẻ mặt chẳng hề lưỡng lự, cứ như ăn trộm của quan phủ hoàn toàn chẳng có gì là lớn lao vậy. Có phải quá phóng khoáng rồi, đi cướp chính quyền cũng không phải suy nghĩ sao? Nàng ta quá sảng khoái khiến Lâm Vãn Thư ngược lại cảm thấy không quá chân thực. Ta bảo này, chuyện lớn như thế, ngươi không cần cân nhắc một chút sao? Suy nghĩ cái gì, không phải cũng giống đi cướp bạc sao?
Người ta hỏi lại một cách nhẹ nhàng, Lâm Vãn Thư lại nhướng mày, ý của ta là, người bên trong dịch quán không phải quan lại bình thường. Chúng ta đi ăn trộm thế này, ngộ nhỡ không xong việc thì sẽ bị chém đầu đấy. Ngươi đồng ý sảng khoái như vậy, trong lòng ta thấy không chân thực. Người kia nhìn lại, đẩy con dao đang kề bên cổ ra, trả lời một cách trào phúng. Người sợ ngã không học được cách đi đường, người sợ chết không lấp được đầy bụng. Lâm Vãn Thư nheo mắt, đang muốn tán thưởng quả là hào khí nữ nhi giang hồ, thì lại nghe nàng ta nói một câu nhạt nhẽo, còn nữa, chết rồi có gì không tốt. Nghe xong lời này, Lâm Vãn Thư chợt hiểu ra, quả nhiên cuộc đời gian khổ. Hóa ra nàng gặp được người có thâm thù đại hận với quan phủ. Con người này có vẻ đã sớm muốn trả thù xã hội, nhưng lại không tìm được cơ hội. Nhưng nghĩ cũng phải, một cô gái nếu có hoàn cảnh sinh hoạt tốt, có thể ăn no mặc ấm, chẳng phải đều ở nhà thêu hoa, chờ tám kiệu lớn khiêng đi, gả đi hầu hạ phu quân sao? Nữ tử bình thường, có ai ra ngoài làm trộm, kiếm tiền trên mũi dao, đồng bệnh tương lân luôn luôn thân thiết. Thu dao về, Lâm Vãn Thư vỗ vai của nàng ta, cũng không dễ dàng, hai ta vừa đi vừa nói. Rất nhanh, cô gái kia liền kể với nàng mọi chuyện. Nàng ta tên là Trịnh Ngọc Mẫn, nhân sĩ phủ Ứng Thiên, vốn là con gái nhà quan, 2 năm trước trong nhà gặp khó khăn, người nhà đều chết oan chết uống. Mà Trịnh Ngọc Mẫn do lúc ra đời mệnh phạm hung thần, chưa đến tuổi cập kê, bị bà nội ép đưa đến trong miếu, cắt tóc tu hành, nhờ vậy mới tránh được một kiếp. Nàng ta còn kể, sắp đến ngày giỗ của người nhà, lúc này mới chuẩn bị về phủ Ứng Thiên tế bái. Hôm nay nhìn thấy Cố Mai Liên trên đường ăn mặc trang điểm lộng lẫy, nhìn cách nàng ấy ăn mặc giống như tiểu thư nhà có tiền, lúc này nàng ta là mới nảy ra ý định trộm tiền của nàng ấy. Nàng ta nói thật hay giả, Lâm Vãn Thư không có cách chứng minh. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, nếu mọi người đều là nhi nữ giang hồ thì thật hay giả đều không quan trọng. Để tỏ lòng thành ý với đối tượng hồn vốn buôn mình, Lâm Vãn Thư tự nhiên cũng bịa ra một chuyện đau thương một mình cô độc trôi dạt khắp nơi như thế nào cho Trịnh Ngọc Mẫn nghe. Không ngờ nàng không cảm động được mình, nhưng lại khiến Trịnh Ngọc Mẫn cảm động đến đỏ mắt, nghẹn ngào thút thít. Lâm Vãn Thư trợn mắt, vị đại tỷ này có phải đa sầu đa cảm quá không? Nhưng hai người lập tức có điểm chung trên một phương diện, đó chính là cô độc. Bỏ ra cả một ngày trời, Lâm Vãn Thư mới chuẩn bị kỹ càng đồ vật cho việc xông vào dịch quán buổi đêm. Ban đêm, ăn uống qua loa trong khách điếm xong, nàng dẫn theo Trịnh Ngọc Mẫn đến khách điếm Phượng Lai, trả lại tiền cho cha con Cố Mai Liên. Vốn nghĩ phải tốn công sức giải thích một phen, không ngờ cha con nhà họ Cố không hề nhiều lời, không những không hề tức giận, ngược lại còn có chút cảm kích. Điều này khiến Lâm Vãn Thư hiểu thêm về tư tưởng đạo đức của người đương thời. Vì để tiện hành động buổi tối, Lâm Vãn Thư và Trịnh Ngọc Mẫn đều thay quần áo nam. Thời đại này, đàn ông ra ngoài làm việc đều thuận lợi hơn phụ nữ nhiều. Vì thế, nhìn Cố Mai Liên yểu điệu, Lâm Vãn Thư tử tế nhắc nhở nàng ấy, đường đi phủ Ứng Thiên xa xôi. Gương mặt và vóc dáng nàng ấy lại đẹp, lại không có năng lực tự bảo vệ mình, hoàn toàn là điều kiện khiến đàn ông phạm tội. Đi ra ngoài chi bằng ăn mặc đơn giản một chút. Nhưng dù nàng nói rách cả miệng thì cũng chẳng được gì. Cố Mai Liên là lần đầu đi ra ngoài nên đi đến đâu cũng thấy mới mẻ. Lại là con người thích ăn diện, thường ăn mặc khêu gợi, khiến Lâm Vãn Thư trước khi rời khỏi khách sạn còn cảm thán. Lần sau mà còn bị bắt nạt, ông đây sẽ không quản muội nữa. Cố Mai Liên không buồn, chỉ cười nhõng nhẽo, huynh sẽ không mặc kệ muội đâu, ai bảo huynh là bạn muội chứ? Ái chà, muội còn ăn chắc ta nữa hả? Ai coi muội là bạn đấy? Lâm Vãn Thư nhướng mày, hung hăng trừng mắt nhìn nàng ấy, rồi lại soi gương một lần nữa. Tóc nàng búi trên đỉnh đầu, một thân áo vải thô hơi bị rách, trông thấy có mấy phần chí khí thiếu niên oai hùng. Không tệ, nàng rất hài lòng, chắc chắn mặc bộ đồ này sẽ không có sơ hở gì. Xấu chết mất, Cố Mai Liên vuốt khăn lụa, nhíu máy, lời nói đầy chán ghét, hai người muốn đi đâu? Ăn mặc như thế này, ai không biết còn tưởng đi ăn cướp? Đúng rồi, chính là đi ăn trộm. Lâm Vãn Thư trêu đùa, cũng không dám nói rõ mọi chuyện với nàng ấy, chỉ đứng dậy vỗ vai Trịnh Ngọc Mẫn, quay lại cười với Cố Mai Liên. Nếu sáng sớm mai mà huynh vẫn chưa quay lại, muội cùng với lão Cố hãy lên thuyền về kinh, không cần chờ ta. Mặt trời mùa đông như máu đổ vào chân trời. Huyện Ba là một thị trấn quan trọng phía tây nam của Vĩnh Lạc, trong huyện có 2 trạm dịch. Một là trạm dịch Triều Thiên, ở bên trong Triều Thiên Môn. Một là trạm dịch Bạch Thị, ở phía tây huyện Ba. Vì trưa mai Dương Vũ Phong sẽ từ Triều Thiên Môn lên thuyền về kinh sư, nên Lâm Vãn Thư đoán, 8-9 phần hắn sẽ ở trong trạm dịch Triều Thiên. Quả nhiên là như thế, nàng ở bên ngoài dịch quán, tùy tiện tìm một hàng rong nghe ngóng liền xác định được tin tức. Lặng lẽ nhìn trạm dịch cách đó không xa,
Lâm Vãn Thư tranh thủ trời tối, buộc con ngựa nàng cưỡi từ Phù Cẩm Thành. Còn có hai con ngựa mua ở chợ trên gốc cây hòe cách trạm dịch nửa dặm. Sau đó nhíu mày dặn dò Trịnh Ngọc Mẫn. Nhớ kỹ lời ta nói, đừng có loạn làm bừa. Lát nữa ngươi dẫn thủ vệ chạy đến đây, tuyệt đối không được cưỡi ngựa. Kim vệ quân truy đuổi rất lợi hại, ngựa của ngươi không thể vượt được họ. Ngươi cứ chém đứt dây buộc ngựa, đâm vào mông ngựa để chúng chạy. Truy binh nhìn không rõ lập tức sẽ đuổi theo, bằng thân thủ của ngươi thì có thể chạy trốn dễ dàng. Nói nhiều như thế, Lâm Vãn Thư thật ra không muốn để Trịnh Ngọc Mẫn mất mạng theo nàng. Cho dù nàng xảo trá tùy hứng, lại không biết xấu hổ, nhưng bên trong cốt cách vẫn là một người lính đặc công. Điều này ảnh hưởng đến cách đối nhân xử thế của nàng, không làm được chuyện quá tàn nhẫn. Mà nàng sở dĩ muốn hẹn Trịnh Ngọc Mẫn cùng xông vào dịch quán, thật ra cũng chỉ muốn có người thay nàng dương đông kích tây, thu hút sự chú ý của thủ vệ, đồng thời để nàng thuận lợi vào trong tìm người thôi. Trịnh Ngọc Mẫn lạnh lùng nhìn nàng, không nói thêm gì, chỉ gật đầu. Ngươi cẩn thận chút, được rồi, ta ở bên ngoài tiếp ứng ngươi. Hai chữ tiếp ứng khiến Lâm Vãn Thư tìm lại được chút cảm giác chiến hữu, bèn vỗ vai Trịnh Ngọc Mẫn, giọng nói của nàng nhỏ dần. Ngươi không cần tiếp ứng cho ta, như thế rất nguy hiểm. Một người dễ trốn hơn hai người. Nếu đến Hừng Đông mà ta vẫn chưa về, ngươi nhớ kỹ căn phòng kia có bao quần áo, còn một ít bạc, ngươi cứ cầm đi. Trịnh Ngọc Mẫn nhìn nàng, ánh mắt sâu hơn một chút. Được. Thời gian cấp bách, Lâm Vãn Thư không kịp nói nhiều với nàng ta. Mọi lời nhắn nhủ đều đã nói xong, tiếp theo chỉ có hành động. Hít một hơi, nàng nhẹ nhõm nhếch môi, túm lấy tay Trịnh Ngọc Mẫn, lấy hai quả lựu đạn khói từ trên yên ngựa xuống, nhét vào tay Trịnh Ngọc Mẫn, vẻ mặt nghiêm túc. Lát nữa dùng cái này dẫn thị vệ đi, thời điểm mấu chốt thì nó còn dùng để tự vệ. Trịnh Ngọc Mẫn nhìn đồ trong tay, hiếm khi tỏ vẻ tò mò, đây là cái gì? Ngươi đừng hỏi nữa, châm lửa kíp nổ, ném xuống mặt đất, sẽ có khói đen xuất hiện, nhưng thời gian không dài, phải tranh thủ đấy. Thật ra trò này ở thời hiện đại không có gì kỳ lạ, chỉ là dùng diêm tiêu và vài nguyên liệu đơn giản làm bom khói, thật ra người hiện đại đều có thể tự mình làm. Đương nhiên làm lính đặc công, Lâm Vãn Thư chế ra sản phẩm tinh tế hơn người bình thường một chút. Bởi vì nguyên liệu hạn chế, nên không thể lợi hại được như loại dùng trong quân đội. Nhưng mà với người đương thời, đây chính là thần khí. Ngươi biết làm cái này? Trịnh Ngọc Mẫn vẫn sững sờ. Lâm Vãn Thư buồn cười, vỗ vai nàng ta. Thứ ta biết còn nhiều, có cơ hội ta dạy cho ngươi nhé. Giờ thì chuẩn bị đi. Trịnh Ngọc Mẫn híp mắt, được. Trạm dịch Triều Thiên cũng như trạm dịch Bích Thủy, bốn phía đều là tường đất cao, ngoại trừ cửa thành thì quả thật không dễ đột nhập. Có bom khói trong thời gian ngắn gây trở ngại tầm nhìn của thị vệ, chờ sương mù tản ra, truy binh cũng bị nàng ta lôi kéo, đương nhiên sẽ không phát hiện Lâm Vãn Thư trà trộn lúc khói dày đặc. Trịnh Ngọc Mẫn quả thật là người có công phu không tồi. Nàng ta lại gần cửa thành, lăn lộn mấy vòng, như ôm tâm trạng đầy thù hận mà hét to một tiếng bọn khốn các ngươi, để mạng lại. Rồi quả quyết đốt bom khói trong tay, ném về phía cửa thành. Bà nói chứ, đây là cái gì? Khụ khụ, có thích khách, mau đuổi theo. Thị vệ tổng cộng có 8 tên. Tranh thủ lúc bọn chúng sạc khói vừa ho khan vừa mắng, Lâm Vãn Thư đã nhanh nhẹn lẻn vào trong thành, bám chặt vào tường thành để ẩn nấp, rồi thở phào một hơi thật dài. Bên trong trạm dịch đen kịt, cửa thành ngập trong tiếng hô hoán, từng bó đuốc lớn nhỏ nối nhau như rắn trườn. Phát hiện thích khách là việc lớn, gần như là tất cả thị vệ trực đêm lẫn lính tuần tra đều xông về phía cửa thành. A-di-đà Phật, phù hộ Trịnh Ngọc Mẫn thuận lợi đào thoát. Mặc niệm một chút, Lâm Vãn Thư cấp tốc quan sát tình hình dịch quán. Nơi này không nhỏ hơn so với trạm dịch Bích Thủy, Dương Vũ Phong ở chỗ nào, Đỗ Khở ở chỗ nào đây. Nhìn từng dãy kiến trúc chữ thập ngang dọc, Lâm Vãn Thư không dám đánh rắn động cỏ, cứ mò mẫm trong đêm tối mà cẩn thận tìm kiếm trong dịch quán. Tìm Dương Vũ Phong rất dễ, chỗ nào kiến trúc cao lớn, có phong cách thì hắn nhất định ở chỗ đó. Nhưng nếu không phải cực kỳ cần thiết thì nàng không muốn nhìn thấy hắn, chỉ hy vọng có thể lén lút tìm được Đỗ Khở, nếu dẫn hắn ra ngoài được lại càng tốt hơn. Cho dù hiện tại không thể, xác định an nguy của hắn cũng tốt. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ lại qua. Bạo động chỗ cửa thành đã sớm ngừng lại, bốn phía im lặng. Thị vệ bên trong dịch quán không quá nghiêm ngặt như trong tưởng tượng của nàng, nhưng nàng hành động vẫn không quá thuận lợi. Nàng không tìm được Đỗ Khở. Trong hai canh giờ, nàng tìm kiếm một lượt trong dịch quán, nhưng đều không có người. Trời ngày càng đen, càng ngày càng lạnh, lạnh từ ngoài vào tim. Bên trong dịch quán tối đen, thỉnh thoảng có thể thấy mấy thị vệ cầm lồng đèn đi lại, ngoài ra không có bất cứ động tĩnh gì. Bây giờ, nơi duy nhất nàng chưa đến chỉ có đình viện hình dáng độc đáo,
yên tĩnh ở giữa trạm dịch. Ngay từ đầu, nàng đã đoán đây là chỗ ở của Dương Vũ Phong. Chẳng lẽ hắn và Đỗ Khờ ở cùng một chỗ? Nàng không dám chắc. Trong bóng đêm đen nghịt, nàng cố gắng bình tĩnh lại, hai tay sờ mặt, cảm xúc lạnh buốt. Dựa vào độ cảnh giác của Dương Vũ Phong, nàng biết xông vào từ cửa chính là điều không tưởng. Cũng may nàng đã sớm chuẩn bị, dùng đồ sắt tự chế thành một cái móc treo ba móc. Cái trò này không thể vượt qua được tường thành cao lớn cùng nhiều thị vệ được, nhưng vào một viện nhỏ thì lại dễ dàng. Cầm lấy móc câu, nàng cầm dây thừng thật chắc, ném móc treo lên tường, kẹp lại rồi. Kéo dây thừng thử lực một chút, Lâm Vãn Thư hài lòng cắn môi dưới, như con khỉ mà leo theo dây thừng tới đầu tường, lại nhảy xuống nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động. Viện này rất lớn, phía tây nam khí hậu ấm áp, trong viện hình như còn có thể ngửi được hương hoa. Dương Vũ Phong xưa nay thích yên tĩnh, dù bên ngoài tuy phòng thủ nghiêm ngặt, nhưng đã vào trong được thì yên tĩnh vô cùng. Cẩn thận đem móc treo giấu ở bụi hoa chỗ chân tường, nàng rón rén bước đi, vòng qua hành lang, bắt đầu xem xét xương phòng. Người trực đêm dường như đều ngủ gà ngủ gật, nàng tìm từ bên ngoài đến bên trong, không làm ra tiếng động gì, cũng không đánh thức ai. Nhưng đã tìm khắp đông tây rồi, vẫn không tìm được Đỗ Khờ. Sau đó, chỉ còn lại phòng chính, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đúng là không cài then. Nàng dùng hết 10 phần kiên nhẫn để không phát ra tiếng động nào. Nhưng vừa vào phòng, nàng lại ngây ngẩn cả người, bên trong vẫn sáng đèn. Nói cách khác, người bên trong còn chưa ngủ. Trong lòng nàng cảm thấy lo lắng, lưng dán chặt vào bức tường đá cẩm thạch phía sau, chậm rãi quan sát. Trong phòng trống không, chỉ có một mình Dương Vũ Phong ngồi trên ghế La Hán khắc hoa bằng gỗ tử đàn. Trên người chỉ mặc một cái áo ngủ bằng sa tanh, đai lưng ngọc buộc một cách lỏng lẻo, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, thái độ lười biếng hiếm thấy. Mà cái bàn nhỏ trước mặt hắn bày một bàn cờ và mấy bình rượu làm bằng bạch ngọc. Trong không khí thoang thoảng mùi hương mát lạnh của rượu phục bách, mùi rượu thơm quen thuộc xộc vào mũi, Lâm Vãn Thư liền cảm thấy nổi hết gai ốc. Ngay cả phù điêu trên đá cẩm thạch đằng sau dường như cũng cấn cả vào lưng nàng, trái tim bởi căng thẳng mà đang treo lơ lửng bất giác nhói đau. Hắn lại đau đầu liền uống rượu phục bách. Biết rõ không thể còn cố tình làm, đây chẳng phải là tìm ngược sao? Nàng ôm lấy lồng ngực, cắn chặt môi. Người ta đường đường là vương gia, sống thế nào thì cũng thảnh thơi vui sướng hơn nàng, hà tất lo chuyện bao đồng. Cắn thế này, cảm giác đau đớn khiến nàng tỉnh táo hơn nhiều. Bỏ đi, quan tâm hắn nhiều như vậy làm gì? Trong phòng rộng lớn thế, nhìn một cái là thấy chẳng giấu được một Đỗ Khờ còn sống sờ sờ. Chưa đến tình huống bất đắc dĩ, nàng không thể làm kẻ thù trực diện với Dương Đê Tiện được. Nàng chậm rãi rụt đầu, hít thở sâu một hơi, khẽ khàng đi về phía cửa. Khoảng cách từ bức tường đến cửa rất gần. Xong, nàng đi rất chậm, không dám phát ra tiếng động. Tới cửa rồi, nàng thở phào một hơi, đang chuẩn bị lách người ra ngoài thì đột nhiên một tiếng gió xẹt qua sau lưng. Nàng cảnh giác quay đầu, chỉ thấy một bóng đen cao lớn như chim ưng ăn thịt người đang nhìn nàng chằm chằm. Đi từng bước về phía nàng, trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng, mê hoặc, cũng có thể là vẻ mặt phức tạp. Tổ sư, thế này cũng bị phát hiện sao? Tim Lâm Vãn Thư thắt lại. Khỏi cần nghĩ ngợi, nàng giơ tay ra, sẵn sàng tấn công hắn. Nhưng không ngờ, hắn bỗng lên tiếng, Vãn Thư. Giọng nói đó mang theo đôi phần men say, có nghi ngờ, và có cả sự trầm thấp khàn khàn khó tả. Trái tim thắt lại, đôi lông mày cau chặt của nàng giãn ra. Rõ ràng là nàng đã bại lộ. Trước mặt hắn, muốn chạy trốn nữa cũng khó. Nhưng dù thế nào, từ đầu chí cuối, người mà Dương Vũ Phong muốn bắt chỉ có Lâm Vãn Thư nàng thôi. Căn bản chẳng liên quan gì nhiều tới Đỗ Khờ. Hôm nay bước vào dịch quán, nàng đã quyết định, không thành công thì cũng thành nhân. Dù sao đấu với hắn cũng chẳng phải ngày một ngày hai, cùng lắm chẳng qua là chết thôi, sợ cái dám gì. Thu tay về, nàng nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt, bình tĩnh lùi lại một bước, dán lưng lên cánh cửa. Ánh mắt nàng hiện vẻ giễu cợt, Huyền Vương Điện Hạ, ngươi thắng rồi. Ta đã trở lại đây, tùy ngươi xử lý, thả Đỗ Khờ đi đi. Dương Vũ Phong không nhúc nhích, chính choáng lơ mơ quan sát nàng. Hả, ngươi nói gì? Lâm Vãn Thư xùy một tiếng, nhướng mày, vờ ngớ ngẩn có thú vị không? Hắn tới gần một bước, đôi mắt lạnh lùng vẫn nhìn nàng. Sau đó, lại một bước nữa, chậm rãi tiếp cận. Theo mỗi bước chân hắn tới gần, hương rượu trêu chọc lòng người cũng ập tới không hề khách sáo, kích thích đến nỗi trái tim của Lâm Vãn Thư không thể kiểm soát, tăng nhanh nhịp đập. Loại cảm giác quen thuộc, phiền não ấy khiến sự áp bức, bực bội mạnh mẽ tóm lấy trái tim nàng. Vừa thầm mắng bản thân kém cỏi, nàng lại vừa hận đến ngứa răng. Muốn mạng của ta thì cứ lấy đi,
làm khó Đỗ Khở là có ý gì? Ừ. Dương Vũ Phong nhẹ giọng hỏi, vẻ lạnh lẽo lướt qua trong mắt, do dự nhìn nàng như thể hoàn toàn không hiểu. Hắn ngẩng đầu, đỡ trán, thình lình nắm lấy cổ tay nàng. Về rồi thì uống với ra vài ly trước đã. Cúi đầu nhìn bàn tay bị tóm chặt, Lâm Vãn Thư sửng sốt. Sau khi vô tình nhốt nàng vào trong phòng chứa củi, rồi bắt Đỗ Khở đi, còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết người thôn Thanh Nguyên. Ấy vậy mà hắn vẫn có thể đủ bình tĩnh như nói câu thời tiết hôm nay đẹp thật thế này, làm như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy sao? Bỏ tay ra, cổ họng Lâm Vãn Thư nghẹn một luồng khí lạnh. Nhưng nàng dãy dụa mấy lần, cổ tay vẫn không thoát ra được. Nàng tức đến mức hô hấp cũng khó khăn, nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt căm hận. Dương Vũ Phong, ngươi không biết xấu hổ hả? To gan, ngươi nói lại lần nữa xem. Hắn nhíu mày, đáy mắt đỏ hồng hoàn toàn là men say, nhưng sự lạnh lẽo và khí thế sắc bén khắp người đều không hề giảm bớt, nét mặt vĩnh viễn không để người ta nhìn thấy rõ được cảm xúc. Xong, làm một kẻ cướp người đột nhập vào phòng, Lâm Vãn Thư cảm thấy cần phải nhắc nhở hắn về tình hiện tại của đôi bên. Huyền Vương Điện Hạ, ngươi say thật ư, không rõ tình hình sao? Hôm nay ta đến là để tìm Đỗ Khở nhà ta. Nếu đã rơi vào tay người, vậy xem như Vãn Thư ta xui xẻo. Có điều, ngươi biết đấy, Đỗ Khở không hiểu gì hết, huynh ấy vô tội. Ngươi đường đường là một vương gia, cần gì phải so đo với một kẻ có vấn đề về trí tuệ chứ? Thế chẳng phải tỏ ra trí tuệ của ngươi càng đáng lo hơn à? Hắn lạnh lùng liếc nàng, rồi nhắm mắt, bàn tay lần nữa đỡ lấy trán. Có vẻ hắn say càng dữ dội thì đầu càng đau ghê gớm hơn. Trong giọng nói của hắn có sự cáu kỉnh khi không uống rượu. Chỗ này của gia không có người nhà ngươi, chỉ có rượu. Thích thì uống, không thích thì cút. Lâm Vãn Thư hừ một tiếng, giận quá hóa cười. Rốt cuộc là tai nàng có vấn đề hay đầu óc cái tên căn bã này bị chập mạch. Im lặng một thoáng, Lâm Vãn Thư nhìn khuôn mặt lạnh lùng say xỉn của hắn, không nói thêm gì nữa. Nàng đẩy tay hắn ra, quay người chạy về phía cửa. Nhưng còn chưa chạy ra khỏi cửa thì bị hắn gắt gao siết lấy eo từ phía sau. Tiếp đó, vẫn như thường lệ, hắn xách nàng trở lại dễ như bỡn, ném mạnh lên chiếc ghế la hán. Ra nói cho ngươi đi sao, chẳng phải hắn bảo nàng cút à? Lâm Vãn Thư nhếch môi, cười mỉa mai. Vậy ngươi muốn thế nào? Bây giờ giết chết ta. Một bàn tay ấm áp của hắn duỗi ra, xoay khuôn mặt lạnh giá của nàng qua, ngón tay từ từ sượt qua lông mày, gò má, qua môi, rồi dừng trên cái cổ mảnh mai của nàng. Có lẽ bởi cầm quân đánh trận quanh năm, trên các khớp ngón tay hắn có một lớp chai mỏng, cứ thế du ngoạn hết lần này đến lần khác quanh cổ. Xúc cảm và độ ấm ấy khiến nàng không chịu nổi, dùng mình một cái, nhưng lại chẳng chịu thua, nàng khẽ cười lên. Này, tóm lại ngươi muốn làm gì? Ngươi thế này rất dễ khiến ta hiểu nhầm là thực ra, ngươi thích ta đấy. Hắn cúi đầu, cổ họng mang theo men say và cảm xúc độc đáo của riêng hắn. Ngươi lạnh lắm sao? Ta không lạnh. Lâm Vãn Thư thuận miệng chẹn họng hắn, càng thêm chán ghét cái đức tính thối tha của bản thân, bị hắn chạm vào cái là run rẩy, chẳng có tiền đồ. Vì vậy, lúc nàng nói chuyện lần nữa, ngoài đôi phần căm tức đối với hắn, còn có phần lớn là sự chán ghét với chính mình. Huyền Vương Điện Hạ, ngươi say thật hay không hiểu tiếng người vậy? Sao ta cảm thấy, ngươi có chướng ngại trong việc trao đổi bằng ngôn ngữ con người thế nhỉ? Được rồi, ngươi chỉ cần trả lời ta một câu, phải làm thế nào thì ngươi mới chịu thả Đỗ Khở nhà ta ra? Nói thẳng đi. Dương Vũ Phong nhìn nàng bằng đôi mắt say rượu lạnh buốt, không nói gì, nặng nề ngồi xuống bên cạnh nàng. Càng khiến nàng không thể tưởng tượng nổi là, hắn nghiêng đầu thoải mái dựa vào đùi nàng, nhắm mắt, lẩm bẩm nói mang theo men say. Muốn Đỗ Khở thì trước tiên xoa bóp cho ra nhà người rồi hãy nói. Nhìn cái đầu ngang ngược đặt trên chân mình, ngực Lâm Vãn Thư nghẹn lại, suýt nữa tức đến nghẹt thở. Hóa ra hắn vẫn chưa coi mình là người ngoài thật, còn tưởng đang là lúc ở huyện Bích Thủy sao. Còn ngẩn ra làm gì? Thấy nàng không cử động, cái đầu kia lại nói. Như mọi khi, không rõ cảm xúc, trong giọng điệu toàn là ý sai khiến. Lâm Vãn Thư không cử động, nàng chăm chú nhìn hắn, đột nhiên có phần không biết. Nếu bây giờ nàng rút dao ra kề cổ hắn, thì liệu Huyền Vương Điện Hạ dưới một người trên vạn người, thần vũ đại tướng quân nắm giữ binh mã của thiên hạ này có biết phản kháng không? Hắn thực sự có tự tin như vậy, chắc chắn nàng sẽ không giết hắn ư. Nàng muốn thử, nhưng lại không thể. Mục đích của nàng chỉ muốn tìm Đỗ Khở chứ không phải muốn giết một vương gia, sau đó làm một kẻ tội phạm chạy trốn suốt đời. Hắn đã không chịu nói ra chỗ của Đỗ Khở, cũng không tính xử lý nàng ngay, thậm chí muốn giả vờ chưa từng xảy ra chuyện gì. Vậy nàng làm một thầy thuốc thì sẽ coi hắn là bệnh nhân, phối hợp diễn cho tốt với hắn thôi. Lạnh lùng cong khóe môi, ngón tay Lâm Vãn Thư chạm vào đầu hắn,
cởi ngọc quan màu đen trên đầu hắn xuống, xoa bóp cho hắn giống như bình thường. Ngón tay nàng nhẹ nhàng chải mái tóc của hắn, bấy giờ mới nhấn xuống từng huyệt vị trên đầu mà không mang theo cảm xúc. Đau ở đâu? Đầu. Hắn đáp, uống bao nhiêu rượu rồi? Không nhiều. Say chưa? Ngươi tên gì? Còn nhớ không? Ra nhà ngươi. Khốn kiếp, say thật hay giả đấy? Lâm Vãn Thư dừng động tác trên tay, lại cúi đầu nhìn dáng vẻ nhắm mắt lẩm bẩm của hắn. Nàng phát hiện trên khuôn mặt hoàn hảo không thể tìm được tì vết của hắn, tỏa ra toàn hơi thở biếng nhác, dường như thật sự không đề phòng nàng. Nếu như hắn đang tỉnh, có thể không? Đương nhiên là không. Đáp án chỉ có một, có thể hắn say thành đần thật rồi. Tiếp tục xoa bóp cho Dương Vũ Phong, Lâm Vãn Thư nổi hứng muốn bẫy hắn. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi nhốt Đỗ Khở nhà ta ở đâu? Đỗ Khở. Cái đầu kia nghiêng đi, cau mày liếc nàng, bỗng trở mình, thình lình lật người, mạnh mẽ đè nàng dưới thân. Hành động bất ngờ này dọa Lâm Vãn Thư sợ chết khiếp, nàng chống hai tay trước ngực hắn, trợn tròn mắt. Dương Vũ Phong, ngươi làm gì đấy? Hắn không nói, chỉ nhìn nàng. Trong đôi mắt đen thẳm như thể có tia lửa đang nhảy nhót. Ngươi tránh ra. Lâm Vãn Thư cảm thấy hoảng loạn, cơ thể bên trên nóng bỏng, hệt nước đang sôi trong nồi, không chỗ nào là không nóng. Tư thế của hai người thực sự quá mức mập mờ. Dương Vũ Phong nửa ấn nửa ôm đè Lâm Vãn Thư trên ghế La Hán, cả người áp hẳn lên thân nàng, khoảng cách gần đến mức nàng không cần để ý nhiều cũng có thể nghe thấy tiếng nhịp tim hắn đập thình thịch. Mỗi nhịp đều mạnh mẽ, khiến nàng cũng cộng hưởng mà đập chung một nhịp, vẻ mặt bối rối. Ngươi nói lại lần nữa. Hắn trầm giọng, hơi thở phả lên mặt nàng. Ta nói, phiền ngươi tránh ra, làm cái gì vậy? Trước câu này, hắn nói. Cả người nàng bị hắn ủi đến nóng hầm hập, nhịp tim đập nhanh chưa từng thấy, khiến nàng thở hổn hển. Ta hỏi ngươi nhốt Đỗ Khở nhà ta. Còn chưa nói xong, đôi môi ấm nóng đã phủ lên môi nàng, chặn kín lời nàng. Bên tai ầm một tiếng, Lâm Vãn Thư ngây dại. Đầu óc trống rỗng, tâm trí cũng hoàn toàn đông cứng. Nàng nhìn cái tên đang nhắm mắt trước mặt, quên mất việc phải đẩy hắn ra. Vãn Thư, ngươi điên hả? Đừng nhúc nhích. Một mùi hương dịu dàng quấn quýt nơi chóp mũi nàng, dường như có thể dẫn dắt linh hồn của nàng cùng rơi vào cảm giác tê dại của đống bông vải bất cứ khi nào. Và cả cái móng heo không có quy củ, nóng hệt bàn ủi đang cách lớp vải áo của nàng dò tới dò lui, kích thích nàng chìm lắng trong cảm xúc trái tim. Dường như chớp mắt lại trở về bên bờ sông Thanh Thủy. Gió đêm rất lạnh, nước sông rất lạnh, chỉ có lồng ngực hắn rất nóng. Trên đầu là bầu trời đêm không nhiễm tạp chất và vầng trăng mờ chiếu xuống nàng. Nàng ngồi trên ngựa của hắn, hắn ở đằng sau ôm nàng, cùng thong dong cưỡi ngựa trở lại trạm dịch. Áo choàng màu đen của hắn vô cùng ấm áp, bao bọc lấy nàng như lò nướng, ngập tràn cảm giác an toàn ngây ngất. Nhìn ta chân chân làm gì? Hắn thấp giọng hỏi, đôi môi trêu chọc vành tai nàng, ngứa ngứa, nhưng lại khiến đầu óc nàng tỉnh táo hơn. Buông ra, nàng muốn dãy ruộng, song hắn lại lấn tới, nuốt trọn lời nói của nàng vào trong bụng. Nhẹ nhàng hôn mấy cái, hắn dán sát nàng, nhưng không biết thăm dò sâu hơn mà chỉ mút lấy cánh môi nàng giống đang ăn món gì đó rất ngon. Đôi môi mang theo men say khẽ miết đi miết lại, như đang thưởng thức, như đang tìm tòi, kỹ thuật đụng chạm không lưu loát lắm. Nhưng chẳng hiểu sao khiến trong đầu nàng luôn vấn vít mùi thơm, cánh tay tựa như chẳng nghe lời, quấn quanh cổ hắn. Nàng trúng tà rồi, nàng nghĩ, nhất định là như vậy. Chuyện này không thể trách nàng, ai bảo hắn đẹp thế chứ, còn đến quyến rũ nàng nữa. Một đóa hoa tươi cứ khăng khăng đòi cắm vào bãi phân châu, vậy cũng không phải do nàng. Câu này bỗng nhiên chui vào đầu, nàng giật mình, nghĩ thế nào mà cảm thấy sắc thế. Phì một tiếng, nàng kéo lý trí trở lại, nụ cười này phá hoại bầu không khí quá. Dương Vũ Phong ôm ngang eo nàng, híp mắt hỏi, cười gì? Chàng đấy. Eo nàng bị hắn siết chặt, nhưng sợi dây thần kinh cười này, một khi đã kích hoạt thì không dừng lại được. Hắn càng nghiêm túc, nàng càng buồn cười. Nói thực, nếu không phải tự trải nghiệm, đánh chết nàng cũng không tin kỹ thuật hôn môi của vị gia này lại kém như vậy. Thế là nín nhịn đã lâu, cuối cùng nàng cười hỏi, này, ta hỏi chàng, chàng chưa từng hôn môi sao? Nàng đã từng. Sắc mặt của Dương Vũ Phong còn đen hơn cả bầu trời bên ngoài. Ta chưa ăn thịt heo, chẳng nhẽ cũng chưa từng thấy heo chạy qua đường sao? Cảm xúc của con người rất kỳ lạ. Một khắc trước, nàng còn hận không thể bóp chết hắn. Nhưng lúc này, thấy dáng vẻ rõ ràng cực kỳ tức giận lại không thể phản bác của hắn, tâm tình của nàng lại tốt lên. Nàng cười đến nỗi cơ thể không ngừng cựa quậy lung tung. Sắc mặt đen thui của Dương Vũ Phong trở nên khó lường. Hắn nhéo khuôn mặt không có thịt của nàng, giọng điệu nặng nề. Này, trên đời sao lại có người con gái như nàng vậy?
ta làm sao? Ôi mẹ ơi, buồn cười chết mất, chàng có biết làm lưu manh không? Có muốn ta dạy chàng vài chiêu không? Có thể giảm giá 20% đấy. Hoài nghi năng lực của đàn ông chính là một hành vi tìm cái chết. Còn nàng đây không phải hoài nghi, mà là chế giễu trắng trợn. Vậy thì không chỉ là tìm chết, mà còn là muốn ăn đòn, muốn bị đánh đến tàn phế. Dương Vũ Phong vốn là một người đàn ông, sao chịu nổi điều này? Không thạo chuyện nam nữ là bởi hắn chưa từng thực hành, ban nãy hôn nàng mấy cái cũng có phần là hắn thương tiếc nàng. Nếu nàng đã tìm chết như vậy thì hắn cũng có thể biến thành người sói ngay trong chốc lát. Hắn tiến lên, xách cả người nàng nằm lên chiếc ghế la hán, đè xuống. Hôm nay ra nhất định phải trị nàng. Này, ưm, đàn ông sinh ra đã khỏe, cô gái nhỏ sao có thể so được. Trêu chọc và chế giễu trong đôi mắt Lâm Vãn Thư nhanh chóng trở thành mê đắm trong nụ hôn của hắn. Hắn tấn công mạnh mẽ, sau mấy hồi thì thể lực nàng không chống đỡ nổi, mặc hắn đùa giỡn như trẻ nhỏ, mút môi, vê lưỡi, cùng hắn quấn quýt. Toàn thân nàng mềm nhũn, trong hơi thở giao hòa của đôi bên, ngoại trừ đôi tay còn có thể thi thoảng đấm lên vai hắn một cái thì nàng không dám chọc giận dã thú đang nổi giận này nữa. Nàng thừa nhận, không hề ghét cảm giác này. Nàng nhắm mắt, bất chi bất giác hôn càng lúc càng nồng nhiệt, cảm xúc cũng không ngừng dâng lên. Mùi thơm đặc biệt của rượu phục bách trên người hắn chui vào chóp mũi nàng, giống khát vọng chinh phục mãnh liệt hắn mang theo, khiến nàng dường như rơi vào cơn mơ. Không uống rượu cũng khiến nàng say đến mất hồn, trong miệng chỉ sót lại tiếng ưm, ưm, đâu còn nói ra nổi nửa câu sau chứ. Ra tha cho nàng lần này, hắn đột nhiên buông môi, vùi đầu vào hõm cổ nàng, hít thở nặng nề, không cử động nữa. Hồi lâu, cũng không ai nhúc nhích và cất lời. Lâm Vãn Thư nuốt nước bọt, cố gắng muốn nói gì đó. Nhưng nàng há miệng mấy lần cũng không nói ra nổi một chữ. Đừng thấy mồm miệng nàng xấu xa, thực ra nàng rất lơ ngơ trong chuyện nam nữ. Trước hắn, cũng không có ai khiến nàng sinh ra ý nghĩ sắc tình gì gì đấy, cũng không cảm thấy chuyện này có gì hấp dẫn. Song, Dương Vũ Phong lại cho nàng cảm giác hoàn toàn khác. Đối diện với hắn, nàng sẽ thẹn thùng, sẽ đỏ mặt, sẽ cảm thấy ngại ngùng, cũng sẽ bùng cháy cùng hắn. Nghĩ gì đấy? Hắn thở nặng nề, ôm nàng không buông. Tại sao? Muốn hôn nàng, nàng còn nhỏ quá, nuôi thêm chút nữa. Khốn kiếp, hắn cho rằng nàng hỏi cái gì vậy? Hỏi tại sao hắn không tiếp tục? Lâm Vãn Thư quẫn bách, muốn giải thích nhưng không ngờ hắn bỗng vùi đầu đùa ác, cắn vào người nàng một cái, đau đến mức nàng hít vào. Tên khốn này, cắn ta. Cái miệng bị hôn đỏ bừng vểnh lên, nàng hoàn toàn không biết đầm nước ẩm ướt đỏ mọng và mềm mại ấy rốt cuộc khiến người ta yêu thích giường nào. Ra không gặp Đỗ Khở, hắn nhìn nàng một lúc lâu. Trong im lặng, đột nhiên hắn nói ra một câu giải thích kỳ quặc. Lâm Vãn Thư ngẩn người, mờ mịt nhìn hắn. Những kẻ ở thôn Thanh Nguyên không phải do hắn sai tới. Nàng còn không tin lời ra nàng. Hắn hở hững hỏi, tin. Lâm Vãn Thư bĩu môi, thuận miệng đáp, rồi lại ngơ ngác hỏi, nhưng không thấy Đỗ Khở nhà ta đâu cả. Lúc bị dẫn đi ở thôn Thanh Nguyên, ta tận mắt trông thấy những người đó đều giương cờ hiệu của chàng, chẳng lẽ thấy quỷ à? Dương Vũ Phong híp mắt, chăm chú nhìn nàng. Không thấy quỷ thì nàng sẽ không đến tìm ra nhỉ? Nghe hắn nói lời này, lại nhìn vào ánh mắt hắn, vành tai Lâm Vãn Thư cũng nóng ran, cảm giác có phần không chống đỡ nổi. Nàng nhớ ban đầu là nàng đến bới móc, nhưng tiết tấu hiện giờ của hai người thực sự hố nhau quá. Nàng hoàn toàn không biết với tình huống này, tiếp theo nên nói gì. Sao chàng không nói sớm? Được rồi, ta đi trước đây. Chàng cứ coi như tối nay ta chưa tới, gặp lại sau. Nàng dám, nàng còn chưa bỏ dậy thì hắn đã vây chặt nàng lại. Hắn cúi đầu, nhìn nàng khẽ cười một tiếng như có như không, đè nàng xuống lần nữa. Lâm Vãn Thư vô thức giãy giụa, cũng không biết chân ai không có chỗ để. Trong lúc của quạng liền đá đổ mấy vò rượu, tiếng đổ vỡ vang lên loảng xoảng. Tiếp đấy, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân gấp gáp và tiếng gọi nhẹ nhàng ân cần, ra, ngài ổn chứ? Mềm mại uyển chuyển, dịu dàng đoan chính, ngoài Thanh Trúc ra thì còn ai khác? Ra, ngài có chuyện gì sai bảo không ạ? Thanh Trúc thấy không có người đáp, bước chân đã tới trước cửa. Lâm Vãn Thư thở hổn hển, nhìn người đàn ông nằm đờ trên người nàng. Hắn cũng đang nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, gần như tâm linh tương thông, khoảnh khắc cánh cửa gỗ chạm hoa kẹt một tiếng bị đẩy ra, hắn liền buông tay ngồi dậy. Nàng thì cuộn mình vào sau chiếc ghế la hán khắc hoa theo bản năng, dùng tua rua và nệm êm che chắn cơ thể. Ra, sao ngài? Thanh Trúc vội vàng khoác áo vào phòng, khuôn mặt như đóa hoa sen mỉm cười chợt cứng ngắc. Chỉ thấy trên ghế la hán, chiếc áo ngủ mềm màu đen của chủ nhân nàng ta sộc sệt, ngọc bội bên đai lưng cũng lỏng ra, dưới cổ áo là vòng ngực cường tráng hấp dẫn để trần.
khi đôi mắt mang theo ánh nhìn bất mãn lạnh lẽo quét qua, đáy mắt còn vương chút tình chiều vẫn chưa lui. Trên khuôn mặt tuấn tú của hắn còn lẫn nét động tình nàng ta chưa từng thấy. Theo bản năng, nàng ta cảm nhận rõ đó là gì. Khuôn mặt xấu hổ đỏ ửng, nàng ta thẹn thùng vuốt tóc, hơi cúi đầu, từ từ tới gần. Ra tội gì làm khổ bản thân như vậy? Nô tỳ có thể hầu hạ ngài. Hiển nhiên, nàng ta tự động tưởng tượng Dương Vũ Phong đang một mình làm chuyện xấu gì đó. Trốn sau lưng ghế La Hán, Lâm Vãn Thư nghĩ đến vị gia cặn bã bị người ta hiểu lầm sẽ có sắc mặt thế nào, nàng không khỏi nín cười. Dưới ánh đèn, bóng dáng của Thanh Trúc chậm chậm đến gần ghế La Hán. Dương Vũ Phong vẫn chưa điều chỉnh lại nhịp thở hoàn toàn, chỉ lạnh nhạt nói hai chữ, ra ngoài. Trong giọng hắn mang theo vẻ khàn khàn bởi kiềm chế sự động tình, kích thích trái tim Thanh Trúc đập rộn ràng. Không hiểu sao, cả người nàng ta đều xấu hổ, nóng bừng lên. Ra, tuy thân phận nô tỳ hèn mọn nhưng một lòng say mê, cam tâm tình nguyện hầu hạ ra. Thanh Trúc nói rất chậm, rất mềm mỏng, rất thâm tình. Tất nhiên, thâm tình là thật. Nàng ta nhìn ra Dương Vũ Phong uống say càng là thật hơn. Nàng ta hầu hạ bên cạnh Dương Vũ Phong hơn 10 năm. Trong mắt nàng ta, người đàn ông này luôn lạnh lùng, vô tình, đối với bất cứ ai cũng là thái độ thờ ơ xa cách, ngay cả gặp đương kim thánh thượng cũng không thấy ôn hòa hơn là bao. Đặc biệt là chuyện trong phòng the, mặc dù trên danh nghĩa nàng ta là đại nha hoàn của hắn, nhưng chưa từng thấy dáng vẻ cuốn hút khi động tình kia của hắn. Nó mang theo ánh mắt choáng choáng, giọng nói khàn khàn, vẻ mặt tuấn tú, yết hầu hơi trượt, dường như mỗi một chỗ đều có thể tăng thêm can đảm của nàng ta. Nàng ta phải nắm chắc lấy một cơ hội tốt thế này. Trước kia, cô trong cung của Cống Phi nương nương đã từng dạy nàng ta. Nàng ta không chỉ biết rất nhiều kỹ xảo hầu hạ đàn ông mà còn hiểu được một vài tính cách của họ. Thầm biết đàn ông là loại sinh vật dùng dục vọng kiểm soát tình cảm, một khi động tình sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Cho nên, theo nàng ta, hôm nay là cơ hội của mình, là ông trời rủ lòng thương nàng ta, đôi mắt mềm mại như nước. Nàng ta nhìn Dương Vũ Phong, chắc quá đắm chìm trong suy tư nên không nhận ra ánh mắt hắn đang dần dần lạnh buốt. Nàng ta đi từng bước tới gần, quỳ xuống bên cạnh hắn, dịu dàng gọi một tiếng. Ra, cho nô tỳ một cơ hội, nô tỳ nhất định có thể hầu hạ ngài thật tốt. Loại chuyện người đẹp tự tiến cử phục vụ này, khiến người ta phun máu mũi quá đi. Thân thể Lâm Vãn Thư cứng đơ, cũng không biết phản ứng của tên Dương Vũ Phong thế nào, e là xảy ra chuyện làm thay đổi cả tam quan của nàng thật ấy chứ. Phải biết, Dương Vũ Phong rõ là đã uống nhiều rượu, bằng không cũng sẽ chẳng hôn nàng. Nếu Thanh đại tỷ nhân cơ hội ăn mất hắn thì làm sao giờ? Một phiên bản hiện trường không tuân thủ đạo đức và quy tắc thế này, rốt cuộc nàng nên xem tiếp không? Nên trơ mắt nhìn nàng ta ăn hay để nàng ta không cắn nổi đây? Không được, lợi cho nàng ta quá. Lâm Vãn Thư đang chuẩn bị thu dọn món hàng kia thì trên đầu truyền tới tiếng quát khẽ lạnh lẽo của Dương Vũ Phong, ngươi càng ngày càng giỏi đấy. Ra ngoài, không cần nhìn tận mắt, giọng nói ấy lạnh đến thấu xương. Rõ ràng, Dương Vũ Phong đã nổi giận, còn rất khó chịu. Lâm Vãn Thư thở phào một hơi, các dây thần kinh căng thẳng thả lỏng hơn. Xem ra, không phải tên ấy uống rượu say là vớ ai cũng hôn lung tung nhỉ. Vâng, ta. Như thể bị dội một chậu nước lạnh lên đầu, lòng Thanh Trúc thắt lại, cụp mắt, từ từ lui ra ngoài. Nhưng chưa được mấy bước, nàng ta cắn môi có vẻ đã hạ quyết tâm, đột nhiên quay đầu, giọng nói thê lương, ra, nô tỳ có một câu, chẳng biết có nên hỏi hay không. Dương Vũ Phong ừ một tiếng, không nhìn nàng ta. Thanh Trúc nắm chặt tay, dường như không biết ngón tay đã cắm vào lòng bàn tay, cảm xúc sau một hồi kìm nén ào ào dâng lên cổ họng, như thể đã đạt được một loại phóng thích giải thoát. Nàng ta không phun ra thì sẽ không thoải mái, nô tỳ hầu hạ bên gia đã hơn 10 năm, gia không cho phép nô tỳ đến gần, nhưng tại sao Vãn Thư, nàng ấy thì được. Dương Vũ Phong hờ hững đáp, nàng ấy khác. Thanh Trúc cắn môi dưới, trong mắt lộ rõ vẻ đau đớn. Nàng ấy có gì khác, gia nói cho nô tỳ có thể học, chỗ nào không tốt, nô tỳ có thể sửa. Vấn đề này khiến Lâm Vãn Thư đang ở dưới ghế La Hán cũng vểnh lỗ tai lên. Nàng nhớ đêm đó uống rượu bên sông Thanh Thủy, Dương Vũ Phong cũng đã nói câu này, nàng cũng muốn biết câu trả lời. Nhưng Dương Vũ Phong lại bực bội, giọng điệu bất thiện, đi bảo Lý Tiểu Phúc chuẩn bị nước đi. Câu trả lời này ngang bằng không có câu trả lời. Hiểu tính của hắn như Thanh Trúc, đương nhiên biết điều đó có nghĩa là gì, đó chính là hắn phiền chán nàng ta. Mà kết quả của bị hắn phiền chán, nếu nàng ta không biết điều nữa, chỉ sợ về sau sẽ càng không được hắn coi trọng. Nô tỳ đã biết, cũng biết sai rồi ạ. Thanh Trúc cắn môi dưới, quỳ xuống đất dập đầu một cái. Là một người tuân thủ nữ tắc,
nàng ta cảm thấy bản thân trước nay đều giữ bổn phận, cũng luôn hiểu rõ thân phận của mình. Tuy Thanh Trúc không thích Vãn Thư, nhưng cũng không hoàn toàn bài xích nàng ở gần chủ nhân của mình. Thậm chí chủ nhân muốn thu nhận Vãn Thư, lòng Thanh Trúc có không thoải mái nữa cũng vẫn chịu được. Bởi lẽ trong tâm tư riêng của Thanh Trúc, đàn ông giống như da của nàng ta, sinh ra không nên chỉ thuộc về một phụ nữ nào hết. Tuy nhiên, bây giờ thì nàng ta đã để trong lòng rồi. Nói cách khác, nàng ta hoàn toàn không thể chấp nhận chủ nhân mà nàng ta đã thích hơn 10 năm nay, ấy vậy mà bài xích phụ nữ khác, ngoài Vãn Thư. Vô số cô gái chạy theo hắn, hắn đều tránh như tránh nước lũ và thú dữ. Tại sao Vãn Thư có dáng vẻ không bắt mắt kia lại thu hút được hắn? Thanh Trúc không cam tâm rời đi. Xong, nàng ta không biết, nàng ta đột ngột tiến vào đã phá vỡ sự kiều diễm trong phòng. Từ sau ghế la hán, Lâm Vãn Thư chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa cái eo tê dần, chễm chệ ngồi lên ghế, đối diện với Dương Vũ Phong một lúc. Cảm xúc của cả hai đều hơi phức tạp, tình tiết xảy ra khi trước giống như bỗng nhiên bị cắt, khó mà tiếp tục được nữa. Hồi lâu, Dương Vũ Phong xoa trán, nắm lấy tay nàng, kéo nàng vào lòng. Là ra lỗ mãng, không nên khinh bạc nàng. Khinh bạc. Môi Lâm Vãn Thư mấp máy, vẻ mặt quẫn bách ngượng ngùng. Đêm hôm, một cô gái đưa đến tận cửa để bị người ta sàm sỡ, nàng có thể nói gì đây? Ra mồm tát hắn một cái, mắng một câu đồ lưu manh thối tha, hay vô tư toét miệng cười, xấu hổ buông mấy câu không sao, điện hạ ngài cứ thoải mái khinh bạc, hơn nữa có thể tiếp tục khinh bạc đi. Muốn khinh bạc thế nào thì khinh bạc thế ấy. Hình như nói gì cũng không hay lắm. Vãn Thư, nàng bằng lòng làm thị thiếp của gia không? Chóp tim như bị kiến đốt cho một phát, Lâm Vãn Thư chợt muốn bật cười. Sao nàng lại quên mất vụ này rồi? Không nói những điều không vui đã xảy lúc trước giữa hai người nữa, riêng một câu lần trước Đặng Tiểu Công ra nói thì nàng có thể chấp nhận không? Những hoàng tử, hoàng tôn bọn hắn, nhìn thì huy hoàng vô hạn đấy, nhưng lại không thể làm chủ hôn nhân, phải tuân theo sự chỉ hôn của đương kim thánh thượng. Có lẽ với Dương Vũ Phong, thân phận thị thiếp hắn cho nàng là cái phúc mà nhiều cô gái cầu còn không được. Nàng được ban cho thì nên tỏ lòng biết ơn với hắn. Nhưng đối với Lâm Vãn Thư, thị thiếp là gì? Đấy là vợ bé, bồ nhí, đâu là món của nàng chứ? Huống hồ, đề nghị này của hắn lúc này chẳng qua là thanh toán cho những việc ngoài ý muốn khi say rượu thôi. Nàng có thấp hèn nữa thì cũng sẽ không bán rẻ mình như vậy. Hít một hơi, nàng liếc Dương Vũ Phong, làm ra vẻ già đời vỗ vai hắn. Huyền Vương Điện Hạ, ngài nghĩ nhiều rồi phải không? Ở chỗ ta, đừng nói là hôn môi, dù hai người vừa mắt nhau rồi cùng lên giường, sau khi tỉnh cũng có thể ai đi đường nấy, không nợ gì nhau, hoàn toàn không tồn tại vấn đề ai khinh bạc ai. Hơn nữa, nếu thảo luận nghiêm túc, Điện Hạ ngài cao quý thế này, tính ra Vãn Thư ta mới là người chiếm lợi của ngài, khinh bạc ngài, ỉ. Nói đi nói lại, ngài sẽ không bảo ta chịu trách nhiệm với ngài đấy chứ? Ta không có vị trí thị thiếp kia để hứa cho ngài đâu. Dương Vũ Phong cau mày nhìn nàng như nhìn một con quái vật. Vãn Thư ho nhẹ một tiếng, Lâm Vãn Thư nhìn khuôn mặt nhăn lại của hắn, bỗng nhiên cảm thấy khoan khoái cả người. Thật sự không phải như ngài nghĩ đâu, lúc trước chỉ là ngoài ý muốn thôi. Ngài thấy ta giống người để ý chuyện này sao? Dương Vũ Phong giơ tay muốn chạm vào mặt nàng. Nàng giả vờ tỉnh bơ tránh đi, chớp chớp mắt mỉm cười. Đừng như vậy, giờ không có hứng nữa. Đỗ Khờ đã không ở đây, vậy Điện Hạ ngài có thể xem như tối nay ta chưa từng tới không? Hiện tại hãy để ta rời đi. Dương Vũ Phong nheo mắt, thờ ơ mở miệng, nàng nghĩ dễ dàng thật nhỉ. Bằng không thì sao? Chẳng lẽ ta hôn ngài rồi thì ngài quấn lấy ta, không cho ta đi? Hai chữ thị thiếp kia vốn khiến lòng nàng bốc lửa, lại bị hắn gây khó dễ thế này. Sắc mặt nàng càng không tốt, đứng dậy toan rời đi. Nhưng vị chủ nhân nọ đâu phải là người dễ dàng cho nàng đi như thế. Hắn kéo nàng lại, ấn nàng ngồi trên đùi hắn, ra cho nàng đi chưa? Nàng trừng mắt nhìn hắn, không mắng không kêu, chỉ bực bội tóm lấy hắn cắn lung tung một hồi. Kết quả hai người lại quấn lấy nhau trên ghế la hán. Ban nãy là hôn, còn lần này là đánh nhau thật. Đương nhiên chủ yếu là Lâm Vãn Thư đánh Dương Vũ Phong. Hắn không dùng mấy sức, chỉ đề phòng nàng đánh lén, nhưng nàng không buồn nể nang, chiêu nào cũng liều mạng, chiếm hết thế thượng phong, đánh tới nỗi thở hồng hộc rồi còn không chịu dừng tay. Sau một phen giày vò, nàng cắn lên cổ hắn một phát, hắn mới tức giận đè hai tay nàng vào ghế. Nàng không bằng lòng, mặt hắn bình tĩnh đến mức hơi đáng sợ. Cảm xúc của hắn đã chứng thực suy nghĩ của Lâm Vãn Thư. Rất rõ ràng, hắn coi đó là hắn ban cho nàng, sao nàng còn dám không nhận lấy? Không bằng lòng, ngài tưởng ai cũng ham hố ngài chắc, ngài là bảo vật quốc gia à? Nàng suy một tiếng, tay không thể cử động, thế là hai chân lại không nhàn rỗi,
đạp loạn xạ trên người hắn một trận. Hắn cau mày, có phần không biết làm sao với nàng, đành vắt ngang người qua, đè hai chân nàng dưới thân, cho đến khi nàng chỉ còn sức để thở thì mới thôi. Hai người nhìn nhau rất lâu, không nói gì, ánh nến trong phòng lờ mờ. Đôi mắt âm u của hắn như đầm sâu không thấy đáy, trong mắt hắn phản chiếu khuôn mặt của nàng. Sau một lúc, hắn bỗng thở dài, thả tay ra, lặng lẽ đứng dậy. Ra không so đo chuyện nàng lén xông vào dịch quán, nàng đi đi. Dứt lời, hắn không nhìn nàng nữa, đi thẳng vào tịnh phòng. Nhìn bóng lưng của hắn, trái tim đập loạn của Lâm Vãn Thư cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nàng nhếch môi cười giễu, vỗ vỗ khuôn mặt nóng bừng nãy giờ. Lúc này không đi thì chờ đến lúc nào chứ? Lặng yên không tiếng động, nàng rút lui theo đường cũ. Chẳng bao lâu sau, cổng thành được canh giữ nghiêm ngặt lần nữa truyền tới tiếng hô có thích khách, trạm dịch lại náo động. Mà trong Bích Nguyệt Hiên nơi Dương Vũ Phong ở vẫn luôn sáng đèn. Hắn tắm rửa xong đi ra, đã có người của hắn chờ trong sảnh, là Bùi Quốc Cường từ đầu chí cuối luôn yên lặng. Điện hạ, nàng ấy đi rồi. Vâng, Bùi Quốc Cường cụp mắt, thuộc hạ đã dặn, không phải đuổi theo nữa. Dương Vũ Phong ừ một tiếng, ngồi lại xuống ghế La Hán, nghịch những quân cờ lộn xộn thành một đống, vẻ mặt thờ ơ, nói, sai người đi thăm dò xem Đỗ Khở kia đã xảy ra chuyện gì. Điện hạ, Bùi Quốc Cường nhận lệnh này, nhưng ngập ngừng, thuộc hạ tưởng lần trước đốt xong phòng chứa củi thì điện hạ và nàng ta đã vạch rõ ranh giới. Vạch rõ rồi, Dương Vũ Phong nhẹ giọng hỏi ngược lại, hờ hững liếc Bùi Quốc Cường một cái, trong mắt không hề có cảm xúc gì. Giờ thì không rõ, Bùi Quốc Cường trước nay không hiểu rõ tính tình của Dương Vũ Phong. Lúc này, nhìn sắc mặt hắn âm trầm, Bùi Quốc Cường càng không hiểu hắn có tâm tư gì với Vãn Thư. Từ khi được đương kim thánh thượng đích thân phong làm võ trạng nguyên, tất cả ngày tháng của Bùi Quốc Cường đều là của Dương Vũ Phong. Bùi Quốc Cường theo cạnh Dương Vũ Phong như hình với bóng. Những năm qua, từ Bắc chí Nam, từ trong quân đội đến kinh sư, Bùi Quốc Cường biết con người Dương Vũ Phong có thể gọi là cứng nhắc. Xưa nay không thể làm nhưng chuyện trái với luân thường đạo lý, càng không có khả năng có sự thất thố và khác thường như ngày hôm nay. Bùi Quốc Cường luôn ít lời, nhưng y cảm thấy không thể không nhắc một câu. Ra, thuộc hạ cho rằng ngài không thích dính vào vòng xoáy của vụ án tiền Ngụy Quốc Công. Thân phận của Lâm Thất tiểu thư này thực sự không hợp với điện hạ cho lắm. Dù ngài chỉ nhận nàng ấy làm thị thiếp, giấu trong hậu viện phủ Huyền Vương cả đời. Nhưng một khi bị người ta phát hiện ra thân phận nàng ta, về tình về lý, ngài đều sẽ bị người đời cười nhạo, mắng chửi sau lưng. Dương Vũ Phong ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo nhìn qua, chợt trầm giọng, nàng ấy không phải Thất tiểu thư nhà họ Lâm. Điện hạ, nàng là ai, trong lòng ngài biết rõ hơn ai hết. Bùi Quốc Cường là một kẻ vô cùng cố chấp, hoặc có thể gọi là cứng nhắc. Ngoại trừ trung thành, còn lại vẫn là trung thành. Chuyện của Vãn Thư, cho tới nay toàn do y điều tra. Bởi vậy, y biết rõ hơn bất cứ ai, Vãn Thư chính là Thất tiểu thư của phủ Ngụy Quốc Công. Rất nhiều người biết chuyện xảy ra năm đó, khi tiền Ngụy Quốc Công là Lâm Đình Quân vì mưu phản bị diệt môn. Ông ta không bảo vệ con trai và cháu trai mà dùng một lệnh bài miễn tội chết khắc chữ khai quốc phụ vận để đổi lại một mạng của con gái mình là Lâm Vân Sở. Chỉ có số ít mấy vị khai quốc phụ thần mới có tấm lệnh bài miễn tội chết ấy. Tuy lệnh bài có quy định không thể tha cho tội mưu phản, nhưng đương kim thánh thượng niệm công trạng không ai bằng của Lâm Đình Quân. Và niệm tình con cháu ông ta đã chết cả chỉ còn lại duy nhất một con gái, thực sự đáng thương, nên không chỉ đồng ý với lời thỉnh cầu này của ông ta, mà còn cho em trai của Lâm Đình Quân là Lâm Đình Hải kế thừa tước vị Ngụy Quốc Công, thậm chí không ban chỉ xóa bỏ hôn sự giữa Lâm Vân Sở và cháu trai Dương Minh Kha. Sau khi xử lý xong vụ án, chán con gái nhà họ Lâm kia bị xăm rồi được gửi cho nhị thúc nàng ấy nuôi, cũng chính là nhà của Ngụy Quốc Công đương nhiệm, Lâm Đình Hải. Không ngờ, một đêm trước ngày đại hôn của nàng ấy với Dương Minh Kha, Lâm thị nữ kia đột nhiên biến mất. Trên đường tới trạm dịch Bích Thủy lúc trước, khi Tô thị chứng thực trên trán Vãn Thư có khắc chữ, thì bọn họ đã nghi ngờ thân phận của Vãn Thư. Cộng thêm mấy lần Đông Phương Thanh Huyền giày vò, tổng hợp với kết quả điều tra của Bùi Quốc Cường, xem như thân phận của Vãn Thư đã được xác thực. Theo lý mà nói, biết được chân tướng, với thân phận Huyền Vương Điện Hạ thì không nên khuấy vào vũng nước đục ấy nữa. Nhưng bây giờ tính là thế nào đây? Bùi Quốc Cường hít một hơi, quỳ một gối xuống. Xin Điện Hạ nghĩ lại, Vãn Thư thực sự là Lâm thị nữ, vợ chưa cưới của Hoàng Trưởng Tôn. Dương Vũ Phong híp mắt, do dự một chốc mới lạnh nhạt nói, bản vương nói nàng ấy không phải thì chính là không phải. Bùi Quốc Cường ngẩng đầu nhìn hắn, lặng im một lát, rồi cuối cùng mới bất đắc dĩ thở dài, vâng, thuộc hạ đã biết. Nói đoạn, Bùi Quốc Cường định ra ngoài, nhưng Dương Vũ Phong lại gọi y lại. Ngày mai trước khi lên đường, dẫn nàng ấy tới.
Lâm Vãn Thư lợi dụng lựu đạn khói để chạy ra ngoài lần nữa. Tất nhiên, nàng không biết lần này là Dương Vũ Phong nới tay. Nhưng tình hình hiện tại đã rõ ràng rồi, nếu nàng đã bị thiêu chết trong vụ cháy phòng chứa củi, mà hắn cũng không nói rõ là nàng sống lại, vậy thì cứ coi nàng bị chết cháy thật rồi đi, cũng xem như là một kết thúc cho vụ đó. Không có người đuổi theo sau, nàng vịn đầu gối nhìn đường phố vắng lặng, trong lòng nặng trĩu. Không tìm thấy Đỗ Khờ, hành động tối nay của nàng coi như thất bại. Càng thất bại hơn là không hiểu vì sao suýt nữa thất thân, làm thị thiếp của người ta. Ban đầu, nàng tưởng Dương Vũ Phong bắt Đỗ Khờ là để ép nàng xuất hiện, muốn áp giải nàng về kinh xét xử. Tuy nhiên, tối nay hắn lại tha cho nàng, vậy là đủ chứng minh hắn không cần uy hiếp nàng, Đỗ Khờ không có giá trị, Dương Vũ Phong đương nhiên không có lý do giữ Đỗ Khờ không thả. Thế này thì sự việc càng thêm rối rắm. Đỗ Khờ không ở chỗ Dương Vũ Phong, rốt cuộc là bị ai dẫn đi? Ở thôn Thanh Nguyên, chính mắt nàng trông thấy một đám quan binh. Tên lính canh trong trạm dịch kia còn bảo là xe ngựa của Điện Hạ. Điện Hạ, Điện Hạ, nàng thầm nhẩm mấy lượt, trong đầu chợt lóe sáng. Không lẽ Điện Hạ đó là chỉ Ninh Vương Dương Quốc Huy? Chuyện có vẻ càng trở nên phức tạp hơn. Vỗ mạnh lên mặt một cái, tâm trạng của Lâm Vãn Thư không tốt lắm, nàng bước chậm lại, hóng gió sông. Bầu trời đêm ở huyện Ba rất quang đãng, mấy ngôi sao thưa thớt treo trên bầu trời. Một số thuyền đánh cá bên bờ sông có thắp đèn, lay động trên mặt nước như đang trôi nổi bồng bềnh, đẹp cực kỳ. Gió sông lướt qua mặt, lành lạnh nhưng không phải cái lạnh thấu xương mà giống hệt gió bên sông Thanh Thủy. Mảnh trăng lưỡi liềm trên đỉnh đầu vẫn lặng lẽ nhìn nàng đi bộ một mình. Lúc nàng về đến quán trọ thì họ đã đóng cửa. May mà chủ quán rất tốt, nàng gõ cửa bước vào, người nọ cũng chẳng hỏi gì, liền cầm đèn đưa nàng về phòng đã đặt. Trong phòng vẫn thắp đèn dầu, rõ ràng là Trịnh Ngọc Mẫn đang chờ nàng. Lâm Vãn Thư đẩy cửa vào, Trịnh Ngọc Mẫn ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế bên cái bàn vuông. Một thanh đao thép tỏa ánh sáng lạnh để giữa bàn, đây là chuẩn bị trước khi hai nàng hành động. Này, chưa ngủ hả? Lâm Vãn Thư cười hì hì đánh tiếng. Xưa nay tính nàng lạc quan nên tâm trạng hồi phục rất nhanh. Trịnh Ngọc Mẫn ngẩng đầu nhìn sang, trong ánh mắt lờ mờ ánh nước. Ngươi về rồi, ta đang đợi ngươi. Lâm Vãn Thư gật đầu ừ một tiếng, cong môi, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Trịnh Ngọc Mẫn. Nàng khát đến độ như thể mấy trăm đời chưa uống nước, nhấc ấm nước trên bàn lên, ngửa đầu, dốc ừng ực mấy ngụm to vào mồm. Uống đã miệng, tưới đẫm dạ dày, tưới đẫm tim rồi, nàng mới chép miệng, nhìn về phía Trịnh Ngọc Mẫn. Này, ngươi sao thế? Tâm trạng không tốt lắm, bị thiệt à? Trịnh Ngọc Mẫn lắc đầu, hồi lâu không trả lời, quan sát Lâm Vãn Thư rất lâu. Ngươi là Vãn Thư? Ừ. Lâm Vãn Thư khó hiểu, chẳng phải cho ngươi biết rồi à? Sao? Trịnh Ngọc Mẫn nhíu mày hỏi tiếp, ngươi họ Lâm. Chuyện này, Lâm Vãn Thư chưa từng nói với Trịnh Ngọc Mẫn, ngươi có ý gì? Có được câu trả lời của Lâm Vãn Thư, Trịnh Ngọc Mẫn cười mỉa với nàng, tâm trạng chập chờn. Ta tên Trịnh Ngọc Mẫn, ngươi không biết ta thật sao? Có lẽ đoán được lại là chuyện trước kia, Lâm Vãn Thư chợt mỉm cười, khẽ nhướng mày khiêu khích. Trịnh Ngọc Mẫn ngươi nổi tiếng vậy sao? Ta hẳn nên biết hả? Trịnh Ngọc Mẫn hơi híp mắt, không biết ta cũng chẳng sao. Vậy ngươi biết Ngụy Quốc Công Lâm Đình Quân chứ? Ngụy Quốc Công, hình như đúng là nàng đã nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi. Vẻ mặt cười giễu của Lâm Vãn Thư dịu đi, này, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Xem ra, ngươi thật sự không nhớ gì cả. Trong phòng, ánh nến leo lắt, dưới ánh nến nhảy nhót, sắc mặt của Trịnh Ngọc Mẫn ảm đạm hơn, giọng nói mang theo chút khí lạnh khó tả, cái gương gỗ đào trên người ngươi sẽ cho ngươi biết câu trả lời. Gương gỗ đào, Lâm Vãn Thư sửng sốt, lấy thứ mà nàng xem như bảo bối ở trong ngực ra, hôi hôi trước mặt Trịnh Ngọc Mẫn, vểnh khóe môi khiêu khích. Ai, hôm nay cô nương ta cho ngươi biết, chiếc gương này là của ta, của riêng ta, không liên quan tới ai hết. Là của ngươi mà, vốn chính là của ngươi, ta có bảo không phải của ngươi đâu. Hiển nhiên Trịnh Ngọc Mẫn đã hiểu nhầm ý của Lâm Vãn Thư. Nhưng Lâm Vãn Thư cũng không thể giải thích, chỉ cảm thấy ánh mắt của Trịnh Ngọc Mẫn lúc này hoàn toàn khác với ban ngày. Dĩ nhiên, bản thân nàng cũng vậy, không còn dáng vẻ cà lơ phơ phất trêu đùa với Trịnh Ngọc Mẫn khi trước, không còn thấy giọng điệu du côn nữa. Được rồi, Trịnh Ngọc Mẫn, ngươi muốn cho ta biết điều gì, chi bằng dứt khoát nói luôn đi. Gương gỗ đào này quả thực là vật tùy thân của ngươi. Năm đó sinh nhật ngươi lúc ngươi 13 tuổi, có một hòa thượng hóa duyên đến phủ đệ của Tiền Ngụy Quốc Công, ông ta coi mệnh cho ngươi. Ta cũng không biết ông ta nói cụ thể những gì, nhưng ta nghe nương ta bảo, ông ta cho ngươi một cái gương gỗ đào. Về sau, lúc ta tìm ngươi đi chơi, ta cũng từng nhìn thấy cái gương này, không nhận nhầm đâu. Lâm Vãn Thư thoáng kinh ngạc,
có phần không dám tin. Trong nháy mắt cuối cùng của kiếp trước, nàng đã nhìn thấy chiếc gương gỗ đào chạm khắc hoa này. Do đó, khi nàng đến thôn Thanh Nguyên, lúc mò được chiếc gương trong ngực, nàng gần như chưa từng nghĩ tới cái gương này chính là đồ thuộc về nguyên chủ, mà chỉ dựa vào trực giác, vô thức cho rằng nó là thứ đoạt được từ chỗ Yến Ly, là chiếc gương ấy mang nàng vượt qua thời không, đến vương triều Vĩnh Lạc Hố Cha này. Hóa ra chiếc gương này vốn chính là để trong ngực nguyên chủ. Sắc mặt Lâm Vãn Thư biến hóa khôn lường, Trịnh Ngọc Mẫn nhìn nàng, khẽ cười một tiếng, vành mắt đỏ lên. Giờ muội đã tin lời tỷ nói chưa? Lâm Vân Sở, tỷ tốn gần 2 năm, không dễ gì mới tìm được muội. Nhưng muội thật sự thay đổi rất nhiều, tỷ cũng dám tin lắm. Nên hôm nay trên đường, tỷ lén ăn cắp túi tiền của Cố Mai Liên, chính là vì dụ muội đến thăm dò. Mãi tới tận chiều này, tận mắt nhìn thấy muội lấy gương gỗ đào ra, tỷ mới dám chắc chắn là muội. Nghe giọng nói đè nén buồn thương của Trịnh Ngọc Mẫn, Lâm Vãn Thư hoài nghi, ngươi là ai? Tỷ là biểu tỷ của muội, Trịnh Ngọc Mẫn, mẫu thân muội là cô ruột của tỷ. Cha tỷ là cữu cữu của muội, cũng chính là phò mã đương triều, đô úy Trịnh Trường Tự. Tổ phụ tỷ chính là Hàn Quốc công Trịnh Thành Nhân, mẫu thân tỷ là công chúa Trịnh An. Lần đó, trong vụ án mưu phản 2 năm trước, Trịnh Phủ và Lâm Phủ cùng liên đới. Ngoài trừ cha nương tỷ được miễn tội chết vì có thân phận công chúa và phò mã, hơn 100 người của phủ họ Trịnh chúng ta. Tới đây, Trịnh Ngọc Mẫn nghẹn ngào, không nói nên lời. Lâm Vãn Thư cũng không khuyên Trịnh Ngọc Mẫn, chỉ lặng lặng nhìn nàng ta. Qua đoạn ngắc ngứ này, nàng mới nghe thấy nàng ta nói tiếp, hơn 100 người trong phủ đều lâm nạn. Sau khi người nhà gặp chuyện bất hạnh mấy tháng, cha nương tỷ cũng qua đời, chỉ còn lại mình tỷ. Nghe thảm án thế này, vành mắt Lâm Vãn Thư cũng không khỏi nóng lên. Biểu tỷ à, thực sự xin lỗi, muội thật sự không nhớ gì cả, quên hết sạch luôn ấy. Trịnh Ngọc Mẫn cười giễu, khịt mũi, kìm nén những giọt nước mắt trực trào ra. Không sao, tỷ đã thấy gương gỗ đào của muội, để tỷ nhắc cho muội. Đêm hôm đó, trên trời vẫn là mảnh trăng sáng ấy. Dưới đèn dầu, Lâm Vãn Thư đã nghe một câu chuyện dài. Qua giọng kể khi nghẹn ngào, khi buồn đau, khi tức giận của Trịnh Ngọc Mẫn, trong đầu Lâm Vãn Thư không ngừng lướt qua từng đoạn khuyết thiếu. Nào đao phủ giơ đại đao lên, nào rượu nóng từ trong miệng phun ra, nào những bông tuyết hàm oan bay lượn đầy trời, nào phát trường máu tươi chảy thành dòng suối nhỏ, một chữ chém hô vang lạnh lùng, từng hồi nghẹn ngào thổn thức trước khi sắp chết. Khi cây kim nhỏ chấm mực đâm lên trán nàng, nỗi đau trong tim còn hơn cả nỗi đau thể xác, và cả người đàn ông nhìn thì ôn hòa nhưng ánh mắt ngập tràn ác độc. Từng đoạn ngắn, nỗi đau xé ruột xé gan quét sạch cảm xúc của nàng. Có một giọt lệ rơi xuống chiếc bàn trước mặt nàng. Đó là nước mắt của nàng. Sao nàng lại khóc? Hơn một năm trước, khi cô gái tên Lâm Vân Sở kia chạy trốn một mạch đến Phù Cẩm Thành, lúc cùng đường, đứng trên núi Thương Ưng, khi đón gió vù vù nhảy xuống, có lẽ đã hết sức tuyệt vọng rồi chăng? Nàng không nhớ tên gốc, không có ký ức ban đầu, chỉ muốn quên đi thảm họa khắc cốt ghi tâm kia, muốn quên đi người đàn ông đã từng khiến nàng đau khổ không muốn sống kia. Người đàn ông tuấn tú, dịu dàng như ngọc, người đàn ông từ đầu chí cuối nàng luôn mong ngóng có thể nhìn mình thêm chút nữa, mong ngóng có một ngày cùng hắn sống đến đầu bạc răng long. Nàng đã lựa chọn chạy trốn, quên đi thù hận, cũng đã lựa chọn quên đi tất cả. Kết quả trở thành một cô thôn nữ nói lắp. Nhưng vận mệnh thần kỳ vậy đấy, không ai chạy thoát khỏi vòng luân hồi. Một người lặng lẽ ngậm oan khuất ra đi, nhưng người khác lại bị thần số phận đạp một phát tới. Câu chuyện dài, kể rất lâu, đến tận khi trời sáng, Trịnh Ngọc Mẫn mới miệng khô lưỡi đắng dừng lại. Trịnh Ngọc Mẫn chậm rãi cầm chiếc gương nhét vào trong tay Lâm Vãn Thư. Biểu muội, cất nó cho cẩn thận. Lâm Vãn Thư mỉm cười với Trịnh Ngọc Mẫn, từ từ bỏ vào trong ngực. Một đao không làm nên tác dụng gì, phải mượn thêm đao chứ. Nàng biết, đối với kẻ thù mạnh mẽ của các nàng mà nói, sức của một người quá nhỏ bé, sức của hai người gộp lại cũng chẳng khác gì giọt nước trong đại dương mênh mông, sao có thể dậy lên sóng gió, sao có thể lật nổi thuyền lớn. Ngoài cửa, nắng sớm đã lên, một đêm không ngủ, tinh thần Lâm Vãn Thư vẫn ổn. Có lẽ là do đến thời đại này lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng đã có cảm giác đoàn tụ. Cho dù là một cảm giác đoàn tụ biến thái, máu tanh, giết chóc, nhưng nàng cảm thấy chân thực lắm. Nhìn cảnh đường phố náo nhiệt, tiếng người ồn ã, nàng vội vàng rửa mặt bắt đầu thu dọn hành lý và sửa soạn cho khuôn mặt mình. Phụ nữ đều thích đẹp, Lâm Vãn Thư cũng không ngoại lệ. Nhưng giờ tâm trạng thích làm đẹp và gấp gáp muốn thay đổi gương mặt còn hơn cả trước đây. Còn đau không? Trịnh Ngọc Mẫn chỉ vào vết sẹo vẫn bung cả thịt đỏ trên trán nàng. Không đau, hoàn toàn không đau đương nhiên là giả.
giờ đây nó cũng chỉ như đã bong sẹo đen bên ngoài, lộ ra thịt non bên trong, nhìn hồng hồng, cùng những đường vân li ti bất quy tắc, chính giữa chính là chữ tiện. Có điều, lần trước sau khi nàng đụng phải cột giường trong Ngọc Hoàng Các, lại dùng mũi kim khều nên đã không nhìn ra được rõ hình dạng ban đầu, đương nhiên sẽ không còn có ai nhận ra chữ ấy nữa. Ngón tay thoa thuốc mỡ ấn lên trán, nàng nhìn bản thân, đột nhiên sửng sốt. Tối qua, sao tên kia lại có thể hôn được nàng nhỉ? Nếu không phải hắn uống say đến nỗi mờ mắt thì chính là thật sự không chê nàng. Ôi, đúng là tình yêu đích thực, nàng tưởng tượng, không nhịn nổi cười. Có lẽ bị nụ cười của nàng dọa, Trịnh Ngọc Mẫn lấy làm lạ, hỏi: "Lâm Vân Sở, muội cười gì thế?" "Gọi muội là Vãn Thư." Lâm Vãn Thư quay đầu, ngắt lời Trịnh Ngọc Mẫn, tên kia không thích hợp để người khác nghe thấy lắm. "Muội nói phải, bây giờ cái nhìn của Trịnh Ngọc Mẫn đối với nàng hoàn toàn không giống hồi nhỏ. Vẫn là gương mặt ấy trong ký ức, thậm chí nhan sắc còn kém vài phần so với trong trí nhớ của Trịnh Ngọc Mẫn. Nhưng quần áo màu xanh mặc trên người, chân mang giày vải lại khác hẳn với khí chất của Lâm Vân Sở. Nhìn không có gì đẹp đẽ, song lại là một người có chính kiến, tính tình khác xa Lâm Vân Sở yếu đuối trước kia. "Vãn Thư, sao muội học được y thuật, còn biết làm súng đạn nữa?" Lâm Vãn Thư soi gương xoa trán, híp mắt, cong khóe môi. "Muội cũng không biết tỷ làm sao có được võ nghệ kìa." Trịnh Ngọc Mẫn sửng sốt một thoáng mới nói: "Cũng phải. Hai tỷ muội chúng ta, tính ra đã gần 4 năm không gặp. Trong 4 năm lầm than này, dĩ nhiên ai cũng có cảnh ngộ riêng, tỷ đã thay đổi, muội cũng thay đổi rồi." Ngừng một chốc, Trịnh Ngọc Mẫn đột nhiên thở dài: "Vãn Thư, chỉ mong tỷ muội chúng ta đồng lòng, có thể rửa mối thù sâu đậm này." "Không gấp được đâu." Lâm Vãn Thư cười tủm tỉm, ngoái nhìn Trịnh Ngọc Mẫn một cái: "Biểu tỷ à, đừng vác mặt lạnh cả ngày như vậy. Đời người mà, tận hưởng niềm vui trước mắt mới tốt. Cho dù rơi vào tình cảnh nào, nếu tỷ không thể thoải mái thì ông trời cũng không muốn thấy tỷ thoải mái. Nếu lúc nào tỷ cũng cười vui thì chẳng có chuyện gì khiến tỷ phiền lòng được cả. Học muội đây này, từ giờ tỷ cũng cười nhiều hơn đi." Năm nay Trịnh Ngọc Mẫn 18 tuổi, lớn hơn Lâm Vãn Thư 3 tuổi. Theo cách nhìn của Trịnh Ngọc Mẫn, mình là một cô gái trưởng thành. Nhưng theo quan niệm tuổi tác của Lâm Vãn Thư, thật ra Trịnh Ngọc Mẫn chẳng qua cũng chỉ là một cô nhóc mà thôi. "Cười." Mặt Trịnh Ngọc Mẫn cứng ngắc, từ 2 năm trước, tỷ đã chẳng biết nên cười như thế nào nữa rồi. Lâm Vãn Thư liếc xéo Trịnh Ngọc Mẫn, lém lỉnh đưa tay cù nách nàng ta: "Cười cái đi, nào, người đẹp à, cười với ra một cái nào." Trịnh Ngọc Mẫn không chịu nổi buồn, tránh ngược tránh xuôi, khuôn mặt vặn vẹo vì bị Lâm Vãn Thư trêu chọc. "Vãn Thư, nếu không phải muội đúng là Lâm Vân Sở thì tỷ không dám nhận đâu. Ha ha ha, đó là lẽ dĩ nhiên. Đời người đắc ý được bao nhiêu, cứ mặc sức vui đi, khi kẻ thù tới thì mới mặc sức giết chứ." Thấy Trịnh Ngọc Mẫn tuy không cười nhưng cũng không trưng bộ mặt u ám đầy thù hận nữa, bấy giờ Lâm Vãn Thư mới buông tha nàng ta, tiếp tục bôi chát và xoa bóp cho vết thương trên trán, hí hửng cười đùa, nói: "Vậy là tốt rồi. Khổ hơn nữa cũng để trong lòng, thù hận sâu hơn nữa cũng giữ trong dạ. Con người ấy mà, phải vui vẻ lên." Thuốc mỡ bôi sẹo nàng dùng được nàng tự điều chế bởi bạch phụ tử và bạch chỉ, thêm một chút bột chỉ, có thể làm mờ sẹo, còn hỗ trợ lột da nữa. Tuy tạm thời không biết hiệu quả tốt hay không, nhưng có một chỗ rất không tốt là thuốc này bôi lên trên thịt non, đau thấu tim. Thấy nàng đau đến nghe răng trợn mắt, cau chặt lông mày, nhưng không kêu ra tiếng, Trịnh Ngọc Mẫn bỗng bảo: "Biểu muội, muội chịu đựng giỏi thật. Biểu muội của tỷ là ai chứ? Giang hồ đặt cho biệt danh tiểu thần y bất tử đấy, không có tí bản lĩnh sao có thể đạt được. Có biệt danh này sao? Những năm nay tỷ lưu lạc khắp nơi, cũng có chút quen biết với các hiệp khách trên giang hồ, nhưng chưa từng nghe thấy." Lâm Vãn Thư phì cười một tiếng, thuần thục thu dọn đồ, tỉ mỉ bôi lớp kem làm bóng da, rồi mới đội cái mũ lưới xanh chống rét, xoay đầu nghiêm túc nói với Trịnh Ngọc Mẫn: "Đấy là đương nhiên, biệt hiệu tiểu thần y bất tử bá đạo như vậy, hiệp khách bình thường há có thể biết được." Dứt lời, nàng vỗ vai Trịnh Ngọc Mẫn, cười vô cùng đắc ý: "Ô la la, biểu tỷ thân yêu của muội, tỷ cứ yên tâm đi, đi theo tỷ, đảm bảo những tháng ngày sau này của tỷ oanh oanh liệt liệt, không cần ăn cắp trên phố, cũng không phải giàu chuyện ấm no. Cộng thêm dáng vẻ thu hút hiếm có và võ nghệ của tỷ, giỏi văn giỏi võ, lựa chọn một người chồng như ý, đợi hưởng phúc đi." Nàng hài hước nói, sắc mặt Trịnh Ngọc Mẫn vốn đã dịu đi chợt trắng bệch: "Biểu tỷ, muội nói sai à?" Trịnh Ngọc Mẫn không nhìn nàng, oán hận trong mắt như vũng nước đọng: "Người kia của tỷ, không còn nữa." Lâm Vãn Thư thu lại vẻ tươi cười, siết bả vai Trịnh Ngọc Mẫn: "Không có, sao lại không chứ?
giọng chị Ngọc Mẫn khàn đi, không có chính là không có thôi. Khách điếm Phượng Lai, cha con Cố Thị đã chuẩn bị xong xuôi. Có điều hành lý của họ không đơn giản như Lâm Vãn Thư và chị Ngọc Mẫn, thoạt nhìn chính là muốn đến kinh sư nương nhờ người nhân, chỉ thiếu nước mang hết cả gia sản ở huyện Bích Thủy theo thôi. Vô số bao lớn bao nhỏ, Hồ Lâm Vãn Thư ngẩn cả người. Lão Cố tuổi tác đã cao, Cố Mai Liên lại hệt một thiên kim tiểu thư yểu điệu. Không còn cách nào khác, Lâm Vãn Thư chỉ có thể cùng chị Ngọc Mẫn làm khuân vác, khiêng hành lý ra ngoài nhà trọ giúp cha con họ Cố. Chỗ này còn cách bến tàu một quãng xa. Lâm Vãn Thư bảo họ đợi, nàng đang chuẩn bị đi thuê một chiếc xe lừa đến chở hành lý thì trông thấy một cỗ xe bốn ngựa kéo hoa lệ tới cửa ngõ trước cửa nhà trọ. Do mấy tướng sĩ mặc giáp và đội mũ của kim vệ quân bảo vệ, gần như chiếm hết cả đường cửa ngõ. Vãn Thư, huynh ngây ra đó làm gì? Thấy Vãn Thư không nhúc nhích, Cố Mai Liên lấy làm lạ, đi tới và nhìn theo ánh mắt nàng. Lâm Vãn Thư không quay đầu, chỉ cười đáp, chỉ sợ không phải tìm xe nữa. Người dẫn đầu đội kim vệ quân ấy chính là Bùi Quốc Cường. Y đội một cái mũ giáp có trùng tua đỏ, khoác ngoài là áo giáp dài và cân xứng. Nhìn thấy Lâm Vãn Thư, tay y ấn vào đao bên hông một cái, lưu loát nhảy xuống ngựa, ôm quyền với nàng, vô cùng oai phong, giọng nói cũng hồn hậu mạnh mẽ. Sở Tiểu Lang, xin chào, trùng hợp quá, thị vệ trưởng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lâm Vãn Thư mỉm cười, nhướng mắt nhìn y, không biết thị vệ trưởng ở trọ hay nghỉ chân vậy. Miệng lưỡi nàng trơn tru đã quen, nói chuyện luôn lệch trọng tâm, Bùi Quốc Cường lại là một gã không giỏi ăn nói, nhất là trước mặt các cô gái. Bị nàng trêu chọc thế này, y đành nói thật. Bùi mỗ phụng mệnh điện hạ, đến đón Sở Tiểu Lang lên thuyền. Lên thuyền, có phải trả bạc không? Bùi Quốc Cường thoáng sững sờ, tất nhiên là không cần. Dáng vẻ của Bùi Quốc Cường khiến Lâm Vãn Thư buồn cười, vậy nếu ta không đồng ý lên thuyền giặc thì sao? Nói thuyền quan của Huyền Vương Điện Hạ là thuyền giặc, có lẽ cả thiên hạ cũng chỉ có mình Vãn Thư dám nói. Bùi Quốc Cường cau mày, thầm thở dài, ngoài mặt vẫn rất cung kính, Điện Hạ bảo, nếu không mời được thì đành để Sở Tiểu Lang chịu thiệt chút vậy. Nhưng ta, Lâm Vãn Thư nhếch mày, nếu không muốn chịu thiệt thì sao? Nhiệm vụ tiếp theo này, Bùi Quốc Cường vốn đã đau đầu không biết làm sao, lại gặp phải Lâm Vãn Thư không nói lý lẽ, y có nói cũng chẳng nói lại được, quát cũng không quát nổi, bèn không khách sáo nữa. Y làm theo lời dặn dò của Điện Hạ trước, cứ để lại việc khắc phục hậu quả cho ngài ấy xử lý đi. Người đâu, dẫn Vãn Thư đi. Vâng, mấy tên kim vệ quân nghe lệnh mà làm. Lâm Vãn Thư vọt sang bên theo phản xạ, còn chưa kịp lên tiếng, chị Ngọc Mẫn bỗng rút kiếm ra, nhắm thẳng vào Bùi Quốc Cường. Kẻ nào dám? Trên tay chị Ngọc Mẫn là một thanh kiếm tốt, lưỡi kiếm cực mỏng, giữa từng tấc sắc bén dường như lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, chính là một vũ khí giết người lợi hại. Bùi Quốc Cường rút đao đỡ, y không thích phí lời, chị Ngọc Mẫn cũng vậy. Hai người chẳng nói hai lời liền lao vào giao đấu. Nơi này vốn không rộng, lại gần một chiếc xe ngựa, một đống hành lý và đông người như vậy, hoàn toàn không phải chỗ tốt để đánh nhau. Lâm Vãn Thư nhìn mà dở khóc dở cười. Này, đừng đánh nữa. Xong, mặc cho nàng ở đây gào, chị Ngọc Mẫn và Bùi Quốc Cường vẫn cứ đánh rất hăng. Chị Ngọc Mẫn cứ như điên cuồng chém giết, từng mũi kiếm bức người, từng bước nhanh như gió. Bùi Quốc Cường lại nhường từng bước, không hiểu nổi hành vi của chị Ngọc Mẫn, nhưng cũng không tiện làm nàng ta bị thương. Bóng đao ánh kiếm loang loáng trước mặt, Lâm Vãn Thư không thể không cảm thán một câu, võ công người biểu tỷ này của nàng, quả thực rất được. Bùi Quốc Cường là võ trạng nguyên, ấy thế mà chị Ngọc Mẫn cũng có thể không lộ sơ hở khi đấu với y. Tất nhiên Lâm Vãn Thư là dân ngoài nghề, xem đánh nhau cho vui chứ không biết thực ra Bùi Quốc Cường đang nhường chị Ngọc Mẫn. Mắt thấy thực sự không thể la hét tách hai người kia ra, Lâm Vãn Thư chỉ có thể để cho kim vệ quân bắt lấy, mỉm cười cất cao giọng, được rồi, được rồi. Biểu tỷ trở lại thôi, có thuyền quan miễn phí không ngồi, còn tốn bạc chen chúc thuyền dân chẳng phải ngốc sao. Này, này, tất cả dừng tay, đừng đánh nữa. Bùi Quốc Cường thu đao lùi lại, chị Ngọc Mẫn thở hồng hộc. Hai người đều không nói gì nhưng cũng đã dừng tay. Lâm Vãn Thư ôm vai chị Ngọc Mẫn trấn an, không giải thích gì với nàng ta vào lúc này. Chỉ cười hì hì chỉ huy kim vệ quân của Dương Vũ Phong, hoàn toàn không coi mình là người ngoài, hô to, này, ngươi, mấy ngươi đấy. Nhanh khiêng hành lý lên xe giúp chúng ta đi, ngẩn ra đó làm gì? Bùi Quốc Cường mờ mịt nhìn nàng, phình cả đầu. Sở Tiểu Lang, Điện Hạ chỉ bảo đón một mình ngươi thôi. Lâm Vãn Thư xua tay, cười tít mắt. Không sao, mấy người này đều là bạn bè của ta, cùng đường vào kinh. Bên chỗ Điện Hạ, về ta sẽ nói lại cho. Hắn không từ chối đâu, yên tâm đi, lửa này không rơi trên chân ngươi đâu.
Nếu hắn trách mắng, vậy chắc chắn cũng chỉ trách ta mà thôi. Gặp một người như Lâm Vãn Thư, đầu của Bùi Quốc Cường hoàn toàn to ra. Trên bến tàu Triều Thiên Môn có một chiếc thuyền quan bằng gỗ chạm khắc trên thân, to lớn, khí thế đang đỗ. Lâm Vãn Thư không thấy Dương Vũ Phong, chỉ nghe Bùi Quốc Cường bảo hắn vẫn đang ở dịch quán, phải dùng xong bữa trưa, tạm biệt quan lại địa phương rồi mới đến. Nàng hiểu điều này, ăn ấy mà, từ xưa đến nay, lễ nghi của quan trên quan dưới đều giống nhau. Tất nhiên, hắn có ở đây hay không chẳng sao cả, dù gì tối qua đã gặp rồi. Bùi Quốc Cường sắp xếp ổn thỏa cho họ xong thì vội vàng đến dịch quán. Mấy người thảnh thơi ngồi trong khoang. Lâm Vãn Thư tìm một chỗ gần cửa sổ và ngồi xuống, quan sát thuyền này, quả nhiên là bề thế. Chẳng trách bất kể thời không biến đổi ra sao, con người vĩnh viễn vẫn theo đuổi quyền lực, địa vị. Phụ nữ có được nó bằng cách theo đuổi đàn ông, còn đàn ông có quyền lực và địa vị rồi thì không chỉ có được tất cả mà có thể có được rất nhiều phụ nữ. Đây chính là khởi nguồn của cái ác. Khác với sự phê phán và soi mói của nàng, Cố Mai Liên nhìn gì cũng thấy mới lạ, hai mắt lấp lánh, không ngừng léo nhéo bên tai. Trịnh Ngọc Mẫn thì vẫn giống như lúc mới lên thuyền, làm ổ trên một chiếc ghế, đầy tâm sự. Suy cho cùng vẫn là tiểu thư nhà quan, trừ lúc múa đao đánh quyền, cử chỉ của nàng ta quả thực dè dặt và cao quý hơn nhiều. Chẳng qua không thích quan tâm tới ai, người khác cũng không dễ gì bước vào lòng nàng ta. Lâm Vãn Thư vô cùng buồn chán, thầm nghĩ đi nghĩ lại lát nữa gặp Dương Vũ Phong thì nên xử sự thế nào sau khi cùng hắn làm chuyện xấu hổ kia. Đêm qua, nàng từ chối làm thị thiếp của hắn, hắn cũng đã thả nàng đi, cớ sao còn cho Bùi Quốc Cường tới tìm nàng. Bây giờ nàng lại lên thuyền một cách thoải mái, giải thích thế nào với hắn đây? Và cả đám người tưởng nàng đã chết nữa, nàng nên xử lý thế nào sau khi gặp lại? Nhất là với nụ hôn sau khi say rượu, muốn nàng vô tư thẳng thắn chỉ coi Dương Vũ Phong là huynh đệ như trước đây, nàng không thể nào làm được. Lòng bất an thì ở đâu cũng không được yên ổn. Nàng cấu mặt mấy cái, không phân biệt nổi trong lòng mình có mùi vị gì. Buổi trưa, Thanh Trúc từ dịch quán tới. Ngoài trừ nàng ta thì còn dẫn theo hai nha hoàn khác, đưa đồ ăn đến cho họ. Thanh Trúc vẫn đoan trang hiền thục như trước đây, thân thiện chào hỏi họ, bày ra dáng vẻ chủ nhà, lịch sự nhưng khách sáo. Trông thì nhiệt tình đấy, song toàn là lạnh nhạt. Sắp xếp đồ ăn xong, cuối cùng nàng ta vẫn do dự nhìn về phía Vãn Thư. Vãn Thư, ta muốn tìm cô nói đôi lời. Được. Vãn Thư vẫn là dáng vẻ vô tư, để Thanh Trúc dẫn tới khoang thuyền kế cạnh. Nàng cười hì hì ngồi bên Thanh Trúc. Thanh đại tỷ, chúng ta lại gặp nhau rồi, vẫn ổn chứ? Thanh Trúc nở nụ cười, kéo tay nàng, trong mắt toàn tơ máu, rõ ràng là đêm qua cũng không ngủ ngon. Lần trước vụ cháy kho củi làm tỷ tỷ buồn muốn chết. Không ngờ muội lại có thể chạy ra khỏi kho củi trước, đúng là may mắn. Hôm nay, gia bảo tỷ đưa bữa trưa cho muội, tỷ tỷ vui đến nỗi không biết nói gì cho phải. Vãn Thư à, muội là người có phúc phận, mạng lớn, về sau nhất định sẽ dày phúc lắm. Lâm Vãn Thư rút tay về, không thoải mái vẩy vẩy mấy cái, chỉ cười. Nhờ phúc của Thanh đại tỷ, ta ấy à, chính là mệnh con gián. Mệnh con gián. Thanh Trúc không hiểu được, nhưng thấy Lâm Vãn Thư cười cong khóe môi, không có ý muốn giải thích, nàng ta lại mỉm cười. Chẳng trách ra chúng ta nói muội là một người khác biệt, đúng là một cô gái lém lỉnh. Ngừng một chốc, nàng ta cười bảo, Vãn Thư à, lúc đó muội bị gia nhốt trong phòng chứa củi, tỷ tỷ cũng không có cách nào quan tâm tới muội. Muội ngàn vạn lần đừng giận tỷ tỷ nhé. Mỗi câu tỷ tỷ muội muội này khiến lòng Lâm Vãn Thư gai gai. Thế nào mà làm như mọi người đều là phụ nữ của Dương Vũ Phong hết vậy? Lâm Vãn Thư thầm khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười. Đâu có, hai chúng ta hợp nhau lắm, sao có thể tức giận vì loại chuyện còn con ấy? Với cả, dù trong lòng có giận, người ta nên tức là hắn mới đúng. Chốc nữa có cơ hội, ta đây phải đấm cho hắn mấy cú. Thanh đại tỷ thấy thế nào? Sắc mặt Thanh Trúc cứng đờ, cười gượng gạo. Nàng ta khẽ ho, rồi cầm khăn lau lau khuôn mặt chát phấn. Tuy Thanh Trúc cực lực muốn che giấu trước mặt Lâm Vãn Thư, nhưng trong giọng điệu của nàng ta vẫn toát ra mùi ghen ghét. Vãn Thư à, tối qua muội ở trong Bích Nguyệt Hiên đúng không? Lâm Vãn Thư cười ngượng ngùng, vốn muốn phủ nhận, nhưng lại nghe thấy Thanh Trúc nói. Sáng nay dậy liền nghe nói thích khách kia rất nguy hiểm, còn dùng cả loại vũ khí biết bốc khói, đám thủ vệ đều không nhìn thấy được. Khi ấy, tỷ liền đoán ra chắc chắn là Vãn Thư muội đã trở lại. Tốt quá, vẫn sống là tốt rồi. Thanh đại tỷ, chuyện này đã nói tới mức này, Lâm Vãn Thư cũng không tiện giả vờ giả vịt phủ nhận nữa. Tất nhiên, nếu không cần mặt mũi hơn nữa, nàng có thể nói, Thanh đại tỷ à, tối qua lúc tỷ đi vào, ta vốn muốn chào hỏi tỷ đấy. Nhưng thời gian địa điểm nhân vật đều không đúng.
nhất là thấy tỷ quyến rũ ra chúng ta không thành công, vãn thư ta thật sự ngại đi ra lắm. Nhưng đều là nữ giới, nàng cũng nhìn ra được Thanh đại tỷ này thực lòng thích Dương Vũ Phong, tội gì rắc muối lên miệng vết thương người ta nữa. Lâm Vãn Thư đành toét miệng cười, qua quyết đáp, đúng vậy, trở về rồi. Nàng ngỡ mình đã rất khiêm tốn. Xong, trong mắt Thanh Trúc lại có khác gì đang khoe khoang đâu. Thanh Trúc cười nói, hôm nay tỷ kéo muội qua đây, còn muốn nói một chuyện nữa. Vãn Thư, ra không nghe lọt tai lời của tỷ, nhưng lời của muội, ngài ấy vẫn sẽ nghe đôi câu. Ra chúng ta là chủ nhân, là vương gia, sớm muộn cũng phải cưới chính phi. Muội khuyên ngài ấy, khuyên hắn thu nhận mấy phụ nữ. Lâm Vãn Thư ngắt ngang những lời vòng vo của Thanh Trúc, bĩu môi. Thanh đại tỷ à, có lẽ tỷ tính sai rồi. Vãn Thư ta có thân phận gì chứ, ta không dám nói lời như vậy đâu, vậy chẳng phải là chọc giận ra chúng ta sao? Ra chúng ta vừa ý phụ nữ nào, tự nhiên sẽ bảo nàng ấy tới thị tẩm. Nếu hắn không vừa ý, chẳng lẽ ta nói là có tác dụng ngay? Tỷ đánh giá ta cao quá rồi. Nếu ta có thể chi phối sinh hoạt trên giường của hắn, vậy chi bằng ta đi làm nguyệt lão là được, còn ở đây già mồm với tỷ làm gì? Nàng xưa nay nói chuyện luôn không nể nang mặt mũi người khác. Ý tứ trong ngoài lời nói ấy bén nhọn, khiến mặt Thanh Trúc biến sắc. Có điều, chớp mắt, nàng ta thản nhiên trở lại. Vãn Thư à, tỷ cũng là vì tốt cho muội thôi. Từ xưa đến nay, phụ nữ được độc sủng đều chẳng có kết cục tốt đẹp. Bổn phận của người phụ nữ là tam tòng tứ đức. Một mình độc chiếm cương triều của chủ nhân là đại nghịch bất đạo, sẽ bị trời trách phạt. Lời này như thể sét đánh, khiến Lâm Vãn Thư choáng váng. Giật giật khóe môi mấy lần, nàng mới nhịn được không phun nước bọt cười ra tiếng. Đa tạ Thanh đại tỷ nhắc nhở, đợi lúc ta có kết cục không tốt đẹp thì sẽ chú ý. Nàng chẳng hề bận tâm. Thanh Trúc nhất thời cũng hết lời để đối đáp. Bực bội một hồi, Thanh Trúc thở dài, đưa mắt nhìn xuống bụng dưới của Lâm Vãn Thư. Con của gia vẫn còn chứ? Con, Thanh Trúc không nhắc, Lâm Vãn Thư cũng quên mất. Mọi người đều biết nàng đã mang thai, còn bị lửa thiêu chết. Giờ nàng đột nhiên lại xuất hiện, người lớn còn dễ nói, chuyện đứa bé làm sao cho vẹn toàn đây. Nàng ngẫm một tẹo rồi nghiêng đầu cười, vẫn còn. Sao vậy? Đứa trẻ vẫn ở trong bụng, vậy mà muội còn. Tìm ra nổi điên, thế làm sao được chứ? Biết Thanh Trúc đang chỉ chuyện tối qua, nhưng Lâm Vãn Thư không thích cái từ nổi điên này. Nếu Thanh Trúc nói thẳng là phát xuân, nàng còn có thể bỏ qua. Đã bảo nàng nổi điên thì đừng trách miệng nàng ác. Thanh đại tỷ, tỷ hiểu lầm ta rồi. Ta vốn cũng đã nói không muốn thế, nhưng tỷ không biết tính ra chúng ta, hứng lên thì ai cản được chứ? Quả là tai họa của phụ nữ, không nặng không nhẹ, ta cũng sợ hắn. Nếu chẳng phải vì tiểu tổ tông trong bụng, nói không chừng hắn còn ầm ĩ hơn ấy chứ. May mà không xảy ra án mạng, nếu không ta thật sự bị hắn làm cho tức chết ấy. Người bị nàng làm cho tức chết sắp biến thành Thanh Trúc rồi. Mặt nàng ta tái nhợt, nhìn Lâm Vãn Thư chằm chằm đầy căm hận. Giờ mùi một khắc, thuyền quan rời bến. Trong tiếng còi vang dội, quan lại địa phương và dân chúng đưa tiễn quỳ xuống. Dương Vũ Phong được kim vệ quân vây quanh, bước lên boong thuyền. Trong ánh mắt của quần chúng, hôm nay tâm trạng hắn dường như rất tốt, sắc mặt không lạnh lùng như ngày thường, còn giơ tay từ biệt mọi người. Mặt nước lay động một chốc rồi liền ổn định lại. Lâm Vãn Thư nhìn nước sông, còn chưa nhìn ra cái gì thì Lý Tiểu Phúc khom người đi tới. Sở Tiểu Lang, chủ nhân cho mời. Dù đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng nghĩ đến khi gặp hắn, Lâm Vãn Thư vẫn hơi sợ hãi. Rất nhanh, Lý Tiểu Phúc dẫn nàng vào một gian khác trên thuyền. Từ lối bày biện xa hoa bên trong, nàng đoán đây là chỗ ở của Dương Vũ Phong. Sở Tiểu Lang, trước cứ chờ ở đây, chủ nhân tắm xong sẽ đến. Ban ngày ban mặt, lên thuyền cái là đi tắm, thích sạch sẽ thế hả? Nhưng nàng không hỏi, Lý Tiểu Phúc cụp mắt đi ra ngoài. Lâm Vãn Thư chậm rãi tới bên cửa sổ khắc hoa văn cát tường. Gió sông thổi qua, nàng thư người nhìn mặt nước bên ngoài. Không biết bao lâu sau, cửa khoang phía sau bị ai đó đẩy ra. Một cơn gió lạnh mang theo mùi xà bông tắm thoang thoảng phất qua. Người nọ dường như không sợ lạnh, trên người chỉ khoác chiếc áo choàng lỏng lẻo, mái tóc ướt nước, khuôn mặt khó đoán ra cảm xúc, tuấn tú đến nỗi Lâm Vãn Thư có phần không mở nổi mắt. Hắn hít mắt liếc nàng một cái, ra lệnh không khách sáo. Lại đây lau tóc cho ra, Huyền Vương Điện Hạ, ta không phải nô tỳ của ngài. Lâm Vãn Thư khoanh tay, quay lại dựa lưng vào bên cửa sổ, với cả, sở dĩ hôm nay ta lên thuyền là có chuyện muốn thương lượng với ngài. Nàng bằng lòng lên thuyền là để tiết kiệm bạc chứ gì. Dương Vũ Phong hờ hững liếc nàng, hừ lạnh rồi nói tiếp, còn nữa, có cần ra nhắc nàng là giấy bán thân vẫn đang ở trong tay ra không? Trên giấy bán thân đó không phải là tên nàng biết chưa?
nhưng lại không thể nói đó không phải là tên nàng được đúng chứ. Quan sát vẻ mặt lạnh lùng của Dương Vũ Phong, hoài nghi lớn nhất trong lòng Lâm Vãn Thư dâng lên. Rốt cuộc hắn có biết thân phận thật sự của nàng hay không? Theo lý mà nói, với sự thông minh của hắn thì không thể không hoài nghi được. Trịnh Ngọc Mẫn nói gương gỗ đào là vật mang theo bên người của Lâm Vân Sở. Lần trước, gương gỗ đào bị hắn lấy đi lâu như vậy, liệu hắn có tìm người xác minh không? Hắn đã không hỏi thì nàng cũng sẽ không chủ động nói. Có những chuyện, nói quá rõ ràng chỉ càng thêm lúng túng. Phải để hắn thừa nhận dây dưa không rõ với vợ chưa cưới của cháu trai, đó chẳng phải là đánh vào mặt hắn sao? Hơn nữa, căn bản nàng cũng cho rằng mình không hề liên quan với cái tên Dương Minh Kha kia. Nàng ấy chính là lười. Dương Vũ Phong không khách sáo, nhét hai chiếc khăn nhung to vào tay nàng và chỉ vào mái tóc còn giò nước, rồi ngồi đợi trên ghế như thể đại gia. Cử chỉ và giọng điệu tự nhiên, đơn giản hệt đôi vợ chồng một hộ gia đình bình dân, nhưng khiến Lâm Vãn Thư ngẩn ra. Hắn nói không sai, nàng quả thực là lười. Bình thường nàng gội đầu đều đợi cho khô, đâu có thời gian rảnh rỗi giúp người khác làm việc này chứ. Nhưng hôm nay trước khi lên thuyền, nàng đã quyết định muốn nói chuyện tử tế với hắn, nên trước tiên đừng đắc tội với chủ nhân của mình thì hơn. Nàng cầm khăn miết qua miết lại, yếu ớt nhưng bỗng lại nảy ra một ý. Nếu có cái máy sấy tóc thì tốt rồi. Máy sấy tóc? Dương Vũ Phong liếc nàng. Có nói ngài cũng không hiểu. Nàng không nói, ra làm sao hiểu được. Lâm Vãn Thư nhìn dòng sông, vạn khăn nhung, thở dài. Chất lượng cuộc sống của những người này thực sự chẳng ra sao. Dù Dương Vũ Phong là một vương gia cũng vậy, ngay cả máy sấy tóc cũng chưa từng nghe nói. Đúng là đồ, nhà quê. Nghĩ thế, cảm giác ưu việt của nàng dâng lên, không mảy may nhận ra lực tay của mình mạnh hơn, làm Dương Vũ Phong kêu thành tiếng, nàng mưu sát chồng hả. Lời này khiến Lâm Vãn Thư suýt sặc chết. Ngài nói linh tinh gì đấy? Ai là chồng hả? Dương Vũ Phong lạnh lùng quét mắt nhìn nàng, nhếch môi không tiếp lời. Hắn chỉ đứng lên lấy đi khăn trên tay nàng, ném sang cái kệ bên cạnh, rồi quay người ôm chặt lấy eo nàng. Nghĩ gì mà thất thần thế? Cơ thể nóng lên, Lâm Vãn Thư ngượng ngùng tránh qua bên. Điện hạ, ta đang cảm thán sức sống ngoan cường không sợ chết và ý chí chiến đấu của mình. Có điều, suy nghĩ kiểu này tương đối cao thâm, ta đoán ngài không hiểu nổi đâu. Chi bằng ta nói thẳng nhé, giữa chúng ta thực sự không có quan hệ thân mật như vậy. Ngài chớ tái máy chân tay. Hôm nay ta lên thuyền không phải là đã đồng ý làm thị thiếp của ngài, mà là có vụ mua bán muốn thương lượng với ngài thật. Tất nhiên, cũng có cả nguyên nhân như ngài đã nói, quả thực là có thể tiết kiệm được một món bạc lớn. Ha ha ha, hễ căng thẳng là lại nói nhiều, bệnh cũ tái phát hả? Dương Vũ Phong híp mắt, ánh mắt rơi trên má nàng, mang theo một loại hơi thở ấm áp, khiến trái tim nàng như có vuốt mèo đang gãi gãi, ngứa ngứa, tê tê, nàng ngớ ra không kiểm soát nổi. Chuyện này, đúng vậy, mệt cho điện hạ còn nhớ. Dương Vũ Phong nhướng mày, dường như phát hiện nàng không tự nhiên khi ở cạnh hắn, nhưng hắn rất tự nhiên ghé sát, ôm lấy nàng, cánh tay hơi khép lại, thấp giọng nói, chuyện tối qua là ra không nên, không đúng mực. Ô, đây xem như là lời xin lỗi của hắn. Nhưng tối qua đã không nên, không đúng mực rồi, vậy hiện tại hắn đang làm gì đây? Ôm ôm ấp ấp, thì là nên, là đúng mực sao? Hay hắn đang bình mẻ không sợ vỡ? Logic gì thế? Lâm Vãn Thư ho khan. Nàng không muốn làm thị thiếp của hắn, nên đành nhẫn tâm đẩy cái tên quyến rũ nàng ra. Huyền Vương Điện Hạ, tối qua ta đã nói rất rõ đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, đã qua rồi, chúng ta đừng nhắc đến được không? Chúng ta đều là người giang hồ, không câu nệ tiểu tiết, đúng chứ? Hôm nay ta lên thuyền là có chuyện nghiêm túc cần nói. Vãn Thư. Dương Vũ Phong cúi đầu, chăm chú nhìn nàng chốc lát, đôi lông mày cau chặt giờ mới từ từ giãn ra. Một nụ cười như có như không lướt qua môi, nhưng đôi tay vẫn ôm chặt eo nàng để nàng dựa vào trước ngực mình. Có phải cảm thấy làm thị thiếp thì quá thiệt thòi cho nàng phải không? Lâm Vãn Thư sửng sốt, khó chịu dãy giụa, không phải, vậy vì sao? Nỗi hoài nghi của Dương Vũ Phong viết rành rành trên mặt. Lâm Vãn Thư cũng biết rõ, hoàn toàn không liên quan tới vấn đề thị thiếp, mà là quan niệm hôn nhân của hai người, về bản chất là khác nhau. Loại quan điểm hôn nhân một đời một kiếp một đôi đó của nàng ở thói đời này, trước mặt vị vương gia phong kiến này, thật sự đúng như Thanh Trúc nói, là đại nghịch bất đạo, là tổn hại đạo đức của người phụ nữ. Nếu nàng nói thật, hắn cũng chỉ coi nàng là kẻ điên. Có những thứ không thể ép buộc, nàng không muốn thay đổi hắn hay ảnh hưởng đến hắn. Đặc biệt là bây giờ, đây càng không phải vấn đề suy nghĩ hàng đầu của nàng. Điện hạ, chúng ta làm một giao dịch nhé, nàng nói với vẻ mặt nghiêm túc. Giao dịch? Dương Vũ Phong thờ ơ nhướng mày, bổn vương chưa bao giờ giao dịch với người khác. Yên tâm,
Vãn Thư sẽ không làm khó điện hạ đâu. Giao dịch này với ngài mà nói, chỉ có trăm cái lợi mà không hề có hại. Ta vẫn sẽ đi theo ngài, nhưng đổi sang cách khác. Ta cũng có thể dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm cơm, mà không cần phải nhờ nhan sắc để dựa vào đàn ông. Nhan sắc, nàng có sao? Dương Vũ Phong tỉnh bơ hỏi. Không đả kích người khác thì hắn sẽ chết hả? Trong nháy mắt, nàng sụ mặt xuống. Còn trong đôi mắt sâu không thấy đáy của Dương Vũ Phong lại ánh lên một thoáng sự xấu xa tinh quái. Cũng bởi thoáng trêu chọc ấy mà một người tuấn tú cao quý đã không còn nguy hiểm nữa, không còn vẻ lạnh lùng, như thể đó chỉ là một trò đùa vui của một đôi nam nữ. Nói đi, giao dịch gì? Ra nghe thử. Hắn đột nhiên hỏi lại. Lâm Vãn Thư bĩu môi, không so đo với sự chế nhạo của hắn nữa. Ta muốn làm một lương y trong sở lương y của Vương Phủ Điện Hạ. Một là có thể ở bên chăm sóc sức khỏe cho Điện Hạ, hai là cũng có thể kiếm miếng cơm và có thể tự do hơn. Điện Hạ nghĩ thế nào? Có chỗ nào lợi cho ra? Quả nhiên là một tên không chịu thua thiệt. Nhưng chỉ cần kể ra chỗ tốt thì có thể đàm phán. Lâm Vãn Thư mỉm cười, chỗ lợi chính là ngài có thần y chăm sóc miễn phí, có thể sống lâu thêm vài năm, thêm vài lần nhặt lại cái mạng nhỏ. Ngoài ra, chuyện cải tạo súng đạn của thần cơ doanh mà ngài luôn đau đáu trong lòng, ta chắc chắn sẽ giúp nó có bước nhảy vọt về chất lượng. Phải rồi, đạn khói tối qua ta sử dụng đó, ngài cũng biết cả rồi nhỉ. Đó chỉ là ta tùy tiện làm để chơi thôi, nếu có sự hỗ trợ về tiền bạc và nhân lực của ngài thì hiệu quả không gì sánh nổi. Súng đạn như vậy áp dụng ngoài chiến trường, chẳng lẽ không tiện dùng sao? Không chỉ giảm đáng kể tỷ lệ thương vong của quân ta, còn là một việc cực kỳ tốt, đúng không? Nghĩ xem, tối qua ta có đạn khói, chẳng phải ta ra vào dịch quán của ngài như chỗ không người đấy à? Dương Vũ Phong hờ hững quét mắt nhìn nàng, không nói lý do thực sự của việc ra vào như chỗ không người, chỉ nhàn nhạt đáp, lương y trong vương phủ đều phải do Thái y viện tiến cử và do lại bộ bổ nhiệm. Vãn Thư, ngươi không biết chế độ y quan của Vĩnh Lạc ta sao? Một con nhóc ngay cả giấy tờ cũng không có, sao làm được y quan? Lâm Vãn Thư nở nụ cười với hắn, điện hạ sẽ có cách mà, đúng không? Nàng hỏi câu này với dáng vẻ hoàn toàn chắc ăn, nhưng lại khiến Dương Vũ Phong buồn cười. Nàng chắc chắn bổn vương sẽ đồng ý như vậy sao? Không đồng ý hả? Lâm Vãn Thư như sực tỉnh, quay người rời đi. Vậy thì ta xuống thuyền đây. Lần sau nếu ngài có đau nhức nằm liệt giường, sốt cao không hạ, trúng độc, cơ thể bị chặt thành cám, lúc cận kề cái chết, tuyệt đối đừng nhớ tới ta, cũng đừng hối hận đấy. Giờ thuyền đã chạy đến giữa sông, đương nhiên sẽ chẳng có ai tin lời cay cú này của nàng. Tất nhiên, nàng chỉ là thuận mồm nói ra thôi. Nhưng vừa xoay người, hai cánh tay của Dương Vũ Phong đã duỗi tới từ đằng sau, khóa lấy eo nàng, ôm chặt nàng vào lòng. Đầu hắn gác lên cổ Lâm Vãn Thư, hơi thở ấm nóng như ngọn lửa phả lên cần cổ nàng. Gia có thể đồng ý, nhưng nàng phải cho gia lợi ích. Sau lưng, lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông khiến lòng nàng rối loạn. Bỗng nhiên nàng lại nhớ tới nụ hôn triền miên tối hôm qua, cơ thể vô thức căng thẳng, chỉ cảm thấy dựng hết lông măng, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng. Những lợi ích mà ta vừa nói còn chưa đủ à? Ngài còn muốn lợi ích gì nữa? Hắn cúi xuống cắn nhẹ lên cổ nàng, nàng còn có thể cho gia cái gì? Cái cắn trêu ghẹo này, sao Lâm Vãn Thư không hiểu ý của hắn chứ? Nhưng nghĩ một chút về thân thể này, nàng liền cất cao giọng, ngài nghĩ cũng không được nghĩ, ta mới 15 tuổi, sao có thể? Dương Vũ Phong khẽ hừng một tiếng, quay người nàng lại, đường hoàng cúi đầu ghé sát nàng. Nàng cho rằng gia muốn cái gì, nàng đang nghĩ gì đấy, hình như là nàng tưởng tượng quá. Hắn hít mắt nhìn nàng ra vẻ ghét bỏ, hừ một tiếng, gầy trơ xương, sờ vào cứng cả tay, gia có thể muốn nàng sao? Bỏ tay ra, ai cho chàng sờ? Bồ câu nhỏ, phải nuôi thêm đã. Xùy, chàng đã ăn thịt gà con rồi còn chê gà con rát răng. Lời tổn thương lòng tự trọng của nữ hán tử như vậy khiến Lâm Vãn Thư giận đùng đùng. Nhưng hôm nay, Dương Vũ Phong lại tốt tính bất ngờ, mặc kệ nàng gào thét thế nào, hắn chỉ bình thản nhìn nàng, mặc nàng nổi bão. Chờ nàng quát mệt rồi, hắn mới kéo nàng dựa sát bên cửa sổ, nhìn núi non trùng điệp hai bên bờ sau khi thuyền đã chạy đường sông, rồi chậm rãi thở dài. Sao nàng không đồng ý theo ra? Nàng biết rõ có bao nhiêu cô gái cầu còn không được không? Nâng giá bản thân mình, Lâm Vãn Thư thờ ơ liếc hắn, làm y quan của chàng không được hả? Không được, hắn trả lời chắc như đinh đóng cột. Im lặng một lát, Lâm Vãn Thư cũng cảm thấy không cho bò ăn cỏ, chỉ cần bò cho sữa là sai. Đàn ông ấy à, không phải thích cái đó sao? Hắn đã không chê nàng rát răng mà coi trọng nàng, không cần biết coi trọng nàng ở điểm gì. Nhưng thứ hắn muốn chính là nàng mà không phải thứ khác, vậy thì... Nhưng chẳng phải chàng cũng nói, ta còn nhỏ, phải nuôi thêm mà.
Nàng hỏi đột ngột, song hắn thuận theo lời nàng hỏi lại, phải nuôi bao lâu? Khuỷu tay chống lên cửa sổ, Lâm Vãn Thư ngắm bóng hình cột buồm phản chiếu trong nước, thong thả trả lời, 3 năm đi. Điện hạ, chúng ta hẹn nhau 3 năm nhé. Trong 3 năm này, Vãn Thư chỉ làm lương y cho ngài. Nếu sau 3 năm, điện hạ vẫn chưa cưới chính phi, cũng không có trắc phi, thiếp thất gì đó, thì Vãn Thư cam tâm tình nguyện theo ngài, thân phận gì cũng không quan trọng. Nhưng về sau ngài không thể có phụ nữ khác ở bên nữa, nếu không sẽ phải thả ta tự do, được không? Dương Vũ Phong nghiêng đầu nhìn nàng, đôi con người sâu như mực. Trong ánh mắt ấy, có quan sát, có kinh ngạc, cũng có cả vẻ không tưởng tượng nổi. Dường như hắn chưa từng nghĩ tới một cô gái nhỏ như nàng dám đưa ra điều kiện thế này với hắn, và có vẻ hắn cũng chấn động bởi những lời khác với lẽ đời của nàng. Lâm Vãn Thư cười, chắc chắn hắn cảm thấy nàng đang làm bộ làm tịch nhỉ. Ngẫm một chút, nàng lại đổi cách khác, không phải ta muốn can thiệp vào cuộc sống riêng của điện hạ. Thực tế là, trong 3 năm triển khai kế hoạch nuôi dưỡng này, điện hạ ngài có thể lấy vợ sinh con bất cứ lúc nào, cũng có thể tìm phụ nữ. Những việc này là cuộc sống riêng tư của ngài, không liên quan đến ta. Còn ta, cho dù ngài có tìm phụ nữ khác hay không thì ta vẫn nhất định sẽ dốc lòng dốc sức trợ giúp ngài như trước đã nói trước kia. Có điều, phàm là ngài đã có phụ nữ rồi thì không thể bắt ép ta nữa, thế nào? Nàng đã nghĩ kỹ, Dương Vũ Phong 24 tuổi rồi, nàng cho rằng dựa vào tuổi tác không nhỏ này của hắn, lại đang lúc khí huyết sục sôi. Bảo hắn trong 3 năm không cưới chính phi, không có trắc phi, cũng không nạp thiếp, khả năng này cũng xem gà trống biết đẻ trứng. Đương nhiên, nếu sau 3 năm, hắn thật sự không có, vậy thì nàng theo hắn, cũng xem như là viên mãn. Nếu hắn có thì đến lúc ấy, đôi bên sẽ thành người qua đường, hoặc làm bạn bè, nhưng không dây dưa tình cảm nữa. Nhưng trong 3 năm này, nếu nàng làm lương y của Phủ Huyền Vương, một là có thân phận để tiện hành động, hai là cũng xem như có một nơi để sống yên ổn, ba là cái ô của Huyền Vương gia đủ lớn, ngăn gió che mưa tốt nhất. Tuy nhiên, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, trong lòng nàng, nàng bằng lòng lựa chọn hắn làm chiếc ô che chở, cũng có chút xíu là bởi nàng muốn ở bên hắn. Nàng đã nói xong, nhưng Dương Vũ Phong vẫn im lặng hồi lâu, hắn chỉ nhìn nàng suốt. Ngay khi nàng tưởng hắn sẽ không đồng ý, đang chuẩn bị tìm lý do khác để thuyết phục hắn thì hắn bỗng nhéo má nàng, thản nhiên nói 3 chữ, ra đồng ý, dễ nói chuyện vậy sao? Nếu chẳng phải con thuyền này không giống với tàu Titanic thì Lâm Vãn Thư thật sự muốn phấn khởi níu lấy hắn để làm nên tạo hình kinh điển của Titanic, chúc mừng nàng đã trở thành lương y của Vương Triều Vĩnh Lạc. Nhưng, bổn vương cũng có điều kiện, đại khái là tâm tình đang vui nên Lâm Vãn Thư không chú ý tới ánh mắt có gì đó sai sai của hắn. Chàng nói đi. Nàng nhìn hắn, vừa dứt lời thì tên đó đã cúi xuống chặn miệng nàng, đầu lưỡi theo sát mạnh mẽ cạy mở môi nàng, một nụ hôn đầy tính xâm lược, không hề khách khí, quấn lấy nàng không hề kiêng dè. Hôn đến nghiện rồi hả? Chẳng trách người xưa thường bảo nam nữ yêu nhau, lần trước là nắm tay, lần sau là hôn môi, lần sau nữa là hôn miệng, đến kế tiếp, dù thế nào cũng phải lên giường mới được. Mà đàn ông đều vậy cả, lúc chưa ăn mặn, chưa nếm thử mùi vị thì thôi đi, vẫn cứ đàng hoàng như quân tử. Nhưng lần đầu thì lạ, lần thứ hai thành quen, làm hắn càng lúc càng tự nhiên thoải mái hơn. Vãn Thư, hắn ghì nàng vào ngực, giữ chặt gáy nàng, nâng cằm nàng lên, không cho nàng có cơ hội rụt lại, như thể để chứng minh kỹ thuật hôn của mình tốt dường nào. Hắn hôn đến khi nàng không thở nổi mới buông ra, khàn giọng hỏi, thế nào? Thế nào gì cơ? Lâm Vãn Thư thở hổn hển, ngơ ngác hỏi. Tối qua, chẳng phải nàng nói ra của nàng không biết sao? Tim đập thình thịch, Lâm Vãn Thư lườm hắn, nàng có phần bất lực đối với logic của tên này, điện hạ ngài muốn ta nhắc ngài hay sao hả? Trước đó ngài đang nói về điều kiện, không phải nên tiếp tục chủ đề đó sao? Điều kiện chính là cái đó. Dương Vũ Phong có vẻ thích thú với trò vui này, làm lương y của vương phủ rồi thì cũng không được gây trở ngại cho ra biết chưa? Ánh mắt co lại, cuối cùng Lâm Vãn Thư đã hiểu. À, hóa ra ý của ngài là muốn ta nhận tiền lương của triều đình và làm việc riêng cho ngài. Hiển nhiên, Dương Vũ Phong không hiểu 2 chữ tiền lương. Hắn cau mày, đoán sơ sơ được 8, 9 phần. Hắn híp mắt, vỗ đầu nàng. Ở bên ra, có thể đảm bảo nàng được yên vui. Đầu óc hơi choáng váng, người Lâm Vãn Thư chợt cứng đờ. Đột nhiên nàng cảm giác hình như chuyện gì hắn cũng biết cả. Nếu không, sao lại nói đảm bảo cho nàng yên vui, còn phải cân nhắc sao? Hắn nhéo mà nàng, nói kỹ ra, với điều kiện chọn vợ kén chồng xảo trá của nàng thì ngoại trừ ra ra, phóng tầm mắt khắp thiên hạ còn ai có thể thỏa mãn nàng chứ? Không theo ra, nàng gả được ra ngoài không? Điều kiện chọn vợ kén chồng cái gì?
Đầu óc nàng đặc sệt, nhất thời chưa tỉnh. Trai đẹp, mạnh mẽ, vàng đầy phòng. Khụ, khụ, khụ. Lâm Vãn Thư suýt thì bị sặc chết bởi nước bọt của mình. Nhớ những thứ hồi đó nàng viết linh tinh trên khế nước bán thân, cũng chỉ là để không có vướng mắc tình cảm đối với người đàn ông này. Nói cái gì cũng cảm thấy chẳng sao cả, cũng chẳng coi mình là nữ giới. Nhưng hôm nay khi nghe hắn nói ra những lời viết trên giấy ấy, nàng liền thấy xấu hổ. Đùa thôi mà, không phải thật đâu. Nàng đỏ mặt cười ngượng, nhưng Dương Vũ Phong bỗng sầm mặt. Vãn Thư, đây là cơ hội ra cho nàng. Tim Lâm Vãn Thư đập rộn, nàng im lặng. Nàng ít nhiều cũng hiểu được tính của Dương Vũ Phong. Dù tốt tính đi nữa, hắn cũng vẫn là Diêm Vương mặt lạnh. Xem ra dung túng ban nãy hắn cho nàng đã đủ rồi. Nếu nàng kỳ kèo thêm thì sẽ chỉ được một mất 10. Không phải hắn chỉ muốn hôn thôi sao? Được, dù gì nàng cũng không thiệt. Lâm Vãn Thư mỉm cười. Được, ta đồng ý. Nhưng vẫn phải có điều kiện tiên quyết là ngài phải không có phụ nữ khác mới được. Nếu ngài có phụ nữ khác thì không cho phép chạm vào ta nữa. Ngoài ra, trong giao ước 3 năm, ngài cũng không thể lừa bạc của ta. Bằng không có đánh chết ta thì ta cũng phải làm rõ ngọn ngành với ngài. Sóng mắt Dương Vũ Phong sao động, hắn ôm nàng vào vòng tay. Nàng đúng là đồ yêu tiền hơn mạng. Lâm Vãn Thư hừ hừ, rúc vào ngực hắn. Nhận ra mình thấp đến độ có thể rúc vào nách hắn, nàng không khỏi đần mặt. Nhất là làm một nữ hán tử đã quen, nàng không quen dựa sát đàn ông thế này. Chốc lát, mặt nàng nóng bừng, cảm giác không được thoải mái, hệt có một đàn kiến bò trên người, tê tê ngứa ngứa, hại nàng nói chuyện cũng không có logic. Ta là một cô gái nhà lành đấy, bị chàng bắt nạt như vậy, sau này làm gì còn có chỗ cho ta dung thân nữa. Ngoài trừ bạc ra thì còn được gì nào, nếu cuối cùng ngay cả bạc cũng không có, há chẳng phải lỗ to à. Dương Vũ Phong hờ hững hít mắt nhìn nàng một thoáng, được. Tùy nàng. Lâm Vãn Thư thầm mừng rơn, không ngờ tên này dễ nói chuyện như vậy. Đôi con ngươi đảo vòng, nàng muốn tranh thủ giành lợi ích lớn hơn. Vậy hôn một lần cho 10 lượng, được không? Dương Vũ Phong nhíu mày ngẫm nghĩ, có vẻ khó xử. 10 lượng à, hình như hơi ít. Vừa nghe câu này của hắn, hai mắt Lâm Vãn Thư toàn là vàng, thế chàng nói cho bao nhiêu thì thích hợp. Ngón tay Dương Vũ Phong khẽ vẽ vẽ sau lưng nàng, nhíu mày, vậy thì 10 lượng đi. Tuy nàng chỉ đòi 10 lượng, nhưng bảng giá của gia không thể quá thấp. Thế này nhé, gia niệm tình nàng không có bạc, mỗi lần chỉ thu của nàng 20 lượng, được không? Lâm Vãn Thư đột ngột đẩy hắn ra, nhăn mày, chàng hôn ta mà còn bắt ta trả tiền là sao hả? Dương Vũ Phong làm ra vẻ đương nhiên, vỗ mặt nàng. Hắn bình thản ôm nàng, xoay đầu nàng qua, hai người cùng đối diện với nước sông cuồn cuộn bên dưới, tốt bụng giải thích với vẻ gợi đòn, nàng xem, so sánh nàng với gia, ai đáng tiền hơn? Ra hôn nàng một cái, cho nàng 10 lượng. Nàng hôn ra một cái, cho ra 20 lượng. Nói cách khác, mỗi lần hôn thì nàng chỉ cần bù ra 10 lượng còn gì. Lợi nhỉ, lợi cái rắm ấy. Dương Vũ Phong, chàng nghèo đến phát điên rồi hả? Lâm Vãn Thư ra sức dãy giụa trong vòng tay hắn, vừa đấm vừa nện, cảm giác chẳng khác gì một võ lâm cao thủ lần đầu tiên xông pha giang hồ. Còn chưa đánh được ai, nháy mắt đã bị người ta phế bỏ nội lực, quả là không còn lời để nói. Nàng vừa mắng vừa đánh, hít vào mấy ngụm gió lạnh, liền bắt đầu ho. Khụ, khụ, chàng khốn kiếp. Dương Vũ Phong tốt bụng dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ lưng nàng. Được rồi, không nghịch nữa, ai thích nghịch. Khụ khụ, tức chết ta rồi, Vãn Thư. Hắn khẽ thở dài, giọng điệu chợt nghiêm túc. Lâm Vãn Thư thở phì phò, trợn mắt nhìn hắn. Chuyện gì, tuyệt đối đừng nhắc chuyện bạc với ta. Dương Vũ Phong nhìn nàng. Lòng bàn tay vốn đặt sau lưng nàng từ từ di chuyển về trước, phủ lên bụng dưới của nàng, biếng nhác hỏi, giao hẹn 3 năm cũng được, nhưng tiểu tổ tông trong bụng nàng làm sao bây giờ? Tiểu tổ tông trong bụng làm sao bây giờ? Chuyện thành ra như bây giờ là do Lâm Vãn Thư nhất thời muốn lừa Thanh Trúc nên cũng không ngờ tới. Nàng chỉ lanh mồm lanh miệng mà thôi, nhưng giờ đây càng nói sẽ càng sai, dù nàng muốn phủ nhận cũng không thể bỏ qua mặt mũi của Huyền Vương Điện Hạ được. Phải biết rằng, Vãn Thư ăn nói lung tung, nhưng khi đó Dương Vũ Phong cũng chấp nhận việc này, là một vương gia, hắn không thể nói bừa được, cái thai sao có thể nói có là có, nói không là không. Dù thế nào thì cũng phải có lý do chặn miệng người khác. Lâm Vãn Thư đau đầu. Không phải đau đầu việc xử lý cái bụng, mà là Dương Vũ Phong cho nàng hai lựa chọn. Thứ nhất, hai người tạm thời phải tạo ra một đứa. Theo ý nàng thì cách này đầu tư nhiều, độ nguy hiểm cao, lãi không có, mà cả thể xác và tinh thần đều rơi vào tay giặc, không thể làm. Thứ hai, hắn có cách chặn miệng mọi người, nhưng cách xử lý này sẽ ảnh hưởng đến uy phong Huyền Vương gia của hắn, nàng cần phải báo đáp mới được.
hơn nữa cái báo đáp cần phải thật chất lượng. Nàng biết, hôm nay Dương Đê tiện nói về vấn đề báo đáp, hoặc là bạc hoặc thân thể, nhưng cả hai cái nàng đều không muốn. Làm sao bây giờ? Từ chỗ Dương Vũ Phong đi ra, nàng còn đang suy nghĩ. Có con đường thứ ba không? Ngã sảy thai, cũng được mà nhỉ? Nàng gõ đầu, Dương Vũ Phong là vương gia đen tối thuộc giai cấp thống trị phong kiến, rất khó để lừa hắn. Hắn đã không cho nàng con đường thứ ba mà nàng còn chọn nó thì cái giá phải trả là rất lớn. Không được, phải suy nghĩ kỹ hơn. Muội đã về rồi. Trịnh Ngọc Mẫn thấy nàng đẩy cửa đi vào, giọng nói hờ hững, còn mang chút không vui. Biểu tỷ, tỷ không đi chơi với Mai Liên sao? Lâm Vãn Thư cảm giác được ánh mắt chăm chú của nàng ta, khuôn mặt nóng lên. Trước kia nàng không nói với Trịnh Ngọc Mẫn chuyện giữa nàng và Dương Vũ Phong, vì chủ yếu nàng cảm thấy mình và Dương Vũ Phong chẳng có chuyện gì. Nhưng rõ ràng giờ đây lại có chút vấn đề, nàng bị Trịnh Ngọc Mẫn nhìn như vậy cũng thấy lúng túng. Vãn Thư, muội muốn lợi dụng hắn à? Trịnh Ngọc Mẫn hỏi thật, nhưng lại làm Lâm Vãn Thư sững sờ. Ngay từ đầu nàng không hề có tâm tư đó. Nàng từng nghĩ mượn sức Dương Vũ Phong thì mới có thể phá vỡ được chiếc thuyền lớn kia. Nhưng thực ra những gì nàng làm lại không hoàn toàn là lợi dụng, mà Dương Vũ Phong cũng không phải người nàng có thể lợi dụng được. Nàng ngồi xuống uống trà lạnh, cơn tức giảm đi mới tỉnh táo lại nhìn Trịnh Ngọc Mẫn, từ từ mở miệng, biểu tỷ, không phải lợi dụng, nói nghiêm chỉnh thì muội và hắn là hợp tác. Hợp tác, muội nói cho hắn biết chuyện của chúng ta, hay là hắn biết thân phận của muội? Trong lòng Lâm Vãn Thư nghĩ hẳn Dương Vũ Phong đã biết được gì đó, nhưng thấy Trịnh Ngọc Mẫn khẩn trương xanh lét mặt mày, rõ là sợ Dương Vũ Phong, nàng đành phải lắc đầu. Tỷ yên tâm, muội có chừng mực. Trịnh Ngọc Mẫn nghe vậy thở phào, vậy thì tốt rồi. Nói xong, nàng ta lại nhìn khuôn mặt hồng hồng của Lâm Vãn Thư, không biết nghĩ sao lại thở dài nặng nề. Vãn Thư, thập cửu điện hạ nổi tiếng lạnh lùng xa cách, không dễ chọc, người trong kinh đều sợ hắn, tỷ sợ muội sẽ chịu thiệt. Không dễ chọc ư? Biểu tỷ, tỷ có quen hắn không? Trịnh Ngọc Mẫn lắc đầu, tuy nương ta là trưởng nữ của bệ hạ, hắn là con nhỏ nhất, nhưng có lẽ tuổi cách quá xa nên quan hệ giữa hắn và nương ta không thân thiết, cũng không có nhiều quan hệ, không giống như tỷ đệ nhà thường dân. Kỳ lạ là, Lâm Vãn Thư lại cảm thấy có hứng thú với chuyện của Dương Vũ Phong. Vậy hắn thân thiết với ai? Hắn không quan tâm hay thân thiết với ai cả. Mấy năm trước, khi A Mộc Nhĩ còn chưa gả vào Đông Cung làm kế thái tử phi, hắn và thái tử cũng rất thân thiết, nhưng sau đó cũng phai nhạt dần. Cái tên A Mộc Nhĩ lại rơi vào tai Lâm Vãn Thư lần nữa, mắt nàng lóe lên, không biết phải hỏi tiếp thế nào nữa. Mà Trịnh Ngọc Mẫn phát hiện ra vẻ không vui của nàng, ánh mắt hờ hững, chắc hẳn muội cũng hiểu được đúng không? Tỷ nghe nương kể, trước kia thập cửu thúc và A Mộc Nhĩ được công nhận là một đôi. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, nhân duyên khó đoán, người có tình lại không thành. Người có tình, Trịnh Ngọc Mẫn tùy ý nói, nhưng Lâm Vãn Thư lại không thoải mái. Sao tỷ biết bọn họ có tình? Tỷ thấy được à? Trịnh Ngọc Mẫn không ngờ nàng lại hỏi thế, thoáng sừng sốt, nhìn vẻ mặt nàng như bị cướp thứ mình thích. Sao còn không rõ tâm tư của nàng? Đương nhiên là tỷ không tận mắt nhìn thấy, nhưng đó là chuyện mà hoàng thân quốc thích trong kinh thành đều biết. Biểu muội, hai ngày nay ở bên, ta thấy muội cũng không phải là nữ tử biết khoan dung, tính tình thế sau này sẽ phải chịu thiệt nhiều. Xưa nay đàn ông năm thê tứ thiếp, đại gia đình bình thường còn như thế, nói chi đến thập cửu điện hạ là hoàng tử. Nếu muội không thể tiếp nhận chuyện sớm muộn gì cũng phải chung chồng với người ta thì ta khuyên muội nên cắt đứt những suy nghĩ kia càng sớm càng tốt. Lại bị giáo dục rồi, lần này không phải Thanh Trúc mà là Trịnh Ngọc Mẫn. Hai người đều nói hiển nhiên như vậy, nhưng Lâm Vãn Thư lại nghe thấy một chữ cũng trong đó. Biểu tỷ, chẳng lẽ tỷ cũng cho rằng nữ giới nên ngang hàng với đàn ông? Trịnh Ngọc Mẫn tự giễu cười, vẻ mặt lạnh lùng, tỷ đâu dám nghĩ thế, nhưng con người tỷ hay đố kỵ lại không hiền lành. Tự cao cho rằng không thể chung chồng với nữ tử khác, nên cuộc đời tỷ thế này cũng được rồi. Ai nói nữ tử phải lập gia đình hầu hạ chồng? Ai nói một người thì không thể sống được? Biểu tỷ, muội hâm mộ tỷ quá. Lâm Vãn Thư không nói để nịnh nọt lung tung. Trong xã hội hiện đại, con gái có suy nghĩ như thế là bình thường, nhưng trong xã hội phong kiến, người có thể suy nghĩ vượt thời đại như Trịnh Ngọc Mẫn rất khó tìm. Không dựa vào nam nhân, chỉ dựa vào chính mình, suy nghĩ này rất hiếm thấy. Nàng như tìm được đồng minh, lại hớp một ngụm trà lạnh, cười tủm tỉm, vỗ vai Trịnh Ngọc Mẫn. Phụ nữ nên như thế, chỉ có bàn chải đánh răng và đàn ông là không thể dùng chung. Bàn chải đánh răng. Trịnh Ngọc Mẫn khó hiểu nhìn nàng, Lâm Vãn Thư thấy bản thân vừa dùng từ hiện đại, cười hì hì định đánh trống lảng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nàng nói mời vào, trong tiếng cười ha ha hi hi, hai vị cô nương cùng đi vào.
Bóng người thướt tha thon gầy chính là Cố Mai Liên ở ngoài xem cảnh sông nước, cô nương mập mạp chính là Mai Thảo. Vãn Thư, Mai Thảo nhớ tỷ lắm. Đã lâu không gặp Mai Thảo, Lâm Vãn Thư cũng rất vui. Bốn người đều là tiểu cô nương mười mấy tuổi, ngồi vây quanh chiếc bàn vuông, nói về chuyện thường ngày. Ngoài chị Ngọc Mẫn thì ai cũng lộ vẻ vui mừng. Mai Thảo càng là một người nói nhiều, tám nhà mãi mới nhớ đến việc chính, vội vàng lấy hai thứ ra khỏi hộp cơm. Vãn Thư, Gia Bảo đưa tới cho tỷ. Cái gì vậy? Lâm Vãn Thư thuận miệng hỏi. Cái này hình như tên là tàu phớ, Gia nói cho tỷ ăn đỡ thèm. Một chén sứ men xanh đặt lên mặt bàn, đậu non trắng mịn, còn có hơi nóng bay lên, bên trên còn trắng một lớp đường đỏ, dính dính trơn trơn, mềm mà dẻo, nhìn thôi cũng khiến người ta thèm. Tốt quá, lâu rồi không được ăn. Nàng nói lâu, thật đúng là lâu lắm rồi, như cách mấy trăm năm vậy. Đêm đó trên bờ sông Thanh Thủy, nàng từng nói với Dương Vũ Phong về món tàu phớ hồi nhỏ thích ăn. Những người bán rong gánh hàng đi qua những con phố, là món ăn rất tiện lợi, lại rẻ, vị ngọt nhẹ, cho vào miệng là tan. Lâm Vãn Thư rất thèm món đó, nói đến là chảy nước miếng, nhưng nàng tới đây lại không có ai bán, không ngờ Dương Vũ Phong lại cho người làm. Nếm thử một miếng, rất ngọt, trái tim nàng bỗng đập nhanh hơn. Dù hắn cứ bắt nạt nàng nhưng lại đối xử với nàng không tệ. Những chuyện trước kia nghĩ không thông, hai ngày nay nàng cũng đã hiểu. Lúc còn ở huyện Bích Thủy, nàng bị giam vào phòng chứa củi, Mai Thảo đưa thanh năng thư được hắn dịch và chú thích tới cho nàng. Đặng Tiểu Công ra cho nàng bạc, cũng bằng số tiền hắn lừa nàng. Những điều này cũng chỉ là diệu kế để hắn thả nàng đi mà thôi. Một hộp bánh hoa hồng, đền bằng một chén tàu phớ. Được rồi, nàng tha thứ cho hắn. Mai Thảo thấy nàng ăn vui vẻ thì cũng rất vui. Sau đó lại lấy một món điểm tâm ngọt ra. Vãn Thư, đây là một bát tổ yến dưới mật. Là Gia dặn dò riêng cho nhà bếp làm. Đây chính là cống phẩm huyết yến khó tìm. Gia nói mấy ngày trước tỷ bị dọa sợ. Huyết yến có tính ấm, nuôi âm, dưỡng nhan, là thánh phẩm dưỡng thai, rất thích hợp cho tỷ dùng. Phụt, bốn chữ thánh phẩm dưỡng thai lọt vào tai, Lâm Vãn Thư suýt phun miếng tàu phớ ra. Nuốt mãi mới hết, nàng lau miệng, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng mặt như nhúng nước sôi, đỏ cả lên. Dưỡng thai, chị Ngọc Mẫn giật nảy người, thất thanh hỏi. Mà Cố Mai Liên cũng ôm miệng, dáng vẻ không thể ngờ tới. Vãn Thư, huynh, sao lại có em bé được? Ăn cơm trước cảnh ở thời đại này khó được thông cảm như ở hiện đại, có thể mang đi dìm lồng heo luôn được ấy chứ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng không chỉ chưa gả, mà còn không có danh phận nữa. Lúc này đồng thời nhận lấy những ánh mắt dò hỏi, Lâm Vãn Thư sặc ho khụ khụ, mà Mai Thảo lại sớm nhận định nàng là thị thiếp của Gia, không thấy lạ lùng gì, vỗ lưng nàng, khuôn mặt toát lên sự khó hiểu. Mọi người làm gì vậy? Ánh mắt đó là sao? Trong bụng Vãn Thư chính là con của Gia, điều này cực kỳ may mắn. Khụ khụ khụ, Lâm Vãn Thư càng ho mạnh hơn. Vãn Thư, tỷ làm sao vậy? Mai Thảo càng khó hiểu. Không sao, bị sặc. Khụ khụ, nàng thuận miệng nói bừa, làm sao không hiểu được chứ? Thánh phẩm dưỡng thai gì đấy, là do người nào đó muốn nói cho nàng biết, không thể tùy tiện nghĩ đến việc ngã sinh non. Đây chính là con của hắn, tuyệt đối không được xảy, còn phải nuôi. Xem ra Dương Đê Tiện muốn bức nàng chịu thua bằng được. Nàng nghĩ là thấy đau đầu, lại càng không chịu được ánh mắt như dao găm của Trịnh Ngọc Mẫn. Chuyện đó, các vị mỹ nữ à, ta đi ra ngoài, cụ, à còn tổ yến thì chờ tí nữa ăn cũng được, đây là đồ tốt, có lợi cho sự phát dục của ta, tăng cường khả năng miễn dịch, làm đẹp da, giúp phục hồi sức khỏe sau ốm. Đúng rồi, Mai Thảo, nói với chủ tử của muội, cống phẩm huyết yến này mỗi ngày đều cần một bát, chưa đến 3 năm, ta nhất định có thể thành một mỹ nhân. Càng khẩn trương thì càng nói nhiều, đây đúng là tật xấu của nàng. Nàng nói xong thì vội vàng chạy mất. Vì hôm nay đi thuyền nên tất cả đều được giản lược, ngoài khu vực Huyền Vương gia ở không cho phép người ngoài ra vào thì những nơi khác có thể đi lại thoải mái. Trước bữa tối, Lâm Vãn Thư vì trốn bị Trịnh Ngọc Mẫn và Cố Mai Liên truy hỏi nên đi khắp nơi, tiện đà thưởng thức tiếng vượn kêu quanh hai bờ sông núi Vạn Trọng. Kết quả là vẫn không thể không trở về khoang thuyền, rồi nhận lấy ánh mắt nhìn chằm chằm của Trịnh Ngọc Mẫn. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Trịnh Ngọc Mẫn hỏi. Tàu phớ, hay là tổ yến? Lâm Vãn Thư cười tủm tỉm. Trịnh Ngọc Mẫn mới 18 tuổi nhưng rất có phong cách đại tỷ. Nàng ta liếc qua bụng nàng, tỷ nói cái bụng của muội, cái bụng của muội. Lâm Vãn Thư biết không tránh nổi, thở dài, à, tỷ nói chuyện muội mang thai hả? Phải, Trịnh Ngọc Mẫn tức giận khi thấy nàng thoải mái như thế, việc này khó nói hết trong một lời. Lâm Vãn Thư gật đầu, chỉ miệng mình, muội nói là dùng miệng mang thai,
dùng miệng. Trịnh Ngọc Mẫn nhìn nàng, tự hỏi, sau đó khuôn mặt tái nhợt bỗng từ từ đỏ lên, muội, sao muội lại hồ đồ như thế? Ủa, nàng ta đỏ mặt làm chi? Lâm Vãn Thư khó hiểu, nghiêng đầu nhìn vào ánh mắt tránh né của Trịnh Ngọc Mẫn thì hiểu ra, mặt nàng cũng dần dần đỏ lên, hai gò má nóng bừng. Khụ, hình như biểu tỷ của nàng hiểu lầm rồi thì phải. Bằng miệng sao có thể mang thai được chứ? Kiến thức sinh lý của người cổ đại kém quá. Nàng ôm mặt, đành nói thật, biểu tỷ, không như tỷ nghĩ đâu, thật ra muội không dùng miệng. Á, không phải, muội và hắn không? Lâm Vân Sở. Trịnh Ngọc Mẫn gấp đến mức gọi thẳng tên thật của nàng, đỏ mặt, ánh mắt như dao phóng tới, vừa lo lắng lại vừa cảm khái, hai ta dù cha mẹ đã mất, nhưng chúng ta cũng là cô nương trong sạch, làm sao muội có thể đưa bản thân cho hắn mà không có tam môi lục xính? Muội vốn là vị hôn thê của Dương Minh Kha, thập cửu điện hạ không thể cưới hỏi muội đàng hoàng được, thậm chí là một danh phận đứng đắn cũng không thể cho. Muội đó, nhìn thì khôn khéo mà sao lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy? Lâm Vãn Thư bị lời nói đau đớn tuyệt vọng của nàng ta làm cho sừng sốt, nghẹn lời, nhất thời không thể phản bác ngay được. Trịnh Ngọc Mẫn nhìn nét mặt của nàng, có lẽ sợ nói nặng lời khiến nàng bị tổn thương, nên đành thở dài. Muội là cô nương biết chừng mực, là hắn ép muội sao? Lâm Vãn Thư tức giận trừng Trịnh Ngọc Mẫn, biểu tỷ, tỷ đánh giá muội thấp quá, hắn sao có thể ép muội được? Cũng đúng, vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Lâm Vãn Thư bị ánh mắt hoài nghi kia nhìn cũng sắp khóc. Vì sao cả thế giới đều thấy nàng và Dương Vũ Phong bên nhau thì người thiệt là Dương Vũ Phong vậy? Biểu tỷ à, muội và hắn hoàn toàn không có gì hết, muội cũng không mang thai. Câu vừa nãy của muội ý là muội nói ra bằng miệng, chứ không phải dùng miệng để mang thai. Tỷ nghĩ đi đâu thế hả? Này, suy nghĩ của tỷ xấu quá. Trịnh Ngọc Mẫn bị nàng nói như vậy thì mặt càng đỏ hơn. Nàng ta nghe hết đầu đuôi câu chuyện thì lẳng lặng nhìn Lâm Vãn Thư, than thở không ngớt. Vãn Thư, muội và hắn không thể được, phải nhớ rõ thân phận của muội. Muội biết, biểu tỷ. Tối hôm đó, Lâm Vãn Thư ngủ không ngon. Bởi vì trên thuyền ít phòng, nên nàng và Trịnh Ngọc Mẫn, Cố Mai Liên chen chúc trong một căn phòng nhỏ. Nghe tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền, nàng nghĩ chiếc thuyền này vĩnh viễn đừng tới Phù Ứng Thiên thì tốt biết mấy. Nàng không muốn phải đối mặt với những người kia. Trên thuyền, Dương Vũ Phong chính là lão đại, không ai dám nói hai lời, nếu cứ mãi như thế thì tốt biết bao. Nếu quay về kinh, tất cả mọi thứ sẽ phức tạp hơn nhiều. Nàng cũng giống như Trịnh Ngọc Mẫn, có một giới hạn không thể phá vỡ được. Nàng không thể vì Dương Vũ Phong mà chấp nhận chung chồng với những cô gái khác, mà hắn cũng không thể vì nàng mà phá vỡ truyền thống này. Hơn nữa, dù hắn đồng ý thì lão hoàng đế hay cống phi nương nương trong cung cũng sẽ không đồng ý, sớm muộn gì cũng sẽ làm thịt nàng. Từ xưa đến nay, những cuộc hôn nhân không được chúc phúc thì chẳng được mấy cuộc tốt đẹp. Lâm Vãn Thư tỉnh lại, còn chưa nghĩ ra nên trả lời Dương Vũ Phong thế nào, bằng cách nào có thể sảy thai thì thuyền đã dừng lại ở một bến tàu, có lẽ là cần tiếp lương thực. Nàng nhìn ra ngoài qua cửa sổ, người trên bến tàu đủ các lứa tuổi. Các ngư dân xung quanh đều tránh ra khi nhìn thấy lá cờ của Huyền Vương Điện Hạ cắm trên tàu, mọi người đều quỳ rạp xuống. Cảm giác này khiến Lâm Vãn Thư bỗng thấy mơ hồ. Năng lực thích ứng của nàng rất mạnh, cũng đã quen nhìn thấy những người khác quỳ lạy hắn. Nhưng ít khi nàng quỳ, và không quen quỳ lạy người khác. Mỗi lần thấy hình ảnh quỳ lạy nhiều như thế thì trong lòng nàng có cảm xúc gì đó khó nói, cảm thấy giữa nàng và hắn là khoảng cách một trời một vực. Vãn Thư, ra tìm tỷ. Lúc Mai Thảo đi vào thì nàng còn đang ngẩn người làm ổ trên giường. Nàng không chậm trễ nữa, vội vàng đứng lên rửa mặt mặc quần áo rồi đi theo Mai Thảo. Trên đường hỏi thăm thì Mai Thảo nói sơ qua rằng sáng sớm nay ra nhận được bái thiếp, có mấy quan viên ở Ba Châu về kinh thành báo cáo công tác, đuổi theo cả tối qua mới kịp thuyền của gia, hôm nay nhất định muốn lên thuyền bái kiến gia nên gọi nàng qua. Có người đến bái kiến hắn, nàng tới làm gì? Gió sông thổi vù vù. Nàng còn chưa đến phòng thì đã thấy Dương Vũ Phong đi ra ngoài, theo sau là Lý Tiểu Phúc và Thanh Trúc. Hai người kia cũng chỉ cúi thấp đầu, cung kính mà cẩn thận. Chỉ có vị chủ tử kia cao ngạo lạnh lùng ung dung, ánh mắt trong veo mà lạnh lẽo vô tình. Tay áo phất phơ theo gió, cả người được ánh sáng phản chiếu từ mặt sông phụ trợ, càng toát lên phong thái cao quý. Người ta nói quyền thế là phụ kiện nâng sức hấp dẫn của đàn ông lên. Nhìn qua thôi, Lâm Vãn Thư đã hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Dương Vũ Phong đúng là một người đàn ông hấp dẫn. Gió trên sông thổi mạnh, có thai thì đừng đứng nơi đầu gió. Dương Vũ Phong thấy nàng thì dừng bước, bất nghiêm nghị hơn, duỗi tay về phía nàng. Lâm Vãn Thư rất muốn lườm hắn. Tiếc là trước mặt Thanh Trúc, nghĩ đến những gì mình nói hôm qua, nàng buộc phải nuốt ngụm máu xuống, giả vờ che bụng,
đặt tay vào tay hắn, hệt như một con hồ ly tinh được cưng chiều. Chẳng hay ra gọi Vãn Thư tới có chuyện gì dặn dò. Dương Vũ Phong cúi đầu nhìn nàng, không trả lời ngay. Nhưng trong chớp mắt này, Lâm Vãn Thư vẫn nhạy cảm trông thấy một chút chần chừ trong đáy mắt hắn. Gặp một người, nàng khẽ à rồi không hỏi nữa, dù là gặp ai thì cũng không trốn được. Dương Vũ Phong đã bảo nàng đi gặp thì nàng cứ đi gặp là được. Hắn đã không ngại thì sao nàng phải để ý nhiều. Chiếc thuyền này thật sự rất to. Vào khoang ăn thì các thị tỳ đã nhanh nhẹn bày đồ ăn lên bàn. Có mấy người mặc quan phục vĩnh lạc ngồi chờ bên trong, vừa thấy Dương Vũ Phong đã cung kính bái lễ. Đôi bên giả là khách sáo mấy câu rồi mới ngồi xuống. Chợt, một người trẻ giật mình nhìn Lâm Vãn Thư đứng bên người Dương Vũ Phong. Quả nhiên là người quen, Lâm Vãn Thư thầm than. Chàng trai kia chỉ khoảng 20 mấy tuổi, dáng người cao gầy, mày rậm mắt to, dù không quá đẹp trai như Dương Vũ Phong thì ngũ quan cũng có vẻ tiêu sái của công tử quyền quý. Lâm Vãn Thư thản nhiên nhìn hắn, khóe môi khẽ cong, không nói gì. Còn ánh mắt hắn thì chuyển từ nghi ngờ đến giật mình, nhưng chỉ thoáng qua đã bình thường lại, nói lời khách sáo, quay mặt đi. Hành lễ đầy đủ theo cấp bậc lễ nghĩa với Dương Vũ Phong rồi cười nói, điện hạ, lần này vội vàng nên Tử Tô chỉ chuẩn bị chút lễ mọn, mong điện hạ chớ trách. Tử Tô khách sáo rồi, bổn vương không dám nhận, như thế không hợp lễ nghĩa. Cũng không phải thứ gì hay, chỉ là chút đặc sản của phủ Ba Châu. Lần này Tử Tô phụng mệnh bệ hạ đến đất Thục mở đường để xây cầu tránh hiểm họa, thật sự không thể rút thời gian để đi mua đồ. Mấy ngày trước nghe nói thuyền của điện hạ đi từ huyện Ba vào kinh nên mới đuổi theo, mong rằng điện hạ vui lòng nhận cho. Dương Vũ Phong không kiên trì nữa, gật đầu, ý bảo Lý Tiểu Phúc nhận lấy những đặc sản kia. Rồi đột nhiên lại cúi đầu xuống nhìn thoáng qua Lâm Vãn Thư với vẻ mặt lạnh nhạt, giới thiệu, Vãn Thư, vị này chính là tiểu công gia Lâm Thường của phủ Ngụy Quốc Công. Ngươi thay bổn vương mời rót hắn một chén rượu. Vâng, ta. Với xưng hô buồn nôn thế này, Lâm Vãn Thư chỉ nhướng mày, coi như không có gì mà vẫn đứng dậy rót rượu như thường, nhưng lại khiến tên Lâm Thường kia mù mờ. Vừa rồi hắn ta nhìn thấy Lâm Vãn Thư thì có giật mình và nghi ngờ, nhưng nhìn dáng vẻ hai người này thản nhiên như thế lại khiến hắn ta không dám chắc rằng nàng có phải Lâm Vân Sở không. May là trong đầu có suy nghĩ thế nào thì hắn ta cũng không tỏ ra quá mức, còn chủ động đứng dậy chắp tay thi lễ, cười nói, không dám, không dám, điện hạ có lễ rồi. Nhưng mà, vị tiểu công tử này trông thật lạ mặt, hắn là người bổn vương mới thu nhận, là. Dương Vũ Phong thản nhiên liếc nhìn nàng, một tay vỗ nhẹ lên tay nắm bầu rượu của nàng. Vào lúc Lâm Thường lộ vẻ xấu hổ và tim Lâm Vãn Thư đập nhanh, hắn lại không nói hai chữ thị thiếp mà bình tĩnh nói. Quan Lương Y, Lâm Vãn Thư khẽ thở vào một hơi, rất muốn bóp chết hắn. Trong lúc nghiêm túc thế này mà hắn còn cố ý nhử nàng vậy nữa. Lâm Vãn Thư ho nhẹ một tiếng, thấy Lâm Thường nhìn nàng chằm chằm thì mím môi, học đàn ông ôm quyền thi lễ. Không biết vị tiểu công gia này nhìn ta làm gì. Tiểu công gia Ngọc Thụ Lâm Phong, còn ta lại là người xấu xí, chỉ e sẽ làm bẩn đôi mắt quý nhân của ngài. Kính xin tiểu công gia đại nhân đại lượng thu lại ánh mắt quý giá của ngài, đừng khiến gia nhà ta hiểu lầm. Lâm Thường bị nàng nói thế thì xấu hổ. Xin lỗi, Tử Tô thất lễ. Không biết tôn tính đại danh của công tử là. Người của gia nhà ta là người mà ngài có thể tùy tiện hỏi họ tên vậy sao? Lâm Vãn Thư nhướng mày, không có chút khách khí nào với người của phủ Ngụy Quốc Công. Nhưng nàng có nói chuyện cay nghiệt cỡ nào câu nấy cũng đều nịnh Dương Vũ Phong. Hơn nữa lúc nói còn thong dong vui vẻ, khiến Lâm Thường làm thế này không được, thế kia cũng chẳng xong, chỉ ngẩn người sượng mặt. Bầu không khí trở nên hơi xấu hổ. Trong bữa tiệc, không một ai lên tiếng. Lặng yên một lát, tới khi Lâm Thường đỏ mặt đến tận mang tai, Dương Vũ Phong mới thản nhiên nhìn mấy vị quan viên lúng túng ngồi đó, bình tĩnh nói, quan lương y của bổn vương biết y thuật, giỏi mưu lược, tinh thông binh gia, với bổn vương tâm đầu ý hợp, nên bình thường không có cấp bậc lễ nghĩa, chư vị đại nhân đừng chấp nhặt với hắn. Thế nào là không biết xấu hổ? Lâm Vãn Thư coi như đã biết được điều này từ Dương Vũ Phong. Nàng cười cười xấu hổ, không nói gì nữa, chỉ ngồi về chỗ. Còn mấy người trên bàn tiệc lại lập tức thở phào một hơi, ai nấy cũng đều ca ngợi nàng. Vẻ xấu hổ trên mặt Lâm Thường đã bớt, cũng chỉ có thể thuận theo bước xuống bậc thang, thì ra vị tiểu tiên sinh này lại giỏi như thế. Nếu có cơ hội thì còn phải nhờ tiểu tiên sinh chỉ giáo Tử Tô một chút. Lâm Vãn Thư cười tủm tỉm, vẻ mặt ngây thơ nói, tiểu công gia quá khen, chỉ sợ ta không chỉ giáo ngài được. Với tư chất của ngài, vừa nhìn đã biết là người ngu dốt, học y không được, binh gia mưu lược càng cần người thông minh, không tương xứng với ngài. Nếu là loại ăn chơi nhậu nhẹt, chơi gái, bài bạc, ta thấy ngài có thể đấy. Nụ cười của Lâm Thường cứng ngắc trên mặt.
Những người như bọn họ đã bao giờ gặp người không hiểu cập bậc lễ nghĩa như thế chứ? Người ta khách sáo với nàng mấy câu, nàng lại không khách sáo mà thọc đao vào lòng người ta, đúng là khiến người ta oán hận. Nhưng nàng lại là người của Dương Vũ Phong, dù trong lòng hắn ta có lửa thì cũng không làm gì được. Vãn Thư, Dương Vũ Phong nhíu mày, nói từ từ, không được làm càn trước mặt tiểu công gia. Vâng, chủ tử, Vãn Thư biết sai rồi. Lâm Vãn Thư vâng lời đáp lại, nhìn Lâm Thường bị nghẹn trắng mặt, trong lòng nàng cũng hết giận. Nàng sao không hiểu được dụng ý của Dương Vũ Phong chứ, không phải là muốn diễn trò một người tốt một kẻ xấu sao? Ngẫm lại hắn tốt như vậy, nàng cứ dứt khoát nịnh nọt thôi. Không để ý đến người ngoài, Lâm Vãn Thư đứng lên, cẩn thận bóp vai cho hắn, dáng vẻ như một cô gái dịu dàng, đâu giống thằng nhóc nhanh mồm nhanh miệng vừa rồi. Ra, xương cốt ngài có đỡ hơn chút nào không? Khóe môi Dương Vũ Phong run lên, đè bàn tay nàng đặt trên vai, dắt nàng ngồi xuống, không phải ban nãy nói đói bụng sao? Mau ngồi xuống ăn đi, mấy vị đại nhân đều là người thoải mái, sẽ không so đo với ngươi, ngươi không cần phải như thế. Lâm Vãn Thư à một tiếng, ngồi xuống như là xấu hổ. Kể từ đó, những người vốn so đo cũng không tiện so đo được nữa. Một đám người lại thoải mái chè chén, một câu lại một câu nịnh hót Dương Vũ Phong. Nhưng mà trải qua một phen như vậy, nghi ngờ trong lòng Lâm Thường cũng rơi xuống vì sự thoải mái của Dương Vũ Phong và nàng. Trải qua 2 năm, Lâm Vân Sở vốn đang ở tuổi lớn, đương nhiên sẽ hơi khác so với Lâm Vãn Thư bây giờ. Đặc biệt là nàng còn cố ý trang điểm và thay đồ nam. Nếu không thì chị Ngọc Mẫn đã chẳng thử nhiều lần, cho đến khi nhìn thấy gương gỗ đào mới dám nhận làm người quen. Ngoài ra, theo chế độ quan chức của Vĩnh Lạc, quan lương y trong vương phủ phải do Thái Y Viện đề cử, do lại bộ tuyển chọn, cuối cùng phải do Hoàng đế ngự bút phê duyệt mới có thể chính thức nhậm chức. Nếu Vãn Thư đã là quan lương y của phủ Huyền Vương, ngay cả đương kim bệ hạ cũng không nghi ngờ thì hắn ta sao phải hoài nghi. Chỉ là một thiếu niên nhìn giống Lâm Vân Sở mà thôi. Lâm Thường nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng cũng thả lỏng. Tất cả mọi người thoải mái thì không khí trên bàn cơm cũng tốt hơn. Khách và chủ đều vui mừng, chuyện trò vui vẻ thích ý. Chỉ là khi Lâm Vãn Thư nhìn thấy Lâm Thường không còn lúng túng nữa thì đã hiểu ra rồi. Trong đạo dùng binh, tên Dương Vũ Phong này đã đạt tới cảnh giới cao nhất, quỷ đạo. Thật thật giả giả, giả giả thật thật để lừa gạt mọi người, hắn đúng là giỏi làm bộ. Xem ra Dương Vũ Phong đúng là đã nghi ngờ nàng là thất tiểu thư của phủ Ngụy Quốc Công rồi. Nhưng cuối cùng thì hắn có tin hay không, thậm chí lần này có phải là hắn muốn thử hay không cũng không chắc. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn đã quyết định đưa nàng về kinh rồi thì sớm muốn gì tướng mạo của nàng cũng sẽ khiến người khác nghi ngờ nói ra nói vào. Hắn hoặc là không làm, nếu đã làm thì làm cho chót. Hắn dứt khoát đưa nàng tới gặp Lâm Thường, đẩy mọi chuyện ra trước mắt mọi người. Một chiêu này của hắn đúng thật là to gan. Gọi là thay mận đổi đào cũng được, hay treo đầu dê bán thịt chó cũng thế, nói ngắn gọn là cho nàng một thân phận chính thức. Vãn Thư, bên ngoài truyền đến một tiếng thét chói tai, cắt ngang tiếng nâng ly cạn chén bên trong. Sắc mặt Dương Vũ Phong trầm xuống, Lý Tiểu Phúc nhìn sắc mặt hắn, vội vàng ra ngoài hô một tiếng. Là ai không có mắt vậy? Không thấy điện hạ và các vị đại nhân đang uống rượu bên trong sao? Còn không mau đuổi đi, Tiểu Phúc công công, chờ một chút. Lâm Vãn Thư nghe được đó là giọng nức nở của Cố Mai Liên, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Nàng khẩn trương nhìn Dương Vũ Phong, thỉnh cầu, ra, nàng ấy là bạn ta, sợ là có chuyện gì tìm ta. Để nàng ta vào, Dương Vũ Phong trầm giọng nói. Khi Lý Tiểu Phúc đáp lời, cánh cửa nhỏ bị đẩy ra, Cố Mai Liên kinh hoàng lao vào tới, vịn cánh cửa nhỏ, còn chưa nói gì thì nước mắt đã rơi lã chã. Vãn Thư, giúp muội. Nàng ấy vốn là một mỹ nhân, mặc váy hoa văn như ý ôm lấy ngực, eo nhỏ như thể vừa ôm là đứt, môi đỏ như son, hàng lông mày mảnh khảnh trao vừa đủ, vừa có vẻ nhu nhược đáng thương, lại tư sắc mê người. Mấy người đàn ông cũng sửng sốt nhìn hết vào nàng ấy. Xem ra đàn ông đều thích kiểu xinh đẹp yêu kiều thế này nhỉ. Lâm Vãn Thư nhìn mấy người bọn họ, trong lòng cảm thán, nhìn về phía Cố Mai Liên. Mai Liên, chuyện gì xảy ra vậy? Muội đừng khóc, cứ từ từ mà nói. Ngón tay trắng nõn nắm chặt lấy cửa phòng, Cố Mai Liên kích động đến mức đứng không vững. Vãn Thư, vừa rồi muội không cẩn thận đánh rơi túi tiền nương để lại cho muội xuống nước rồi. Đều tại muội không cẩn thận, hu hu, đều do muội không cẩn thận, nếu không tìm thấy nó thì muội theo nó luôn cho xong. Từng giọt nước mặt đọng trên khuôn mặt trắng nõn, là đàn ông thì ai cũng đau lòng. Điện hạ, Lâm Thường ở Hoàng Thành thường thấy mỹ nhân nhưng cũng phải ngẩn ngơ, quay đầu nhìn về phía Dương Vũ Phong, biện hộ cho nàng ấy, nhìn vị cô nương này lo lắng như thế, hay là dừng thuyền lại một chút. Đúng thế, điện hạ,
lời này của Tử Tô rất đúng, có người tán thành. Đôi mắt Lâm Vãn Thư nheo lại, xoa xoa sống mũi, thấy mấy người đàn ông vội vàng, chỉ muốn nhảy vào nước vớt túi tiền thì trong lòng biết không cần lo lắng cho túi tiền của Mai Liên nữa rồi. Chuyện anh hùng cứu mỹ nhân này vốn nên do đàn ông làm. Nhưng mà nàng cũng coi như đã nhìn ra được, cô nương là phải dịu dàng đáng thương như Mai Liên, kiểu người hồng nhan họa thủy điển hình, lại kèm theo khí chất hồ ly tinh. Nếu tính tình như nàng, lời nói có thể sặc chết người, thì dù có đẹp đến mấy cũng không khuynh thành được. Bùi Quốc Cường, im lặng hồi lâu, Dương Vũ Phong mới gọi một tiếng. Vâng, Bùi Quốc Cường không nhiều lời, hiểu ý đi nhanh ra ngoài khoang thuyền. Vẫn giống như hôm qua, mắt y liếc cũng không liếc nhìn Cố Mai Liên lấy một cái, khiến Lâm Vãn Thư cũng bội phúc y. Bùi Quốc Cường đi vớt túi tiền lên, nhưng Dương Vũ Phong cũng không có ý dừng thuyền. Hắn nhíu mày, nháy mắt ra hiệu cho Lý Tiểu Phúc. Dẫn cô nương này đi. Lý Tiểu Phúc đáp lời, định tới mời Cố Mai Liên. Nhưng Mai Liên vừa rồi còn giàn giụa nước mắt, giờ lại thản nhiên hào phóng làm một lễ phúc thân, nói với giọng dịu dàng hiếm có, dân nữ cảm ơn điện hạ thương cảm. Nhưng lòng Mai Liên mang ơn lại không có gì báo đáp. Nay gặp điện hạ đang mở tiệc chiêu đãi khách quý, Mai Liên muốn ngâm sướng một khúc để báo đáp ân đức điện hạ, thứ hai là cảm tạ chư vị đại nhân rủ lòng thương xót, kính xin điện hạ ân chuẩn. Lâm Vãn Thư hiếp mắt, Cố Mai Liên này đúng là người biết ăn nói. Tuổi nhỏ, lại không rụt rè trước mặt Huyền Vương gia và các quan lớn, còn đẹp như vậy. Lâm Vãn Thư chỉ có thể dùng mấy chữ để hình dung nàng ấy, không phải kẻ tầm thường. Đương nhiên mắt Lâm Vãn Thư cũng không kém, đôi mắt tỏa sáng khi Mai Liên nhìn Dương Vũ Phong sao tránh được mắt nàng. Hơn nữa từ lúc gặp được Dương Vũ Phong trên đường dịch trạm, nàng ấy đã nói với Lâm Vãn Thư rằng nàng ấy thật sự nghiêng ngả vì phong thái tuấn lãng đàn ông của Dương Vũ Phong. Nhưng mà nàng cũng có thể nhìn ra được, Mai Liên này không phải một cô gái nông cạn. Có lẽ là nhìn thấy nàng và Dương Vũ Phong ở bên nhau, lại biết quan hệ của bọn họ rồi, nên ánh mắt mềm mại đáng yêu đó không hướng về Dương Vũ Phong nữa, mà thi thoảng bay về phía Lâm Thường, như đượm đôi chút ái mộ. Nàng không lên tiếng, xem Dương Vũ Phong định xử lý thế nào. Sắc mặt Dương Vũ Phong thản nhiên, khóe môi hơi cong nhìn không rõ tâm trạng, chỉ nói một chữ, chuẩn. Cố Mai Liên lập tức nín khóc, mỉm cười, vậy dân nữ xin được bêu xấu, chỉ mong không làm bẩn tay của điện hạ và các vị đại nhân. Sau đó, nàng ấy lui ra, cầm một cây tỳ bà tùy thân tới, thẹn thùng e lệ xoay người cúi chào, lúc này mới ngồi vào chiếc ghế con cạnh cửa mà Thanh Trúc đã sắp xếp cho nàng ấy. Điều chỉnh mấy âm, rồi khẽ cúi người gầy một tiếng, làm cho mấy tên đàn ông sáng mắt lên, ngay cả Lâm Vãn Thư cũng thế. Phải thừa nhận rằng trước mặt đàn ông, Mai Liên lại đẹp hơn mấy phần. Vẻ đẹp của nàng ấy khác với Thanh Trúc. Thanh Trúc đẹp quá đoan chính, cũng có vẻ chất phác. Còn Cố Mai Liên lại đảm đương nổi chữ kiều đó, trời sinh đã mang vẻ quyến rũ nóng bỏng của hồ ly. Nói khó nghe hơn một chút là đàn ông nhìn thấy sẽ không muốn thăm dò nàng là người như thế nào, mà chỉ nghĩ đến bốn chữ vui vẻ trên giường trước tiên. Nàng đang suy tư thì Cố Mai Liên đã ngân giọng lên hát. Bích Vân Thiên, hoa cúc ở, gió tây luồn, nhạn bắc bay về phương nam. Ai ngờ được rừng nhuộm sương đắm say, luôn làm người rơi lệ. Lâm Vãn Thư không hiểu âm luật, nhưng đã từng nghe mấy câu này, đó là lời trong Tây Sương Ký. Nói thực, nàng còn không biết Cố Mai Liên là con gái của một ông chủ bán thuốc mà lại biết đàn biết hát. Còn hát hay đến mức nàng không biết thưởng thức mà cũng có thể nghe ra câu chuyện đau khổ giữa nam và nữ. Ai ngờ được rừng nhuộm sương đắm say, luôn làm người rơi lệ. Hay, mấy vị đại nhân trầm trồ khen ngợi không thôi, giống như đang so xem ai có giọng to hơn vậy, cả một đám bắt đầu khoe khoang, thay đổi thái độ. Trông chẳng khác gì những tên vì nụ cười giai nhân mà nguyện dâng lên số tiền lớn để mượn gió hái trăng. Nhưng mà nàng đoán cả đám này đều là tính chó hình người. Nếu không phải đang ở trước đám đông, chỉ e là họ đã sớm nuốt Cố Mai Liên vào bụng rồi, còn nghe hát cái khỉ gì nữa. Cháo long nhãn hạt sen nguội thì không ngon nữa đâu. Nàng vừa quay đầu đã thấy Dương Vũ Phong đưa một bát cháo long nhãn hạt sen tới, ý bảo nàng mau ăn đi, vẻ mặt không vui vẻ là mấy, ngươi gầy thế này, nhất định là do dạ dày không tốt. Món này bổ tỳ, tốt cho dạ dày. Lâm Vãn Thư chép miệng, không nói nên lời. Tất cả giống đực ở đây, kể cả Lý Tiểu Phúc là nửa giống đực cũng đảo mắt nhìn qua Cố Mai Liên. Còn vị gia này lại có thể nghĩ xem nàng ăn gì, thật sự khiến nàng thấy là lạ. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng hắng giọng nói, ra, mỹ nhân trước mặt, ngài không động lòng sao? Ngài còn là đàn ông không? Dưới mặt bàn, Dương Vũ Phong lặng lẽ chuyển đầu gối đụng vào chân nàng, khó chịu ra ám hiệu rồi trầm giọng nói. Nếu ra gặp người đẹp nào cũng rung động thì trẻ con trong phủ Huyền Vương đủ để xếp hàng đến điện Phụng Thiên rồi. Khoác lác không biết ngượng,
nói như là hắn giỏi lắm ấy. Đùi tê tê ngứa ngứa, Lâm Vãn Thư vươn tay đẩy đầu gối không thành thật của hắn, lại bị hắn nắm lấy tay. Bàn tay ấm áp, khô ráo, mang theo sức lực đặc trưng của đàn ông. Tim nàng lỡ một nhịp, tai như bị bỏng, phóng một ánh mắt như dao cho hắn. Đừng, bị người khác trông thấy, sẽ bị chê cười. Mặt Dương Vũ Phong không biến sắc, dường như không hề lo lắng. Một tay cầm tay nàng, từ từ ngẩng đầu nhìn Mai Liên hát khúc. Bàn tay dưới bàn thỉnh thoảng miết bàn tay nàng, như thể đó là một thú vui. Không dãy được, lại không được kêu, Lâm Vãn Thư hơi tức tối. Nàng ngắm Mai Liên theo hướng mắt hắn, nhỏ giọng hỏi, này, ta thấy lạ lắm nhé. Có phải mắt chàng bị ghèn che rồi không? Có cần ta viết mấy thang thuốc làm sáng mắt không? Dương Vũ Phong không nhìn nàng, thản nhiên nói, giải thích thế nào? Nếu không sao lại vừa ý ta chứ? Chàng xem Mai Liên xinh tươi cỡ nào kìa. Đây mới gọi là con gái, hiểu không? Huyền Vương Điện Hạ thích không? Nếu thích thì ta đảm bảo rằng nàng ta sẽ làm thị thiếp của chàng. Ăn cháo long nhãn hạt sen mà nàng cũng ăn được nhiều vị chua đến thế sao? Lâm Vãn Thư đỏ mặt xì một tiếng, ai chua chứ? Ta nói thật mà. Cuối cùng Dương Vũ Phong cũng nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào nàng, nhướng mày, giọng nói hờ hững, mỹ nhân thế gian có nhiều, nhưng Vãn Thư lại chỉ có một. Đáp án này, Lâm Vãn Thư bất ngờ, nheo mắt lại. Ai nói Huyền Vương gia xưa nay vô tình lạnh lùng? Lời ngon ngọt nói thuận mồm lắm, kiếp trước kiếp này nàng chưa từng nghe qua lời tâm tình nào động lòng hơn. Mặc dù nàng biết lời nói của đàn ông khi theo đuổi thì không tin được, nhưng trái tim vẫn rung động. Đồng thời nàng cũng tin, Dương Vũ Phong nói lời này với ai thì người đó sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Đăng hắng mấy tiếng, nàng đang chuẩn bị nói mấy câu biểu đạt tấm lòng thì lại nghe hắn nói một câu không xuôi tai chút nào. Vãn Thư, xấu không phải do lỗi của nàng, chỉ cần tiểu tổ tông trong bụng nàng giống ra là được. Cảm động đều biến thành thẹn quá hóa giận, Huyền Vương gia này cũng thật có bản lĩnh. Lâm Vãn Thư véo mạnh chân hắn, khốn, kiếp, chỉ biết chê người khác, không phúc hậu. Dương Vũ Phong bị đau nhưng cũng không thất thố, chỉ hừ một tiếng, Vãn Thư, nàng có thời gian nghĩ đến mỹ nhân, chi bằng nghĩ xem tiểu tổ tông trong bụng nàng nên làm sao đi. Lâm Vãn Thư buông tay, chừng hắn một cái, ăn mấy miếng cháo, hay là ăn bát cháo long nhãn hạt sen này vào rồi sảy thai. Vậy không được, con của gia không còn, Vãn Thư đền bù tổn thất thế nào? Má, con của hắn vốn làm gì có. Lâm Vãn Thư cắn răng, phần cảm động lúc trước cũng bay lên trời rồi. Rõ là cái tên này đang chọc nàng chơi, làm gì có mỹ nhân trên đời thì nhiều nhưng Vãn Thư chỉ có một chứ. Biết rõ hắn không phải người tốt, nàng cũng không chịu thiệt, bèn cụp mắt xuống, hỏi, chàng muốn thế nào? Dương Vũ Phong quay đầu sang, ghé sát vào tai nàng, nói nhỏ, chàng, hắn còn chưa dứt lời, mặt Lâm Vãn Thư đã đỏ bừng. Nhưng nàng chịu thua chắc, nàng cắn răng, ghé sát lại nói nhỏ với hắn một câu. Lần này đến lượt Dương Vũ Phong đen mặt, Vãn Thư đúng thật là can đảm. Hai người lén lén lút lút nói chuyện, không tiện lắm lời. Chỉ là cảnh Cố Mai Liên đàn tì bà hát khúc ca ở trên thuyền hôm nay đã khiến vô số đàn ông mơ màng. Nhưng lại chỉ có Huyền Vương Điện Hạ không bị ảnh hưởng, chỉ liếc mắt đưa tình với quan lương y kia, chuyện bí mật này nhanh chóng được truyền ra ngoài. Kể từ đó, tin tức Huyền Vương Điện Hạ thích đàn ông, không hứng thú với nữ sắc, bên cạnh còn có một lương y cực kỳ được sủng ái lan truyền khắp kinh thành với tốc độ chóng mặt. Chuyện càng lan truyền thì càng ly kỳ, về sau lại biến thành Huyền Vương gia nuôi một con hồ ly tinh bên người. Đến khi Lâm Vãn Thư vô tình nghe được tin tức này thì vô thức líu lưỡi, lời đồn của người thời này không kém gì người đời sau đâu. Nhưng đây đều là những chuyện sau này, nói đến chuyện trước mắt đã. Về đứa con trong bụng Lâm Vãn Thư, nàng muốn dùng kế hoạch không cẩn thận sảy thai, hoặc là đã sảy thai. Còn Dương Vũ Phong cũng không nói sẽ giải quyết thế nào, chỉ bảo nàng giữ lại tiểu tổ tông, có lẽ sẽ cần dùng đến. Thế là dưới tình huống Lâm Vãn Thư đang đen mặt thì vị gia kia lại phân phó Lý Tiểu Phúc một câu. Cô gái ở huyện Bích Thủy kia đã qua đời trong cơn hỏa hoạn. Có gia dặn dò, đương nhiên Lý Tiểu Phúc phải đi làm. Những chuyện kia cũng coi như là đã chìm xuống trong phạm vi nhỏ. Trên thực tế, những người tiếp xúc với Lâm Vãn Thư ở huyện Bích Thủy đều là nô tỳ và thị vệ thân cận của Dương Vũ Phong. Chỉ cần ra lệnh thì ai dám không sợ chết mà nói linh tinh chứ. Cứ như vậy, Vãn Thư thành sở y quan của Huyền Vương Vĩnh Lạc. Nói nàng là lương y, nhưng lại làm công việc của tỳ nữ. Nói nàng là tỳ nữ thì lại ăn cơm thị thiếp, là sự tồn tại khó có thể tưởng tượng. Về sau, nàng bất đắc dĩ biểu thị rằng, nàng, Lâm Vãn Thư là thầy thuốc giỏi nhất trong đám tỳ nữ khắp thiên hạ, là tỳ nữ hầu hạ giỏi nhất trong các thầy thuốc khắp thiên hạ. Đường thủy của Vĩnh Lạc thông suốt bốn phương, tháng chạp cũng không phải mùa bận rộn của ngành vận chuyển đường thủy,
đi từ Trường Giang đến Tần Hoài gần như không gặp trở ngại gì. Ngoài việc ngẫu nhiên dừng lại ở các bến tàu mua đồ tiếp tế thì thuyền đều đi về phía trước với tốc độ rất nhanh. Khi cây khuynh diệp hai bên đường đổi thành tuyết tùng, khi sắc xuân đổi thành tuyết trắng, phong cảnh hai bên đường bao phủ một màu trắng. Khoảng 10 ngày sau, thuyền đến bến tàu cửa Tây của Phụ Ứng Thiên. Tu, trong tiếng kèn, thuyền quan từ từ đi tới gần bến. Trên bến tàu đã có người tới đón tiếp từ trước, chen lấn chật như nêm, dân chúng xếp hàng chờ đợi ở hai bên. Quan viên của Hồng Lư Tự đang tiến hành sắp xếp lễ đón tiếp, phía trước ngoài văn võ bá quan phụng chỉ tới thì còn có người của Phủ Huyền Vương. Thuyền cách bờ càng ngày càng gần, Lâm Vãn Thư và Dương Vũ Phong đồng thời đứng ở trên thuyền. Dương Vũ Phong mặc bộ thân vương vĩnh lạc, khoác chiếc áo choàng màu đen viền vàng. Áo choàng chập chờn theo gió giống như cờ phướn màu đen, lạnh lùng và khắc nghiệt không gì sánh kịp. Mà ánh mắt của hắn luôn nhìn đám người chen chúc trên bến tàu và cảnh phồn hoa kinh thành. Hôm nay Lâm Vãn Thư vẫn mặc nam trang, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hơn nhiều, có lẽ những ngày này được tình yêu làm dịu. Khuôn mặt lộ vẻ trắng nộn, hai mắt kiên định cũng được nàng hóa trang qua, có nhiều thêm một vẻ oai hùng thuộc về thiếu niên. Không gọi là đẹp lắm, nhưng không ai dám nói, qua mấy năm nữa, thiếu niên thon gầy này sẽ không thành một mỹ nhân tuyệt sắc. Thấy Dương Vũ Phong đã lâu không nói gì, Lâm Vãn Thư nghiêng đầu cười híp mắt dò xét hắn. Huyền Vương Điện Hạ, cảm giác về nhà thế nào? Lộ Tòng Kim Dạ Bạch, Nguyệt Thị Cố Hương Minh, thật là cảm thán. Thán cái rắm. Nghe xong lời nho nhã của hắn, Lâm Vãn Thư xùy một tiếng, lại quay đầu nhìn bến tàu cách đó không xa, nói nhỏ đến mức chỉ mình hắn nghe thấy, cười nhạt hỏi, vì sao không làm người đứng đầu thiên hạ này? Ý gì? Chàng làm đệ nhất thiên hạ, vậy thiên hạ chính là nhà của chàng, dù chiến tranh đánh tới đâu cũng sẽ không có cảm xúc nhớ nhà. Lời này rất to gan, đến cả nàng cũng không tin. Ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú vào mặt nàng, giữa hàng mày Dương Vũ Phong có vài phần lành lạnh. Bổn vương là đệ nhất thiên hạ, còn nàng thì sao? Ta hả? Nàng mỉm cười với hắn, trả lời cực kỳ lưu loát, lão đại của đệ nhất thiên hạ, hoang đường. Dương Vũ Phong ho khan, khuôn mặt lạnh đi, nắm chặt lấy tay nàng, mặc dù bổn vương chiều nàng, nhưng lời đại nghịch bất đạo như thế, cũng không thể nói. Đại nghịch bất đạo, ha? Lâm Vãn Thư nhướng mày, thản nhiên nói, chàng cho rằng chàng không tranh đoạt thì người khác có thể khoan dung được chàng sao? Ra à, ngài mới 24 tuổi, quân công hiển hách, lại là thân vương, công cao quá chủ. Nhìn những người trên bờ kia xem, có bao nhiêu người đang chờ xem kết cục của chàng. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu ví dụ bày trước mặt, chàng còn không thấy rõ sao? Chuyện thế gian, phần lớn đều là hám lợi đen lòng. Còn nữa, hảo nam nhi chí khí dưới trời. Vẫn là câu nói kia, nếu chàng có ý kia thì ta nhất định sẽ theo chàng, giúp chàng quân lâm thiên hạ. Chàng nhìn trời, thần dân nhìn chàng, xem chàng dùng tài năng của mình tạo ra thái bình thịnh thế. Sau đó thì sao? Hắn lạnh lùng hỏi. Sau đó à? Chàng thưởng ta vạn lượng hoàng kim, chuẩn cho ta về quê giải ngũ. Nàng bị tiền làm mờ mắt rồi ư? Lâm Vãn Thư cười khẽ, nheo mắt lại, đột nhiên nghĩ đến một câu rất phổ biến. Như thế rất tốt, nếu chàng quân lâm thiên hạ, cho ta bốn biển là nhà. Đôi mắt sâu không thấy đáy của Dương Vũ Phong đảo qua mặt nàng, thật lâu sau mới giơ tay lên, búng vào trán nàng, lúc này mới ngắm nhìn bến tàu, khiển trách. Cái đồ khờ này, nàng có hiểu nhân nghĩa đạo đức không? Đồ khờ là từ gần đây hắn học được trong miệng nàng, hai ngày nay rất thích nói nàng như vậy. Lâm Vãn Thư không để ý, chỉ nhếch miệng, hỏi lại hắn, nhân nghĩa đạo đức đáng giá bao nhiêu tiền một cân? Nàng muốn mua sao? Ra có nhiều lắm. Hai người đấu khẩu mấy câu, trên bến tàu đã vang lên tiếng sáo sừng. Dương Vũ Phong híp mắt, Sở Y Quân, ra xách nàng về nhà. Lâm Vãn Thư liếc mắt, lập tức cười nói, được, xách thôi. Nàng không nói cho hắn biết, thứ nàng nhìn thấy, không phải là nhà, mà là bên ngoài sóng to gió lớn, có một đôi mắt đẫm máu đang chờ nàng đi báo thù. Thuyền quan cập bờ trong tiếng còi. Lâm Vãn Thư đương nhiên không ngốc mà thắm thiết thân mật, cùng rời thuyền với Dương Vũ Phong trong lúc vạn dân để ý thế này, để chịu ăn mắt sét và mắt lạnh đến từ bốn phương tám hướng. Nàng là một cô gái thông minh, nên kéo căng thì sẽ kéo căng, nên giả bộ thì sẽ giả bộ, mà tình huống hiện tại là lúc nàng nên giấu gai nhọn, an phận một chút mới có thể sống được lâu dài. Lúc này có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Vũ Phong như thế, nếu nàng là kiểu con gái kiến thức hạn hẹp, muốn người người biết nàng là tân sủng của Dương Vũ Phong, thì có lẽ chưa đến sáng mai là nàng đã phải đi gặp Diêm Vương rồi. Ra, ta có chuyện này, kéo bàn tay bị hắn cầm, nàng dịu giọng nói, chuyện gì? Bạn của ta, chính là cha con Cố Thị, bọn họ mới tới kinh sư,
còn mang theo nhiều hành lý như vậy, chưa quen với cuộc sống nơi đây. Ta là người lương thiện, giúp người sẽ giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến tận Tây Thiên, đúng không? Nàng quen thuộc kinh sư lắm à? Giọng của hắn rất trầm thấp, như là đang hỏi nàng, lại không giống đang hỏi, nhưng lại khiến Lâm Vãn Thư ngẩn người. Phải nói Dương Vũ Phong luôn nắm được trọng điểm, không cẩn thận sẽ bị hắn kéo vào cái hố hắn đào. Ta không có ý đó. Lâm Vãn Thư cẩn thận kéo góc áo của hắn, giả bộ dịu dàng ngoan ngoãn, cười híp mắt nhìn hắn. Không phải ta đang thỉnh cầu sao? Muốn ngài phái một chiếc xe ngựa, lại phái một sa phu đưa họ về. Có xe ngựa và sa phu, ta không quen cũng thành quen. Gia có thể phái người đưa bọn họ về, không cần nàng đi. Hình như lời hắn nói cũng hợp tình hợp lý nhỉ. Lâm Vãn Thư nhìn gương mặt uy nghiêm lạnh lùng của hắn, cố gắng tìm bậc thang để xuống, ngoài cười trong không cười, trông vô cùng vặn vẹo. Gia, Vãn Thư mới đến, nhìn gì cũng ngạc nhiên, lại chưa từng thấy cảnh phồn hoa phố phường kinh sư. Ngài biết đấy, con người ta thích náo nhiệt, ta muốn nhân lúc này ra ngoài đi dạo, tối nay về phủ. Dương Vũ Phong nhìn nàng hết một lượt, chần chừ một lát mới trả lời. Được, Lâm Vãn Thư vui vẻ, buông hắn ra, ôm quyền lại dài. Vãn Thư tạ ra thương cảm. Nhưng mà, hai chữ này bình thản vang lên, Lâm Vãn Thư biết là cái tên này sẽ không bỏ qua cho nàng đơn giản như vậy. Hắn luôn nắm chặt cơ hội có lợi cho mình để gây sự với nàng. Quả nhiên, hắn nói, gia vốn muốn đưa Vãn Thư về phủ, hôm nay Vãn Thư lại để gia cô đơn một mình, nên đền bù tổn thất thế nào? Lại còn muốn đền bù tổn thất, mẹ nó chứ, Lâm Vãn Thư chỉ muốn cắn chết hắn. Trái tim sôi máu, nàng nhìn chằm chằm vào mắt hắn, hơi rợn gáy. Chàng muốn cái gì? Nàng có cái gì? Chàng muốn gì? Ông đây có cái đó. Hắn khẽ à một tiếng, ngay khi Lâm Vãn Thư cho rằng tên này sẽ nhân cơ hội vơ vét tài sản của nàng, hoặc nhân cơ hội chiếm chút lợi lộc của nàng, thì hắn lại nói, tối nay, đợi ra từ cung về, nàng hầu hạ ra tắm rửa. Lần trước ở huyện Bích Thủy bị nàng đá một cước xuống sông còn chưa thấm à, giờ còn muốn nữa. Tắm rửa cho hắn thì không có vấn đề gì. Tắm rửa cho hắn còn có thể thấy được mỹ nam trong nước, lại còn thấy được cậu bé của hắn, đối với nàng mà nói cũng là quyền lợi. Lâm Vãn Thư an ủi bản thân rồi quyết định, cười tủm tỉm gật đầu, được, không thành vấn đề. Lát nữa ta bốc ít thuốc ở nhà cậu Mai Liên, để làm thuốc tắm toàn thân cho ngài, trừ mệt mỏi trên đường đi, ngủ một giấc ngon nghẻ thoải mái, được không? Dương Vũ Phong hài lòng vỗ đầu nàng, ngoan, chờ ra buổi tối hồi phủ, đợi đã, chờ hắn hồi phủ. Lâm Vãn Thư chợt hiểu ra, trợn trắng mắt, ý của chàng là, chàng vốn không về phủ Huyền Vương ngay đúng không? Hoàn toàn không tồn tại vấn đề chàng sẽ cô đơn tịch mịch đúng không? Chàng đang đùa bỡn ta phải không? Đúng. Dương Vũ Phong thưởng cho nàng một ánh mắt, nàng thật là ngu ngốc, duỗi hai tay ý bảo nàng sửa sang lại cổ áo và xiêm y cho hắn. Bệ hạ tổ chức tiệc đón gió tẩy trần cho gia nhà nàng, bày trận thế lớn như vậy, dù thế nào gia cũng phải vào cung yết kiến trước, đây là hiếu đạo. Hiếu đạo cái rắm. Lâm Vãn Thư nhón chân, như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn sửa sang lại y quan và tay áo cho hắn, nhìn dáng vẻ quý tộc hoàng thất của hắn, nghĩ đến bản thân ôm được chuyện tốt thì cười khổ. Chàng nói chàng xem, trong phủ có nhiều đằng thiếp chờ hầu hạ chàng như thế, vì sao lại cố ý chơi ta thế này? Nhiều mỹ nhân như vậy, chàng đâu cần chảy nước miếng với miếng gà khô như ta chứ? Chàng nghĩ xem, chàng có phải đang phung phí của trời không, phát rồ rồi không? Lại ghen rồi hả? Ai ghen? Lâm Vãn Thư mất hưng bĩu môi. Dương Vũ Phong lạnh lùng liếc nhìn nàng, lại quay đầu nhìn Lý Tiểu Phúc xa xa đang nháy mắt với hắn. Dù biết người đón hắn đã sốt ruột, nhưng hắn lại không hề nôn nóng, mà đưa tay qua ôm nàng. Đợi về rồi ra mang đồ tốt về cho nàng. Lâm Vãn Thư lùi về sau một bước. Đừng, lần trước nói mang đồ tốt, đồ không thấy đâu mà lại bắt ông đây, oán khí lần đó còn chưa biến mất đâu. Ngài đừng mang thêm thứ gì tốt cho ta, cũng đừng nhắc với ta, vẫn nên suy nghĩ lát nữa vào cung gặp Đông Phương Yêu Nghiệt thì nên giải thích với hoàng đế chuyện của Tô Gia Huy đi. Đúng vậy, nàng không nhắc tới thì bổn vương cũng quên mất. Khóe môi Dương Vũ Phong cong lên, vỗ vào mặt nàng. Chuyện này xem như bổn vương cứu nàng một mạng, nàng phải đền bù tổn thất bao nhiêu bạc đây? Xí, còn không phải vì ta giúp chàng sao? Bớt lừa bạc của ta đi. Lâm Vãn Thư liếc mắt một cái, thấy Lý Tiểu Phúc đứng đó không xa xoa xoa hai tay đợi, khuôn mặt méo mó lại không dám tới dục, có chút ngượng ngùng mà đẩy hắn xuống. Được rồi, đừng ba hoa nữa, mau đi đi, ở dưới kia có nhiều người đợi chàng lắm đấy. Nếu để bọn họ biết, Huyền Vương điện hạ anh minh thần võ của chúng ta không để ý chúng thần đợi chờ, còn ở đây ôm phụ nữ thì sẽ cười rụng răng mất. Nàng là nữ sao? Dương Vũ Phong nhướng mày, hơn nữa,
để bọn họ đợi chút thì có gì đâu. Lâm Vãn Thư nghe hắn nói thế liền hiểu. Huyền Vương Điện Hạ cũng không phải vì nàng mới ở đây bày trò nhi nữ tình trường, mà là vừa về kinh sư nên muốn ra uy với những văn võ bá quan đó. Cũng đúng thôi, nhân vật cấp quan trọng luôn có quyền ra mồm cãi láo, hắn càng không vội đi xuống thuyền, càng làm những người kia thấp thỏm lo âu, cũng càng khiến bọn họ kiêng kỵ hắn nhiều hơn. Đạo quan trường, đạo binh gia, phúc hắc, mặt dày, hiểu nhân tâm, vị vương gia đê tiện này mới 24 tuổi nhưng đã có thể nắm được hết. Điều này làm người đến từ xã hội hiện đại như nàng, tiếp nhận rất nhiều tư tưởng giáo dục hiện đại cũng phải bội phục hắn. Đồng thời cảm thấy thua trong tay hắn cũng không hề thiệt thòi. Nàng nghĩ ngợi, mấp máy môi, cười hỏi, vậy được rồi, có muốn lại hôn cái nữa không? Dương Vũ Phong bị nàng chọc cho vui vẻ, hả, vì sao Vãn Thư lại chủ động như thế? Lâm Vãn Thư cười thân mật tới gần, mở một tay ra, diễn viên đóng kịch thân mật, dựa vào trình độ thân mật không giống nhau mà mỗi lần thu phí 50 đến 200 lượng. Điện hạ, xin hỏi chàng muốn ôm ấp hay muốn chàng chàng ta ta? Dương Vũ Phong kéo nàng qua, cúi đầu hôn lên môi nàng. Có những phục vụ khác không? Cút, không có, nghĩ gì thế hả? Lâm Vãn Thư chừng hắn. Dương Vũ Phong vỗ đầu nàng, thấy Lý Tiểu Phúc đang lo lắng đợi, tựa như nghẹn nước tiểu vậy, khuôn mặt đỏ bừng. Trong lòng hắn cũng biết đã đến giờ, không nên trì hoãn nữa. Đợi buổi tối ra về sẽ trừng trị nàng. Dứt lời, hắn phất tay áo một cái, ngẩng đầu bước đi. Lâm Vãn Thư hừ một tiếng mới vào trong khoang thuyền tìm Trịnh Ngọc Mẫn và Cố Mai Liên. Vừa nghe nói xe ngựa của Điện Hạ sẽ đưa họ về, Cố Mai Liên vui vẻ không thôi, kéo tay Lâm Vãn Thư díu dít. Vãn Thư, huynh tốt quá, muội đi nói cho cha muội biết. Không sao, không sao. Lâm Vãn Thư thuận miệng đáp, híp mắt nhìn bóng lưng của nàng ấy. Muốn tiễn cha con Cố Thị chỉ là tiện thể, nàng còn có ý đồ khác. Vài người và các nô bộc mang theo bao lớn bao nhỏ rời thuyền. Nhưng bọn họ còn chưa đi thì đằng trước đã bắt đầu nghi thức nghênh đón Dương Vũ Phong rồi. Trong tiếng nhạc ưu nhã trang trọng, hơn 10 người trong đội danh dự mặc cẩm y đã đi tới, người đằng trước cầm cờ. Các cung nữ giơ dù, 8 người khiêng một chiếc kiệu thêu rồng uốn khúc, đi tới trước mặt Dương Vũ Phong liền dừng lại, quỳ. Trong âm cuối của Hồng Lư Tự Minh Tán, văn võ bách quan cả triều, nhân viên hộ tống trên thuyền và cả dân chúng hoan nghênh đều quỳ xuống, cùng hô vang, cung nghênh Huyền Vương Điện Hạ hồi triều. Điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Lâm Vãn Thư cũng quỳ trên mặt đất, nàng trộm liếc mắt về phía Dương Vũ Phong, chỉ thấy nửa bên mặt, nhưng hắn đã không còn vẻ nhiệt tình trêu đùa như lúc trên thuyền, khuôn mặt lạnh lùng như sông băng ngàn năm, giống như ai cũng thiếu tiền của hắn vậy. Hắn giơ tay áo, lạnh nhạt nói đứng lên, rồi không chớp mắt bước dài chân, được Lý Tiểu Phúc đỡ lên kiệu. Tạ điện hạ. Trong tiếng tạ ơn như sấm, kiệu được nâng đi lên bậc thang bến tàu, kiệu dừng lại. Có một chiếc xe kéo chuyên dùng cho thân vương đang đợi ở đó. Lý Tiểu Phúc hô một tiếng đi, thì chiếc xe mới từ từ đi. Trên đường đi là 10 dặm thảm đỏ trải tới cửa Phụng Thiên, dọc theo thảm đỏ là một đội ngũ khổng lồ, thanh thế hiển hách đi về Hoàng Thành. Lâm Vãn Thư nhìn cục diện này, trong lòng căng thẳng. Đợi tiếng nhạc đi xa nàng mới thở ra một hơi. Không biết sao, nhưng nàng lại thấy lo lắng cho Dương Vũ Phong. Cái gì gọi là công cao hơn chủ, chính là hắn hôm nay. Dương Vũ Phong đã là thân vương, lại là thần võ đại tướng quân được ngự phong, các bổng lộc cũng đã cao vô cùng. Có lẽ lão hoàng đế cũng không còn gì thưởng cho công lao của hắn nữa rồi, bởi vì hắn đã là dưới một người, trên vạn người. Nhưng căn cứ kinh nghiệm lịch sử có hạn của nàng thì công lao của một người to đến mức hoàng đế không tìm ra cái gì tặng nữa thì đã nuôi mập, có thể giết rồi. Cũng may, tuy hắn là thần, nhưng cũng là con trai ruột của lão hoàng đế. Có việc làm của hắn ở huyện Bích Thủy, hôm nay lại bắt Tô Gia Huy về làm chứng cớ trong sạch. Ông cha ruột nhẫn tâm kia cũng có thể nhìn ra được hắn không có ý với bảo tọa hoàng đế của ông ta. Vì Giang Sơn Vĩnh Lạc vững chắc, sẽ không làm gì hắn mới phải. Ít nhất, hiện tại sẽ không. Lâm Vãn Thư vỗ vỗ bụi đất trên đầu gối, nhìn đoàn người, quay đầu lại cười. Chúng ta cũng đi thôi. Nhiều người làm nhanh, không bao lâu hành lý đã được chuyển hết lên xe ngựa. Người đánh xe là một tên nhóc khoảng 20 tuổi, giới thiệu bản thân là Tiểu Phương Tử. Là người có mồm mép, biết ăn nói. Sở y quan, mọi người muốn đi đâu, chỉ cần báo một tiếng là được. Ta lớn lên ở Kinh Sư, 17 tuổi đã làm người đánh xe ở Phủ Huyền Vương. Ha, ở Kinh Sư này không có chỗ nào mà Tiểu Phương Tử ta không tìm thấy. Đi thôi, nhờ ngươi vậy. Lâm Vãn Thư vẫn còn giữ chút phép tắc của người hiện đại, nhưng lại khiến Tiểu Phương Tử đỏ mặt. Sở y quan, ngài đừng khách khí với ta, lúc trước Thanh Đại Tỷ có nói, nhất định phải quan tâm đến ngài. Tuyệt đối không được đắc tội.
lại nghe thấy tên của Thanh đại tỷ, Lâm Vãn Thư ngậm miệng lại. Trước kia nàng từng nghe Mai Thảo nói, nữ nhân trong hậu viện của Huyền Vương gia đều là đằng thiếp tặng cho Thập Cửu gia trong 3 lần chỉ hôn trước đó. Nhưng vì Dương Thập Cửu không ngủ cùng, cũng không để ý đến các nàng, cho nên các nàng không làm được gì. Ngoài việc không cần làm nô tỳ thì trong lòng hắn các nàng không các gì nô tỳ cả. Ngoài ra, cả hậu viện của phủ Huyền Vương đều do đại nha hoàn Thanh Trúc của Thập Cửu gia quản lý. Trước kia nghe chuyện thế này, nàng cũng không thấy làm lạ. Một vương gia phong kiến có nữ nhân trong phủ chẳng phải việc gì kỳ quái, nếu không có mới là kỳ quái. Nhưng có lẽ quan hệ giữa nàng và Dương Vũ Phong khác xưa nên cứ cảm thấy khó chịu. Tiểu Phương Tử, hậu viện của gia có mấy vị phu nhân vậy? Nàng nhịn không được hỏi. Phu nhân. Tiểu Phương Tử suy nghĩ, đột nhiên nở nụ cười. Ngài nói mấy đằng thiếp trong hậu viện của gia sao? Những người đó thật ra cũng không được coi là phu nhân, đều là hạ nhân. Vậy các ngươi xưng hô với các nàng thế nào? Trước mặt thì chúng ta phải gọi các nàng một tiếng phu nhân. 3 vị đằng thiếp đó chúng ta không chọc được, cũng không có cách nào tiễn đi được. Như thế nào là không có cách nào tiễn đi được? Lâm Vãn Thư tò mò hỏi. Trước kia nhiều người tặng thị thiếp cho gia, hầu như có thể đánh và đuổi đi, chỉ có 3 vị này đều là người trong 3 gia đình được chỉ hôn cho gia. Một người Đông Phương gia, một người Tả gia, một người Ngụy gia. Tuy nói đều là thứ nữ, nhưng dù gì cũng là con gái ruột của người ta, gia cũng không thể không cho họ mặt mũi. Thì ra là thế. Lâm Vãn Thư à một tiếng, cười không nói gì. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa đi vào Kim Xuyên Môn. Là đế đô nên kinh sư có nét đặc sắc khác với các thành trấn mà trước đó Lâm Vãn Thư từng đi qua. Hôm nay còn có tuyết lớn rơi trên kinh sư, Kim Xuyên Môn tuyết trắng bao phủ, nguy nga cao lớn. Đủ loại người hối hả nhộn nhịp vẩy nước quét nhà trên đường cái để nghênh đón Huyền Vương Điện Hạ chiến thắng hoàn triều. Các cửa hàng san sát, bán vải, bán kẹo, bán trà, quán cơm, tửu lâu, rực rỡ muôn màu, từng cửa hiệu liên tiếp nhau. Trên đường cái người qua lại như thoi đưa, khắp nơi đều hiện ra cảnh phồn hoa thịnh thế. Có Tiểu Phương Tử nên xe không phải đi vòng vèo mà tìm được ngay tế thế đường của cữu cữu Cố Mai Liên mở. Đúng như lời Cố Mai Liên kể trước kia, tế thế đường nằm ở phố Kê Nga không xa Hoàng Thành, mở cửa hàng to, chiếm khoảng 5-6 gian mặt tiền. Từ cửa nhìn vào có thể thấy được dòng người qua lại rất đông. Vãn Thư, đây chính là dược đường của cữu cữu. Cố Mai Liên lần đầu vào kinh sư nên vô cùng hưng phấn, vỗ cánh tay Lâm Vãn Thư, chỉ vào tấm biển tế thế đường và biển hiệu hành y cứu người, đôi mắt hạnh xinh đẹp như muốn ngập nước. Không tệ, nhìn rất lợi hại. Vì phối hợp tâm tình của nàng ấy nên Lâm Vãn Thư nói vài câu dễ nghe. Chỉ có chị Ngọc Mẫn vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt có phần không kiên nhẫn. Lão Cố dẫn đầu đi trước tìm em trai vợ ông ta. Tập 5 đến đây là hết rồi, những khoảnh khắc hài hước, tình cảm và đấu trí đã khép lại. Sự thông minh, sắc sảo của Lâm Vãn Thư cùng sự bá đạo nhưng đầy tình cảm của Dương Vũ Phong đã khiến cho những tình tiết thêm phần thú vị và lôi cuốn. Liệu những biến cố tiếp theo trong cung đình và mối quan hệ phức tạp của họ sẽ diễn ra như thế nào? Mọi người hãy cùng chờ đợi ở tập sau để khám phá câu chuyện đầy bất ngờ và hấp dẫn này nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Đừng quên nhấn theo dõi và ủng hộ kênh để không bỏ lỡ những tập truyện tiếp theo. Hẹn gặp lại mọi người ở chương sau. Còn giờ thì bye bye mọi người.